Ủa ừ, cái cân rồi. Xem này nhận được thông báo không Cái này bỏ luôn đi Ê Hồng cái, cái này hồng bỏ à? vô cái chai À quên tính like gì nữa quên rồi ta tâm à, cái hộp này này. dạ hello ấy, chị luôn chị nha chị nào mới vào xem like thì em xin chấm tương tác trên like luôn ạ à. gọi hơn coi hơn hơn thấy không biết này lên có ai coi lại rồi trời dạ chị nào mới vào xem like thì cho em xin chấm tương tác trên like để em thấy mình luôn chị nha Hello các chị yêu của em, ai đang coi like các chị ơi vô like nha mạnh tay dùm em luôn rồi chị nào đang coi like cho em xin xe một nút chấm tương tác trên like để em thấy mình luôn chị nhá hôm nay ai đang coi like thấy bé anh cho em xin một nút comment được không mấy chị yêu của em ơi chị nào mới vào xem like thì cho em xin xe vào nút chấm tương tác trên like để em thấy mình luôn rồi. chị ơi chị chia sẻ lại mạnh tay với hội nhóm dùm em luôn ạ rồi Dạ em thấy chị bùi cho chân, chân bùi luôn chị nhá em thấy chị Mai Nguyễn Thị luôn ạ Hello các chị đẹp của em Hôm nay em có nhiều uh, siêu phẩm hot lắm, mấy chị vô like đi Bảo đảm coi like là sốc luôn Hello mọi người, hello chị Hạnh Dung, hello chị Tuyền Lưu, hello chị Bùi Trân, Trân Bùi uh, Chào chị Mai Nguyễn Thị à Ai thấy mấy anh cho em xin comment nha mọi người ơi Dạ chị đang xem like thì cho em xin đóng chấm tương tác trên like để em thấy mình luôn chị nha Nay chợ má, cái chân mày nó mọc thấy ghê quá dạ chia sẻ lên mạnh tay và cái hội nhóm cho khách mới vào xem live giùm em luôn à em chào chị My, em chào chị tiền luôn luôn à hello chị đỗ xuyến à hôm nay em em nói với chị nghe hàng em là phải tồn là phải 3 tháng giờ trước à có những mẫu là 3 tháng giờ trước nay bên viettel nó mới gửi hàng cho em đó nên là nay em có nhiều cái đẹp lắm mấy chị coi like với lại em có cái này hàng hiếm mà chỉ có đúng bán đúng một lần trong đời thôi nên ai coi like mà tậu nhanh thì có À, cầu bên sau là hết nha các chị yêu của em nha Hello yeah. chị Hoa Nguyễn à Hello chị Hoa Ngọc à Em chào chị Lan Nguyễn à Dì em chào chị Hạnh Dung Nguyễn đó chị ha Chị nào mới vào xem like thì cho em xin nút chấm tương tác trên like để em thấy mình Gì mà à. live stream có mười mấy người coi vậy trời <laughs> Mọi người ơi có nhận được thông báo của em không mấy chị Dì em chào chị Minh Nguyễn đó chị ha Chị nào mới vào xem like thì cho em xin nút chấm tương tác trên like à, để em thấy mình Rồi da luôn, nó ha. khô Khô chịu không nổi luôn á Dạ chị nào mới vào xem like thì cho em xin vào nút chấm tương tác trên like để em thấy mình luôn à Chia sẻ like mạnh tay và có hội nhớ cái cách mới vào xem like luôn chị nha Để em tí xí Dạ, em ở mình trong mình máy lạnh không? da nó khô đợi với anh một xíu coi da nó hết khô em em, em tha cái này lên tí Vậy dạ, em chào chị hoa ngọc chào chị lan nguyễn luôn hả em thấy chị hoa nguyễn luôn chị ha chị nào mới vào xem like thì cho em xin vào nút chấm tương tác để khô hai, luôn hai bên cái em, cái mặt không like được khô hết rồi hello chị mai nguyễn thị trời ơi sau nay live stream gì có mười mười mấy người coi vậy có phải không vậy Hay là do facebook nó không hiện lên thông, thông báo gì trời dạ các chị ơi chia sẻ lại mạnh tay cho khách mới và xem live dùm em luôn chị nha cho em xin đúng chấm tương tác trên live nếu mình mới vào xem live luôn ạ à? hôm nay bù quá rồi mọi người ơi vô like nha chia sẻ giùm em một cái nha nay dạ, mặt ốc anh vũ đẹp à. không nay đẹp không mọi người Nay em về được có mấy cái đẹp lắm luôn Rất là xinh và rất là sang Hôm nay um, hàng tồn 3 tháng trước rồi Sức cấp nước hạ bé và đúng rồi Da nó khô quá nên em phải thêm cốc nước vô Nó bị chóc da hết hai bên luôn á mấy chị Rồi mấy chị yêu vô chia sẻ like cho mấy anh cái ơi Dạ em cho chị Trần Yến ngay luôn ạ, Chị xem like thì chia sẻ like <laughs> Em anh cảm anh ơn chị rồi. Bùi trân Nay 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 ăn dữ quá mặt nó nọc, nở ra Hello chị Minh Ngọc Trời ơi, livestream có nhiều người coi được, nhiều người không coi được Đây, hôm nay về cái này Sau 3 tháng trời không về được Hàng nó ngậm cứng nhắc luôn Nay về được cái này độc lạ, bán đúng lần trong đời Ai mà không coi like là tiếc lán chịu Rất là đẹp, đẹp bá cháy luôn nha Bỏ chét nha mọi người nha em cho chị Thủy cho luôn Hôm nay em có về hai dòng hổ phách Hổ phách ba dòng chứ Hổ phách mật lạp, hổ phách Mexico, hổ phách... Um, gọi là cái gì quên rồi Caribe và một loại nữa là hổ phách gái Rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn, để em cho mấy chị yêu của em xem em chị Minh luôn, chị mới xem thì xin chấm Cái này là Caribe nha, cái này được có mấy chiếc à, cái này năm sáu chiếc gì à Rất là đẹp mà rất là xinh mà đặc biệt nữa là hàng hiếm á mọi người Đẹp lắm Hôm nay em sẽ like về hổ phách Và em sẽ cho các chị coi nhiều cái tinh thể hổ phách nó đẹp Gọi là phải nói nó đẹp xỉu luôn á Rất là xinh Cái này là hổ phách caribe nha các chị nha Hổ phách caribe rất là đẹp luôn Và rất rất là sang Các chị thấy cái tinh thể của nó chưa Nói chung là cái này nó nhiều mẫu lắm Hổ phách nè đây nó có rất rất là nhiều mẫu và đặc biệt nữa nói chung là đây là mẫu phải 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 nói với mấy chị yêu của em là nó thuộc dạng là hàng tồn 3 tháng về trước rồi đó hàng tồn 3 tháng về trước rồi đó một viên này giá hồi xưa em bán là một một cái nhẫn như thế này nè là hai trăm mấy chục đô một viên là luôn cả bạc nha mọi người nha hai trăm mấy chục đô đợt cái chị nhớ hồi ở nhà cũ không em nói là em đem về cái hũ phách mexico á là lúc mà em chuyển nhà tới giờ á là đơn hàng của em là nó ngậm nó cứng ngắt luôn nay em nói thiệt với mấy chị trời ơi trời mưa to gió lớn đâu ra nó gửi gửi về cho em mà cái này là hàng mẫu đợt lâu lắm rồi mỗi thứ em được có một cái à mấy chị quá xinh luôn chị nha đây là nhận hũ phách caribe dùm em luôn à đẹp không hổ phát nè mấy chị nhìn nha tinh thể của nó 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 nha nó rất nó vậy nè kiểu sao ta nó vừa xanh nói chung ánh của nó rất là đẹp xanh rồi nói chung là em nói mấy chị là nó vậy nè đó nó như vậy nè cái tinh thể của nó là như vậy nè đẹp không mắc lắm á một chiếc này em nói mấy chị hai trăm mấy chục đô mà rất là đẹp và rất là xinh luôn nha mọi người ha đây chiếc này đây nói chung y có một cái chiếc này nè hello chị bích lê cái này em được một chiếc duy nhất nè dễ hôn lắm luôn á sao qua vô kỳ đẹp bá cháy màu chét rất là xinh hổ phách mê sơn gỗ phách cái gì quên rồi caribe, caribe. thiệt trong suốt của em là hàng vip mà mọi người đẹp không mấy chị xem giùm em nha đây hai 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 ngày triệu sáu nè là cái giá em làm cho khách sĩ nè hai triệu sáu nè đây 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 đó mọi người thấy chưa mỗi thứ có một chiếc thôi đẹp gọi là bá cháy luôn á rất là xinh và rất là đẹp hello chị quy nguyễn, nguyễn ôi cái này đẹp xuất sắc luôn á cái này đụng cái nè cái nào nó cũng đẹp hết đó mọi người em có bây giờ là hiện tại em có vài chiếc thôi với lại em có mấy chiếc nữa rất là xuất sắc luôn đợi mấy chị mấy chị đợi xí em sẽ cho mấy chị xem hôm nay ai muốn mua liên hệ với anh nha đặt lịch nha đặt đặt gạch liền có được mấy chiếc thôi Hiện tại hậu phách Caribe đang rất là cháy Em về là phải 3 tháng về trước rồi đó Nay nó mới về hàng Để cho xem coi Bé đẹp ơi nhìn chắc xỉ quá Bây giờ cho xem cái này nè mấy chị Cho xem cái này Cái này là mật lạp nè Dám cho chị quyện luôn à. Mật lạp VIP nè Em nói mấy chị mực lạp VIP nè Một chiếc mực lạp VIP một Em nói thì mấy chị em chỉ có tầm 8 tới 9 chiếc mực lạp thôi đẹp lắm luôn cho coi mực lạp vip nha bảo đảm xỉu hổ phách mực lạp đây trời ơi má ơi em nói mấy chị chiếc này ra ngoài là phải hàng ba hàng bốn triệu một chiếc tại vì mực lạp nó rất là mắc mực lạp của em là vân sữa nữa mọi người nên là cái giá trị của nó rất là cao một chiếc mực lạp mà mà như thế này á em lên như thế này thôi giá của nó em nói mấy chị luôn chỗ xuất sắc quá má ơi chỗ nhìn ghiền thiệt luôn á để lên tay cho mọi người xem nha đẹp quá thôi Đẹp không mọi người? Quá xinh luôn nha chị nha Khổ pháp mang năng lực rất là tích cực luôn á chị ơi Rất là khỏe cho sức khỏe luôn á chị nha Hello mọi người, đó đây là chiếc mực lạp nè Trời ơi mãi chảy không? Vài triệu một chiếc Rất là đẹp, xuất sắc Đây Cái mực lạp này nè Tại vì giá của nó là nói chung bây giờ chỉ cái này chỉ có mấy chiếc thôi em hỏi bên canada bây giờ là cháy luôn á mấy chị mexico cũng đang cháy hàng mexico cũng đang cháy hàng Mexico và mật lạp là hai cái này là đang cháy Mấy chị nhìn này mấy chị nhìn giá trị của nó là mấy chị biết liền Hàng triệu nó phải có khác không? Đẹp không mọi người? Bán nhiều em, em chị Trần Yến Nhi Em không biết chị Trần Yến Nhi ơi Tại vì em nói thiệt nha, em đặt cái này là đặt mẫu phải 3 tháng về trước, 3 4 tháng lâu lắm rồi đó chị Như yêu. Mà nay á nó mới gửi về cho em, em nói thiệt các em còn tưởng là ai ai gửi quà cho em. Người ta mới nói đơn hàng này lâu lắm rồi mà bắt đầu gửi cho em. Phải 3 4 tháng về trước rồi. Trời ơi, nhìn nhìn phải gọi là u là trời, rất là đẹp luôn á mọi người. Cái này em có được mấy chiếc duy nhất thôi nè. Dạ quá xinh luôn chị nha, đây là hộ pháp mặt lại bên em luôn à. Đó, mấy chị xem đây là hổ chiếc này em đang là hổ phách mực lạp nè lên sệt đi sệt lên giá trị của một chiếc hổ phách mực lạp là giá bao nhiêu tiền là các chị sẽ biết và bây giờ chiếc này là hổ phách caribe nè đó mấy chị xem nha các chị xem cái hổ phách caribe nó có một cái một cái đặc điểm rất là lạ nó biến tấu ba màu bốn màu năm màu rất là xinh các chị nhìn ha trực diện nhìn, nhìn nó xanh qua đây cái nó xanh qua đây cái nó đen mà chuối xuống cái nó vàng Mấy chị thấy không? Chất lượng không? Ôi, hôm nay em nói mấy thiệt mấy chị luôn á, hàng nó thiệt mấy chị là từ lâu lắm rồi. Phải 3 4 tháng luôn rồi đó, nay nó mới về. Nên là em, em nói thì với mấy chị em tưởng ai cho em ai cho em tiền không á. <laughs> xin quá, trời xin luôn. Hôm nay ai coi like chia sẻ cho bé anh cái đi mọi người ơi. Dạ, chị sẽ mạnh tay giùm em luôn chị nha. Em chào chị Lê Thị Mỹ Hoa, chào chị Lan Nguyễn luôn Đó, mực lẹp là được à, chưa tới 10 chiếc. Còn Caribe, hổ phách ma Caribe là 1 2 3 4 5 6 7. 8 chiếc Caribe thôi, đúng được 8 chiếc thôi. Với lại em có cái này, hổ phách cô gát đây nè. Mắt hơn amber citric luôn, đợi em search cho các chị xem hổ phách cô gát. Ê trời ơi em nói mấy chị Ai coi like chia sẻ em cái nha mọi người ơi Dạ em chào chị Trần Em chào chị My luôn nè Em thấy chị Thủy Châu ngô luôn chị ha Đọc tên em? khách mà cũng đọc lộn nữa là sao trời Dạ, dạ chị nào mới vào xem like thì cho em xem đúng chấm tương tác trên like để em thấy mình luôn ạ Hôm nay về rất là nhiều hàng hot luôn chị nha Theo dõi like giùm em luôn ạ Chị nào mới vào xem like thì chia sẻ like mạnh tay giùm cung em luôn nha Cung gắt không? Đó Đây nè Hổ phách cung gắt Cung gắt đó, tinh thể của nó Em đọc tiếng Anh nó hơi ngộ ngộ nha nó là khu gác Ba Lan. Đó. Đây. Khu gáp Ba Lan. Đây. Đây nha. Cụ nó là... Cụ nó gọi là khu gáp Ba lần Đây mấy chị ơi. Đây nha mọi người ha. Đây là tinh thể của nó. Nhưng mà cái này được ít à. Cái này đa số là rất là cháy luôn á, cháy lửa luôn á Và chiếc này là người ta về là người ta về là người ta là về viên nha mấy chị Không có đi theo bọc bạc Còn cái này là em bọc Cái này là em bọc Mà cái này thì giá của nó một chiếc này em bán mấy chị xương xương Cũng phải 4 triệu rưỡi một chiếc 3 triệu 9, 3, 4 triệu rưỡi một chiếc Côn gáp vip thuần 9 ai Và đặc biệt nữa tinh thể của nó siêu đẹp luôn cái này là cái bạc của em và đặc biệt cái này là em phải đi làm lên thợ lên nét đó mấy chị chiếc này là cái vỏ bạc thôi là giá trị của nó rất rất là cao rồi nói chung là cái nào nó cũng đẹp hết nói chung cái nào nó cũng xinh hết hôm nay là em nói thiệt với mấy chị là ở đâu ra nó rơi xuống á mọi người ai đang coi like chia sẻ cái con gáp này về cũng phải được mấy ngày trước rồi nhưng mà em gửi em đi làm cho em cái bọc bạc ở bên ngoài á bọc bạc á gửi về á mà em làm làm chỉ làm bạc ý thôi ai mua hàng nhà em bao nhiêu lần là biết cái này là cái này là nguyên một nguyên một đúc của nó luôn là ở bên canada nha nguyên một đúc của nó luôn là ở bên canada đẹp lắm xinh lắm rất là xinh luôn và rất là đẹp cái này là mật lạp nha mọi người còn cái này là cô gáp ba lần rất là đẹp hổ phách rất rất là mắt và rất rất là chát nha mọi người nha dạ bên em làm từ chín năm đúng chị nha cực kỳ bề và sáng luôn ạ à nói chung sang lắm nói chung sau này em sẽ lên những mẫu em tự thiết kế cái vỏ này là cái vỏ của em là em 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 tự tự thiết kế và cho thọ lên nói chung là rất là đẹp nói chung em nói mấy chị chớ mấy chị thấy không chất lượng và nếu như mà ai mà ở đi vô ghé shop em đi ngang cái shop em thôi ghé coi thử chiếc nhẫn đi em nói mấy chị không đáng đồng tiền bát gạo thôi luôn nó quá là đẹp luôn á mọi người thiệt luôn á Xinh ghê luôn á, em bị ghiền Đẹp bao mọi người, mấy chị thấy không Xinh ông rất rất là sang luôn Và đặc biệt vô cùng đẹp Đó, rồi giờ sao Sao mọi người Mấy lên cực kỳ sang luôn chị nha Mang cái nguyên cái bộ vòng vàng nhẫn luôn à Mực lạp và cái này Ngang ngửa giá Nhưng cái này Cái cái bọc ở ngoài em làm á, là hàng thiết kế Nên tiền gia công của nó rất là cao còn mật lạp là nguyên một đúc nguyên một kiện nguyên một con này nguyên một chiếc này luôn là ở bên nước ngoài về còn quy còn cái này nè là cái hạt của nó là ở bên nước ngoài còn cái bọc á là em làm bọc là em thiết kế nên nó lên nó, nó sẽ chất là chất lượng em có uh, hôm hồi xưa á, là em có lẽ em có bán cho khách cái lẻ mặt ốc đúng không nói chung là không phải là mặt ốc mà mà khoen như thế này đâu mà là cái mặt ốc mà nó 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 gọi là sao ta nó chỉ là một mảnh ốc thôi là hồi xưa bán hình như là một mảnh ốc là hai triệu rưỡi ba triệu mấy á để cho khách về người ta đi bọc vàng vô người ta đeo thì 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 em em cũng còn được có một cái mặt ốc nên bé anh bên bé anh đã lên thành một chiếc nhẫn ốc bé anh để bé anh đeo luôn đẹp lắm mấy chị nói chung là em có thợ nên là em làm là em sẽ làm thiết kế nhiều mẫu mới mẫu mã nó rất là đặc biệt và đặc biệt em sẽ ráng sẽ thiết kế làm sao để nó không có đụng hàng với ai hết nha mọi người ha à, hôm nay đeo mặt ốc đẹp vậy bé mặt ốc của em thiết kế luôn mặt ốc của em thiết kế luôn chị Lan Nguyễn à dạ em cho chị Hà Thả luôn hà. <laughs> chiếc nào cũng xinh cũng đẹp ai có điều kiện tạo vài chiếc đeo cho thay đổi Ghé shop chị không dám nhìn hàng em thiết kế nè đẹp không mọi người đó cái này là cái nhẫn ốc của em thiết kế thì 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 hồi xưa là em bán cái cái mảnh ốc ở bên ngoài là giá mảnh ốc thôi nha chưa tính là ấy dao động từ hai triệu mấy chứ tới 5 triệu mấy cũng có riêng cái mặt của em nè mặt này của em là gần 5 triệu đây cái mặt của em là mặt ba màu lớn á nên giá trị của nó rất là cao thì em làm 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 cái đai luôn và đặc biệt là em lên nước hộp nói chung là sáng đó mọi người đây cái này là hàng em thiết kế nha rất là xinh và rất là sang bảo đảm mấy chị luôn trời ơi em cực kỳ sang luôn chị nha. bạn bên em là bạn chính năm rất sáng. Luôn nói à. chung lâu lâu mà mấy chị thấy cái mẫu nào ưng đẹp mấy chị cứ gửi mẫu cho em em bắt đầu em sẽ bắt đầu nghiên cứu em lên. đó có một chiếc duy nhất của bé anh. <laughs> hàng chất lượng cao, hàng chất lượng cao. nói chung là lên mà sao tự nhiên bị ghiền. nói chung là nhiều mẫu mã đẹp lắm. ai coi like hôm nay thích gì comment chia sẻ cho em đi. à hôm nay em về hổ phách cho bé nhưng loại cao cấp nữa loại này là cô gái rất là đẹp nha mọi người ha chị mi mi nhận ốc bao nhiêu nhận ốc em không bán chị mi mi ơi cái này là của em cái này là do cái này là do đợt em còn có cái mặt ốc mà nên em đi em em đi em kêu thọ là làm cho em luôn lên cái này luôn đẹp lắm mọi người xin lắm dạ các chị sản phẩm này em cái này là mật lạp nha Hổ phách mật lạp Bây giờ em mới biết một điều là vật lạc giá trị của nó Tại vì em đang tính, em đang ấp ủ là em sẽ về đủ bộ hổ phách luôn Để em bán cho mấy chị, có cái này có cái kia Nói chung là bây giờ em bị ghiền hổ phách Sau này em sẽ từ từ em sẽ đi qua hàng ruby Nhưng mà bữa giờ em đang bán chuyên hổ phách nhất Thì em đang nghiên cứu, thì em tính đặt thêm vài mẫu hổ phách nữa Nhưng mà trời ơi, em nói mấy chị giá trị của nó quá là cao một một cái vòng hổ phách ngày mai mấy chị thấy em đăng bài rất là đẹp của mật lạc mà giá của nó gần cả chục triệu một chiếc trời ơi xinh lắm mọi người nên là em đang rất là phân vân em sợ là mùa này cũng mới mới đỡ dịch thôi mà kiểu về hàng cao tiền quá thì sợ bán ế <laughs> nên là chị em nào thích thì comment ủng hộ em nha nói chung là đẹp xỉu chất chơi con người dơi lên thôi là bá cháy tự nhiên giờ tự nhiên giờ thấy cái này nó đẹp quá cái tự nhiên bị 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 điệu cái tự nhiên muốn đeo cái này hoài luôn á trời phải công nhận là cái này đẹp quá không Đẹp luôn. <laughs> tự nhiên phải công nhận là cái này nó đẹp. Ờ à, Hổ Phách đeo tốt nhiều mẫu đẹp không bán không bán lên đây khoe làm người ta mừng hụt chị Bùi Dương. Không, em bán Hổ Phách riêng những ốc thì có một chiếc à. Có chiếc cả mười mấy cũ luôn á chị Mai Nguyễn Thị chính xác. Đây. Đây nè. Hàng bây giờ nè về nè hổ phách cho em bé nữa nè Mà nó thiệt nói chứ hổ phách cho bé thôi Chứ hổ phách này cho bé và cho người lớn luôn Nhưng cái này em tính theo gram một gram là 60.000 đồng Nha mấy chị nha Lẽ là 90.000 đồng một 100 gram á Nên là em sẽ đo theo gram Cái này là hổ phách côn gáp ambitic luôn Rất là đẹp cái này cái này mình, mình 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 có thể là mình làm vòng hoặc là mình có thể làm dây chuyền cho bé đeo nhưng giá thành của nó gọi là giá nhà giàu nha mấy chị nha vì nó rất là đẹp đẹp lắm mọi người ơi quá xinh luôn chị nha đây là vòng em sẽ cho không? mấy chị xem nha hổ phát cô gác ba lan nó 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 trong cỡ nào trời ơi trời ơi bây giờ hàng em mới nó mới bắt đầu nó về trong không mấy chị cô gác ba lần á đó. đó. quá trong luôn chị nha cực kỳ đẹp luôn rồi. đây là vòng hổ phát cho bé giùm em luôn chị nha cái này thì mình làm đeo dây chuyền hoặc là mình làm tay thì cái này em sẽ cân theo gam Hồi nãy là 60 gam đúng không? Là sỉ nha Sỉ là 60 ngàn. lẽ là 90 90 g 100 100 g đó mọi người. Thì đợi em xíu em sẽ em sẽ cân lên tầm khoảng bao nhiêu tiền. Hôm nay ai thích gì comment trên like hết nha mọi người nha. Dạ đơn của Ngọc Trinh ngày mai mang, mang sẽ nhắn cho chị chị nha. Đơn của chị Ngọc Trinh bé anh gửi rồi. Nha chị Trinh yêu ơi đơn hàng mà bị gì chị Trinh cứ nhắn tin qua trong tin nhắn cho bé anh là nhân viên em nó sẽ hỗ trợ cho mấy chị dạ các chị còn hỗ trợ đơn hàng thế là nhắn tin qua tin nhắn này để nè, dưới đó. đó rồi chị nào mới vào xem like thì cho em xin vào đúng chấm tương tác trên like để em thấy mình luôn á chị nha rồi để trên bầu trời nó không có lên cái này là bao nhiêu không cái này nè cái này phải đo bên trong 44 đó Ai mà muốn ghé shop em là em đo như thế này nha Tại vì cái này là em tính theo gam Giá trị của nó cao 44 nhân cho 60 đi giá sĩ nè 44 Nhân cho 60 2 triệu, 2 triệu 640 Ví dụ như chiếc này là 2 triệu 640 ngàn một sợi Là vừa là vòng cổ Hoặc là mấy chị nào mà thích thì mình có thể Mình biết ra mình làm cái vòng tay cũng đẹp Nói chung nó rất là sang và đặc biệt nó rất rất là xinh Cái này nha Nhưng mà cái này á mình có thể mít ra mình làm Mình đeo luôn chứ không phải cho bé không Cái này đẹp lắm mọi người rất Nói chung là có giá trị á Nó rất là cao luôn, rất là chát Đẹp không? Nói chung là nay là em Bị ghiền về hổ phát Nên là nên là em sẽ ráng phấn đấu <laughs> em đi em đi kiếm tiền em tạo hoặc là nhiều hổ phách về cho mấy chị mang nha mọi người nha Dạ em chào chị Tiên Dương luôn à Chị nào mới vào xem like cho em xin chấm tương tác trên để em thấy mình luôn chị Hello ra. bé, nay đeo gì mà lấp lánh vậy đẹp không người đẹp Hổ phách của em đó Hổ phách Colga ba Balan á, gọi là ba Balan á Có người đọc vậy đó thì không biết nữa Bây giờ ai đang coi like chia sẻ cho em đi Để em suy nghĩ coi hôm nay mình có gì lên mình đọc lạ cho mấy chị yêu của em không Dạ chị, các chị còn hỗ trợ sản phẩm nào cho, cho em, cho em xin chút ý kiến trên like luôn đó, chị nhá Ai đang coi like thả tim cái đi Chấm 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 một cái bây giờ mình không biết mình mình like gì nữa mấy chị chị hôm nay thích gì comment bên trên like giùm em nha y nhắc mới nhớ cái này là hàng em thiết kế là em làm bạc 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 của em là bạc bờ lắm bạc ý nhưng mà em si thêm một cái lớp sáng bóng nữa đây nha mọi người tại vì thật sự ra là em làm ba cái mẹ em cái em một cái với lại một cái nữa là tính cho ngoại nhưng mà ngoại nói ngoại già rồi ngoại không có đeo nên là em có một cái có ai thích thì lát em sẽ tặng giá rẻ nha mọi người ha Đẹp lắm, rất là xinh Cái này em làm ba cái, mẹ em cái Ngoại 1 cái, em cái, cái Nhưng mà ngoại nó ngoại 70 tuổi rồi Không có mang mấy cái này Nên là lát Còn mặt ốc sao, sao phải không Nay nhiều hàng hot và đẹp nữa Ok, chia sẻ cho em 1 cái đi mọi người Đó, đây Quá xinh luôn á trời Đây là mẫu em mũ bên em luôn á chị nha Được xuyên một lớp bạc sáng lên luôn à Ôi ôi, đó đây 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 Cái này thì đẹp lắm mấy chị ơi Em có được một cái duy nhất Một chiếc một cái duy nhất thôi Các chị biết rồi mặt ốc này rất là mắc Giá của nó là Hồi xưa Em bán cái mặt này nè Là 2 triệu 999 ngàn Bây giờ em không biết Em có đúng một cái duy nhất Em tặng ai hữu duyên thì lấy Được không mọi người Đẹp cực kỳ Y chang mấy anh đeo mà rất là sáng nha Ai lấy mặt ốc này ghi là mặt ốc anh Vũ Em tặng đúng một người đầu lai like, mở hàng Lấy vé tặng 999 ngàn Một chị may mắn thôi wow. Hết luôn rồi Hiện tại mặt anh ốc anh Vũ hiện tại đang không có hàng Nên chị nào cầm bánh nhanh thì có 999 ngàn ok Dạ lên đơn mã số 1 dùm em luôn chị nha 999 ngàn luôn ạ à. Mặt ốc anh Vũ đừng ghi mã 1 Mặt này ai chuyển khoản Em cho đi luôn Tại vì em nói trước dạo này bị bơm hơi bị nhiều nên bắt đầu hơi bị sợ và bị rung rồi đó ai lấy ghi mặt ốc anh vũ ok một chị may mắn thôi dạ mặt ốc anh vũ giùm em đúng không chị nha chín trăm chín mươi chín dành cho một chị may mắn luôn ạ à. đẹp lắm đây mọi người he trời ơi quá xinh luôn á trời mặt ốc anh vũ em tặng cho chị uh, nam trời. trần ok đó siêu mẫu uống thuốc giảm cân <laughs> siêu mẫu uống cái gì quên rồi hủy mỡ hủy mỡ hủy mỡ à, sáng lắm tao nói rồi cái hàng thiết kế hồi trước á là nhập canada về cái vỏ nó không có được sáng như vậy đâu em đi em làm lên cái vỏ mới luôn mà em xây si thêm một cái lớp bóng nữa là mang nó không có bị rỉ mồ hôi á mang nó rất là bền nói chung là hàng em mang thì em sẽ tốn thêm mớ tiền nữa em làm cho nó kiểu nó đẹp hơn nữa mấy chị giống như người ta dũa thêm chút bóng lên nó rất là sang tặng chị ha hết rồi nha mọi người ơi Ai coi live stream chia sẻ đi mọi người yêu ơi Dạ chị này đang coi live chia sẻ live giùm em luôn chị nha Mà mà ốc anh bủ bên em hết rồi à? Chết rồi hôm nay nhiều hàng hot quá Không biết bán từ đâu <laughs> Em cho chị Nguyễn Minh Nguyễn luôn ạ à. Hôm nay hàng hot quá không biết bán từ đâu Hôm nay mấy chị thích em bán cái gì mấy chị vô comment cho em hết đi Dạ hôm nay các chị muốn bán sản phẩm này thì cầu comment trên live dùm em để em biết luôn chị nha Hôm nay về rất là nhiều hàng hot cho mình luôn ạ à. Xuất sắc Nhất nắp liền Bảo đảm chất ơi là chất chất lù luôn á trời ơi thiệt luôn á nhìn là sao xuyến con tim nhẫn ốc tặng e, chị đi em ghiền rồi chị mi mi không những ốc này mắc lắm chị mi mi ơi cái mặt cái mặt ốc mặt ốc này là 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 là, là đã gần 5 triệu bạc rồi cái nhẫn này em còn lên vỏ nữa nên là cái này mắc không, có tặng được nói chung có một chiếc duy nhất à em ơi mọi người có một chiếc duy nhất à chị, chị Khang Trần chia sẻ là bữa nay nhận được màn hộ phách rồi ạ à. Đủ bộ luôn Đây đợi xíu cho coi nè Hiếu Nguyễn cho chị xem Đây Đây mọi người Quá xinh luôn á chị ơi Đây là nhận ốc anh Vũ bên em đã được bọc bạc sẵn á chị nha Được phi một, được xuyên một lớp bạc sáng luôn mà mang lên cực kỳ sang luôn á chị ơi Đó Đó và nhận ốc bên đây là những đi nới luôn chị nha tay nhỏ tay to gì đều có thể mang được luôn ạ à. tinh thể của nó là như vậy nha mọi người nha có em mắc lắm mấy chị ơi cái nhẫn này nó mấy chị cái 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 con ốc này thôi cái 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 ốc này thôi là đã em là gần 5 triệu rồi 4 triệu hơn rồi tại vì ốc ba màu mà to mấy chị ốc mà ba màu mà to còn cái vỏ là em lên đó cái cái vỏ thì em lên cái này thì mắc lắm mọi người ơi cái này thì em 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 không thể nào tặng được cái này thật sự là công nhận là phải nói là làm xong á nhận là cũng có rất là ok cũng có lọc Nói chung hôm hôm qua chị khách sĩ đã chốt rồi Số lượng không như em mong muốn Nhưng mà thôi kệ Cũng ổn Nói chung là mùa dịch Đỡ dịch một chút rồi Bán lai like, rai lai like, rai like cũng ok Nói chung là lên cho xem chị Sao ta? Bao nhiêu vậy, Anh? Cái này thì nó chát lắm mọi người ơi Một cái là Một cái vỏ của nó là Nói chung cái vỏ này em làm gia công là đã gần 500 ngàn rồi 400 hơn 500 rồi Còn cái cái cái, cái mặt ốc nữa thì cái này là em không, không, tặng được đâu hiếm lắm hàng ly mơ tịch đó hôm bữa chị có mua em một chiếc rồi giờ thích màu này chị nhìn nè cái 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 này nó bự hơn cái này nữa mà một cái này bằng hai cái này của em hai ba cái này luôn đây đó em có một chiếc à em có một chiếc à thôi mấy chị ơi để được sau khi nào em về được lô ốc canada đi rồi em lên thêm mấy mẫu nữa cho chị em của em ok không <laughs> <laughs> chị mùi vui là đang nghì nhận ốc mình luôn rồi. Thích quá bé ơi Chị liên, liên, liên hiểu mi Khách mới hả Dạ Hello các chị gái Thôi bây giờ em hữu duyên Chiếc này ai lấy em tặng 3 triệu rưỡi okay. Dạ lên đơn nhận ốc dùm em luôn chị nha 3 triệu 500 ngàn cho mình luôn rồi. 3 triệu rưỡi là em Thôi 3 triệu rưỡi không được Ồ cái tiền bạc nữa Ờ hôm ôm quên thôi ba triệu rưỡi không được tại vì hôm bữa thôi không được không được không được ba triệu rưỡi là mới mới mốt về cái vỏ ốc là nghỉ bán thiệt tại vì vậy là teo téo teo rồi thôi thôi quên mấy chị ơi thôi không được ba triệu rưỡi lỗ quá lỗ quá thôi cái này ai lấy em tính ai lấy ghi nhận ốc ba triệu rưỡi thôi em tính bán 4 triệu tại vì cái nhẫn cái cái vỏ cái vỏ này nè là 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 hôm bữa em bán lẻ là cái ốc ba màu to này nè một cái vỏ này là bằng hai cái mặt ốc ba cái mặt ốc em rồi là em bán bốn triệu mấy cho khách lẻ rồi bây giờ luôn cả đài nữa em bán giá này là khách chửi chết thôi ba triệu rưỡi ok ai lấy ghi đúng cú pháp nhận ốc ba triệu rưỡi nha mọi người nha dạ lên tên nhận ốc ba triệu rưỡi giùm em luôn chị nha một chiếc duy nhất cuối cùng luôn à dạ nhận ốc anh có chị hạnh đổ có đơn luôn à rồi Trời ơi má ơi sắp xỉu à, Thôi để đợt sau ơi mấy chị Đợt sau uh, Em không đặt anh anh đây em, làm tự, em tự làm hàng thiết kế Cho mấy chị xem sao Nhưng mà hàng thiết kế thì giá nó hơi mắc nha Hàng thiết kế thì giá nó hơi cao Tại vì bạc là mình phải gia công Nha mọi người ha Rồi 3 triệu 500k Em tặng cho chị Hạnh Đỗ Đây chị My uh, mi ơi ba ba triệu rưỡi hết rồi phải không hết rồi, hết rồi chị mi mi ơi em có một chiếc duy nhất cuộc đời em mà chị mi mi ơi hết teo téo teo rồi hết rồi đúng không dạ vậy dạ, đơn của chị khang trần ngày mai em, em sẽ kiểm tra cho mình chị hả? nói chung là nói chung cũng đừng có mấy chị nào mà đang thích ốc thì chắc cũng phải đợi đi tại vì bây giờ hàng nó 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 cũng rất rất là lâu đó mọi người đó Chị trước mà chị Mi Mi ai comment trước Coi em chị, chị coi đổ, comment Chị comment chị lấy xong rồi chị Hạnh đổ comment là nhận ốc Giờ không biết làm sao luôn Tại vì hồi nãy mình ghi Hồi, hồi nãy, nãy hành là Ờ ừ, chị Hạnh đổ nãy ghi đúng cú pháp Vậy giờ là ai? Giờ chốt ai? Không biết nữa rồi, Em thấy chị nào comment đúng cú pháp thì em đọc tên gì đó trước đúng theo đúng cờ mân là mi mi cờ mân trước nhưng theo đúng cú pháp là hạnh đổ cờ mân trước vậy thì bây giờ em không biết tặng cho ai hết chịu thua luôn vậy giờ sao mọi người em không biết nha vậy thì đợt sau ai ai là người sau thì đợt sau em em về cái mẫu như vậy em làm thì em tặng cho chứ giờ em có một cái đúng một, một cái của em thôi nha mọi người nha mi mi trước nhưng mi mi kêu bớt đi là vậy là rút cuộc là sao vậy là lúc đó chị mi mi chưa có chốt đúng không chị không có chị chị, chị lấy xong rồi chị hành đổi là, đổ là chị hành Đỗ à. là chị nhận ốc chị mi mi kêu lại bớt nữa đi à dạ vâng thì... dạ dạ vậy là theo đúng rồi đó Mimi trước nhưng mà Mimi kêu bớt nữa đi nhưng mà chị hạnh đổ lại là người cò anh đúng cú pháp nên chị mi mi thông cảm giùm em có gì đợt sau he tại vì chị đó cờ minh đúng cú pháp nên là huyền đọc tên đúng cú pháp luôn đó ai coi like thông cảm giùm xíu bé anh cái nha chứ đừng có buồn bé anh ai cũng là khách hết và ai bé anh cũng rất rất là coi trọng khách khách mua nhiều hay khách mua ít đều như nhau nhưng mà do em chốt đơn là ai cờ minh đúng cú pháp với cờ minh trước là em sẽ hỗ trợ đó vậy nha mọi người ha ảnh tù tì đi <laughs> em nói thiệt em mà có nhiều là em em bán rồi em có một cái đúng duy nhất là mọi người ơi thông cảm giùm em rồi bây giờ em sẽ đợt sau mấy chị ráng đi đợt sau một hai tháng nữa em sẽ ráng em sẽ về cái mẫu đó và em gia công nha y như vậy luôn rồi một hai tháng sau hôm nay ai chưa coi lại được một hai tháng sau các chị mua dạ ok chị my ha vậy đợt sau em sẽ về cái mặt đó nhưng mà tại vì bây giờ đang hỏi nhưng mà hàng chưa có thì đợt sau tại vì ốc mấy chị phải nói là lâu lâu mới có đợt canada nó nó bán chạy lắm mấy chị ơi không phải là mình tự nhiên mình có duy mình mua được đâu nên là đợt sau em vô được hàng em sẽ làm cái kiểu y như vậy nếu mấy chị thích kiểu đó ha ok không tại vì em có một chiếc <laughs> ok vậy để được sau rồi ảnh từ tùy nữa mà chế nam trần này rồi bây giờ để em lên tiếp nha mọi người nha ấy hôm nay em làm cái gì cho nó máu máu một xíu mấy chị ai coi like chia sẻ em cãi ơi dạ chị lên coi like cho em xin chấm tương tác cho live để em thấy mình luôn á chị nha hôm nay các chị cần hỗ trợ sản phẩm nào còn trên like dùm em nhiều nhiều hổ phát mà mê có một chiếc chết mợ rồi Sao tự nhiên à, dạo này bị bị ghiền rồi Khách em ơi Hôm nay ai thích muối gì Ai thích lên gì comment cho em cái nha mọi người nha Dạ các chị còn lấy sản phẩm mà, Thì comment trên live dùm em luôn nha Minh Anh ơi sao mặt hổ phách đi sau collagen trắng Mà sao chị được mặt hổ phách rồi Mà collagen chị chưa nhận được á minh Anh chị khen trần Ủa sao kỳ vậy mấy Ờ để, à, để ngày mai em gọi bưu điện Em hỏi nha người yêu ơi bưu điện giờ kỳ cục lắm <laughs> lúc này lúc kia à mấy chịu ơi rồi bây giờ em sẽ lên 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 cái này tiếp nha mọi người nha có ai thích nhận um... cái gì hai hai trần tặng vòng tặng vòng hũ phách đi trời ơi má ơi nữa hả chết á cái gì em cũng muốn tặng mấy chị hết nhưng mà mấy anh em hết hết tiền rồi à. Chóng mặt à? lên vòng đi chết nguyễn rồi ok em ok hôm nay em sẽ tặng cho chơi luôn <laughs> Hôm nay em sẽ tặng ba người trong livestream của em chia sẻ và cho cảm nhận nhiều nhất tặng mỗi người một cái vòng hổ phách kết hợp với ốc luôn thôi tặng cho ba người nha chia sẻ và cho cảm nhận được không mọi người quá sốc luôn á trời chia sẻ và cho cảm nhận trên live giùm em đó chị nha tặng cho ba chị đẹp một chiếc vòng hổ phách kết hợp với ốc luôn à đẹp xuất sắc luôn cái vòng này thì cũng mới làm cho chị khách hồi chiều nói chung hàng này là hàng thiết kế nha mọi người nha tất cả là bên em nói chung là tự thiết kế và tự mít hot rất là xinh và đặc biệt rất là đẹp luôn em sẽ tặng cho ba chị may mắn coi trong livestream ngày hôm nay là chia sẻ chỗ cái tay dính cái gì đợi em xíu mấy chị đợi em tí xíu à. chia sẻ và cho cảm nhận nha mọi người ha em cho chị vũ trần luôn à chị nào cho chia sẻ và cho cảm nhận trên like nhiều nhất sẽ tặng được chiếc vòng này cho mình luôn em tặng ba chị nha ba chị hay sao ta bây giờ ba người hay muốn năm người thôi <laughs> ba người thôi ba người đi ba người may mắn nha mọi người ha rồi lát mình sổ số một cái nữa ok lát em sẽ sổ số một cái nữa hôm nay kiểu vui thì mình 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 làm dễ hôn lắm á cái dòng này rất là xuất sắc tại vì hồi chiều có chị khách vô chị thiết kế cái vòng này nè chị lấy đó cái vòng này 3 triệu tám ba triệu tám hai mươi bốn không ba triệu tám trăm hai mươi bốn ngàn một cái chiếc này là vừa 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 là hổ phách mà vừa là bồng. ốc là vừa là ốc luôn rất là dễ thương hôm nay lọc và chia sẻ cho ba người may mắn đi nha mọi người ha dạ lòng cảm nhận và chị là chia sẻ ra nhiều nhất sẽ tặng cho chiếc vòng này luôn chị đẹp lắm chị á có voi may mắn có cái lòng chim đó nè nói chung là rất là đẹp xinh xỉu luôn nha người ơi vòng phong thủy nhà kinh ly xài hơi may mắn này mình ai like, like sớm vậy trời ơi nãy giờ người ta like trễ lắm rồi đó ai coi like em nói thế kia mấy chị chứ sao nhiều người qua giờ cứ nhắn tin hỏi em cái vòng này miết luôn á đợi xíu rồi em đang suy nghĩ nè em đang có một suy nghĩ táo bạo nữa. <laughs> chị đổi bắt đầu chia sẻ là hộ phát nhà mê anh đeo may mắn lắm luôn ạ à. hôm qua à, cái gì quên rồi thả tính cái vòng pha lê hả có làm được mấy chiếc rất là đẹp rất là xinh à, sang vô cùng để đeo cái này lấy để, để lấy phong thủy cái lấy hơn rồi mình like tiếp nha mấy chị, chị ha thì chia sẻ là vòng tay hộ phát đeo tốt lắm luôn à bây giờ ai đã đang mang phong thủy nhà em cho em xin chút ít cảm nhận có ai đang trong livestream này biết hổ phách và có ai những ai không biết hổ phách là gì không sao mấy em này tự nhiên mấy mấy chị ơi không phải tự nhiên mẹ em like đâu mà tự nhiên có một gọi là một cái 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 tự nhiên có một cái hiệu ứng hồi xưa mình lai like hổ phách xong cái bắt đầu mình qua bên bán đá cái người ta hỏi đá cái xong rồi tự nhiên mấy hôm nay cái mấy chị hỏi hổ phách rất là nhiều xong rồi từ khi em nói mật lạp cái mấy chị lại nghiên cứu qua dòng mật lạp xong rồi thế nào tối nay cũng bắt đầu nghiên cứu qua phổ, hổ, hổ phách caberi ờ à, nói chung ai mua rồi hoặc ai chưa mua đeo cảm nhận như thế nào cứ cho xin cảm nhận ở trên live nha mọi người nha các dạ, chị đeo vòng phong thủy bên em có cảm nhận như thế nào? Chào cảm nhận xin like luôn chị nha Đó nhiều người hỏi này nè Nhiều người hỏi này nè Dầu gội xăm gội mượt <laughs> Mình đeo vòng hổ phách suốt giảm đau đầu Và bạm, giảm bệnh vặt lắm Đẹp không? Đẹp không? Quá xinh luôn á trời ơi Chị hoa Ngọc chia sẻ là vòng hổ phách đẹp còn tốt cho sức khỏe luôn à Theo mấy chị em nhà của Kinh Ly à, Thì ai thích vòng hổ phách này? Comment Chị Luân Trần coi like qua giờ luôn rất mê chiếc vòng hộ phách bé anh đang mang Dạ em cảm ơn ạ à. Có những chị khách mới coi like nhưng mà không cầm anh đúng không Vậy thì mình cứ nhiệt tình, mình cứ cầm anh hết ở trong live stream ngày hôm nay Hôm nay đang vui 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 Hôm nay sẽ là cảm nhận và hôm nay sẽ tặng qua rất là nhiều ok không Chị thích đá nhà mình anh lắm cảm ơn Hộ phát nhà mình anh chị đeo may mắn lắm nha Cảm ơn chị Đỗ Bích Đào rất là nhiều sáng nay em đi một vòng em lên An môn tân phú đúng rồi xong kiểu giống như em 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 cầm đồ ăn á cái tự nhiên cái chị kia chị nói chung em đang cầm cái bịch gà kfc nói chung là cái bịch gà đó đó em đang lựa gà cái xong chị nói ủa em cũng biết hổ phách nữa hả cái em nói trời ơi em bán mà chị <laughs> nói chung là cũng sẽ có một người một số người người ta biết về hổ phách nhưng có sẽ một số người người ta không biết hổ phách là cái gì nên người ta nghĩ là cái vòng này nó không có giá trị nhưng thật sự nó rất rất là cao nha mọi người nha chị trần yến đang chia sẻ là hổ phách nhà minh anh tốt lắm luôn à chị mua vòng hổ phách lần đầu đeo vô đã thấy lọc và chị thích, à. đeo hổ phách lắm đeo đẹp mà còn tốt cho sức khỏe hổ phách mà Minh anh tốt lắm luôn nha chị mua vòng hổ phách lần đầu đeo vô đã thấy có lọc và may mắn lắm Um, hổ phách chị đeo suốt rất tốt cho sức khỏe nè quẹo lựa hổ phách nhà bên anh mọi người ơi nhận hổ phách bên anh đẹp quá hôm qua giờ chị lấy nhận về ai cũng khen em cảm ơn em cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha mọi người ha giờ chị nào thích vòng hổ phách thì cảm ơn chị like giùm em luôn chị nha rồi bây giờ để cho xem em có hai kiểu em có hai kiểu nhưng mà em thì thích đeo cả hai <laughs> em thì em thích đeo cả hai một bộ luôn thì cho nó đẹp Giờ đợi thêm vòng nữa là đủ Dạ chính xác tạo thêm một cái vòng Mua từ Trời đẹp quá à Mình like mình like mình, like, mình phải khoe cho người ta coi Hôm nay mình đeo hộp sàn 1 tỷ 8 1 tỷ 8 Học sàn của Kinh Ly <laughs> Học sàn 1 tỷ 8 Hổ vách nhà em Mấy chị ơi cho cái viên này đi Cho viên này 2 triệu rưỡi đi Học sàn hôm nay em có một chiếc học sàn 1 tỷ 8 Có ai vô coi like chia sẻ cho em cái mấy chị mua từ mặt mẹ tới vòng liền mấy like may mắn vô cùng từ tiền với công việc luôn mang vào cái người nợ xấu trả cũng không ngờ bà chết nguyễn mới mua luôn phải không bà chết nguyễn mới mua hàng của kinh ly xong mới đây à mới mua có hai ba like à nay có người nợ tiền mà hôm nay trả rồi phải không rồi cảm ơn nhiều luôn bây giờ mua phong thủy đi bảo đảm bây giờ người ta tự đem tiền cho bà luôn nè <laughs> giờ đợi thêm vòng nữa là đủ hello chị trần ngân à mang ra nắng nó vàng rực hổ phách tinh thể của nó dòng chảy lửa của nó là hổ phách ánh kim mà đặc biệt dòng chảy của nó đi qua hỏa nên nó cũng thuộc hỏa chảy như nước thủy và đặc biệt nó nó mọc từ trên cây nó nhỏ giọt nhựa xuống là từ mọc ngã xuống thổ nên trong cái tính phật em nói với chị năm mệnh đều mang được khổ phách không kiên kỵ và bất cứ chị nào không tôn giáo theo đạo phật hoặc đạo thiên chúa hay đạo gì cũng đeo được khổ phách nha mọi người nha dạ khổ phách rất là dễ mang luôn chị nha năm mệnh đều có thể mang được luôn à à đeo cái gì đó nay người ta đeo những hột sàn á bà trần ngân ơi hột sàn hột sàn khổ phách uh... dạ, chị Mình, chia sẻ thủy nhà, chị Lý Vô, thủy nhà, tra, nhà, vô lai trễ là giờ y như thằng mù chán thiệt luôn <laughs> Rồi à, Rồi để em suy nghĩ Suy nghĩ thôi Má ơi Hôm nay à, tự nhiên vui quá Tự nhiên nay vô khách khen mấy câu vui quá trời luôn Vui luôn Dạ chị Hoa Ngọc chia sẻ là phòng hộ phát đen lên tốt cho mùa dịch Hết đau đầu trống mặt không còn mệt mỏi <laughs> luôn à Bây giờ để mình suy nghĩ một cái đi Chị Mai Nguyễn Thị chia sẻ là đeo hộ phát sinh người ra đường Không cần phải lo lắng mỗi khi đi xe Mình suy đó. nghĩ là mình hang hỷ đó, khách mới có được chương trình gì không hé chị Bạch Soda Đa Nguyễn Bây giờ em đang suy nghĩ nè Hôm nay để em coi coi, hôm nay uh... Chị Thủy Châu Ngô chia sẻ là hộ pháp nghe mấy Anh nói và đăng lên trang mấy Anh Chị cũng đọc và hiểu được hộ pháp Mê Anh là sức khỏe và bình an Nhưng mà chị chưa có tiền để mua Ai vậy Chị Thủy Châu Ngô Thủy Châu Ngô Ok, vòng đeo lọc lá bình an Dạ chị em nghe chia sẻ là từ ngày đem phong thủy bên kinh đây là siêu may mắn và tránh được thủy phi luôn à Mình có nên tặng cho 10 người may mắn một cái chiếc vòng này không? 10 người đúng nha Mặt dây hồ ly đeo rất là đẹp giải được thủy phi 10 người Em có nên tặng cho 10 người trong livestream ngày hôm nay không? Chiếc này y hôm qua có chị kia mua Sale trên live 3 triệu Chết rồi Má ơi tặng là hôm nay là mai chỉ vô chị xả đơn á em mới chốt xong phải không chốt đóng đơn đúng rồi, đúng rồi đơn phải không rồi. đóng đơn luôn rồi trời ơi chết rồi thì thì mấy là mua hàng vòng hộ phách hôm qua à? có một chị hỏi với một chị chốt cái vòng hộ phách này giá 3 triệu là em đã sale rất là rẻ nhưng mà hôm nay nói tặng cái là bắt đầu là chắc chị chửi rồi đó <laughs> em thấy chị trần ngân mà giờ đi đâu cũng mang mặt ốc bên người bên anh cảm thấy bình an luôn thấy trần ngân nha mọi người nha Chị Mai Nguyễn Thị là tặng cho 30 người luôn à Tặng cho 30 người luôn hả? Chết Dạ chị đã thích tặng vòng hộ phát thì cần mơ trên đây thả tim bàn tay dùm em đúng không chị nha Nó có mực lạp, có em bơ si trích Và đặc biệt là nó có cho em là 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 cái gì quên rồi ta okay. Cái côn gát á, đá côn gát á Cái này nó không phải là màu đỏ nha mọi người Nó là đỏ cam nha mấy chị nhìn cho em nè Riêng mà mấy chị mang mà hổ phách hô như thế này Mấy chị ơi, các chị ơi rất là tốt luôn á Nó là, nó rất là gọi là sao ta natural á Là 100% hàng thiên nhiên Chị mê hổ phách nhà Minh Anh lắm Treo tốt lọc lắm đó Ai thích cái này thả tim cho em Ai thích hổ phách ghi chữ thích hổ phách cho em đi Dạ chưa thích hổ phách, mình thích hổ phách em luôn chị có nhận hộ phát chưa em có rồi chị su bên Lê đó đẹp lắm người đẹp ơi đó đang đeo đó ơi <laughs> sao tự nhiên hôm nay tao vui quá dạ, hôm nay em đọc em, em nói với chị khách làm cho em vui mấy chị chỉ lên mấy cờ thôi em đọc mà sao em vui dã man luôn á em thề đó đây ôi quá xinh luôn á trời có ai thích hộ phát không thả tim ghi chủ thích hộ phát vô mình mới biết là có thích hộ phát hay không nha mấy chị ha đây. Dạ em thấy chị Tiền lô luôn chị Hai, chị là thích phòng hộ, chị là hộ phát thì comment, thích hộ phát giùm em hổ phách phát cô gáp ba tích đó. Đây, nhẫn này cho em. hổ phát uh, cái gì quên rồi? Mật, mật lạp, mật lạp. Mật lạp. Chị HS Trần ơi, chị coi like của em là chị phải từ từ tại vì biết sao không mình phải từ từ nó mới đốn tim được mọi người biết biết chị hiểu không cái cái gu like của em là nó khác với gu like của mọi người đó đó à, một cái mở bài thật là gián tiếp chứ không phải là trực tiếp nha ai coi like em là phải từ từ <laughs> À, à, từ ngày biết đến Minh Anh là giữa tháng 8 mua phong thủy bên anh giờ trên người toàn phong thủy bên Minh Anh không thích quá đi chứ thích nè rồi bao nhiêu người thích cứ ghi thích hộ phát lên lên giùm em ơi, thích hộ phát luôn á chị nha bên sẽ tặng các chị luôn á chị em điên điên nữa đó tặng 10 người cát lát 30 người cái lát lát nữa đó tặng 10 người thôi 10 thôi hôm nay thích quá thích cảm ơn chị thu diễm chị thu diễm hôm bữa me nãy giờ luôn đúng phải không vậy, chị thu diễm bữa giờ coi like cứ nói bé anh ơi bé anh ơi thích hộ phách quá cái gì khi nào mua khi nào khi nào khi nào, khi nào tặng hả khi đúng nào tặng, tặng. tặng chỉ <laughs> còn nói khi nào tặng nhắn chị lên coi like chị đồng như là rất thích hộ phách luôn ạ à. siêu thích ok luôn rồi, chị em đi chờ chia sẻ là chị đeo vòng hộ phách nhà mình ăn mỗi ngày nay nó lên nút một, ngày một đậm và sáng bóng luôn à rồi chị đeo vòng hộ phách mà, mỗi ngày nay nó lên nước ngày đập đập để suy nghĩ mấy chị cho em suy nghĩ một cấu một cái cái xíu xíu ơi hôm nay thích hổ phát hả quá thích luôn ấy rồi ok bà chết nguyện nè bà bà rành bà rành ở trên mạng phải không bà đi và sợ cho tôi mấy nơi đi em cá luôn mấy chị có nhiều chị khách như em là khách viết phong thủy ở mấy nơi luôn đi coi đi qua hỏi chiếc dòng này bán nhiêu khẳng định một câu ok chưa đang vui nè bắt đầu nè tặng nè chia sẻ like chia sẻ like cho em chia mình chia sẻ like bạn tay dùm em đó trời ơi, lên em thích khổ phách luôn chị nha tặng cho mọi chị may mắn luôn à rồi từ từ từ, từ để đọc công anh nguyệt minh nguyễn thích nè ok người yêu luôn rồi từ từ cái gì nhà minh anh là đều thích hết thích hổ phách này thảo Di nè thích hổ phách hành đổ nè thích nè người ơi rồi thấy luôn nè rồi thấy luôn nha chị mọi người nha rồi đó bây giờ bà Như Huỳnh mới vô coi like Đó cập nhật kiểu này thì sao mà được <laughs> Giờ mới vô coi like Rồi bây giờ là mốt em cứ lên like là bắt sóng liền luôn nha mọi người nha Vậy chị hai Ngọc chia sẻ là vòng đêm bình em và lập có rất là nhiều điều bất để, ngờ Để à. suy nghĩ coi hôm nay có gì mới mới Dạ em thấy chị Hạnh Dung Nguyễn đó chị hai Chị Lê Thị Mỹ Hoa thích hộ phát lắm luôn Thấy không? chị Hạnh Dung Nguyễn thấy chị Kim Phụng Nguyễn luôn Chị Mai Nguyễn Thị chia sẻ là hộ phát càng đeo càng lên nước rất là đẹp luôn à chị nước ngọt chia sẻ là em rất là thích hộ phát nhưng mà chưa có thể chưa có thể mua được ạ à. chị là thích vòng hộ phát cứ cần thích vòng hộ phát giùm em luôn chị nha em thấy chị kim Phụng nguyễn thích vòng hộ phát này thấy chị ánh Ngô thích thích lắm luôn ạ à. chị mới lên thì mỹ hoa là mê lắm luôn đó mình anh ơi dạ chưa ô oh mai chắc mai mốt mê lắm đó rồi được rồi Thích cả cô livestream và bé chốt đơn Thích lắm luôn Ok người đẹp ánh ngô ở một cái rồi để em xem hôm nay em có gì mới về em lên luôn cho mấy chị em biết mấy chị khách nhà em một câu đúng một câu duy nhất thôi giữa bây giờ bán rẻ và mua hàng tặng thì mấy chị chọn cái nào khách em sẽ trả lời một câu bé anh ơi mua hàng tặng quà đi có phải như vậy không nếu đúng như vậy thì ghi chữ đúng cho em Vòng phong thủy bình an và may mắn nha Vòng phong thủy cất hết mọi ngày Đeo một kiểu vòng phong thủy của Minh Anh thôi Nay khách em bán vàng mua dòng phong thủy Em nói với mấy chị em bán phong thủy Như chưa không có chơi bùi chơi ngải gì nha Bán phong thủy rõ ràng Hổ phách con chị đeo giờ lên nước trong veo Và đẹp lắm chị Trần Ý Nhi chia sẻ Có phải em nói đúng không Giờ em hỏi mấy chị một câu Bây giờ thí dụ Em bán giá rẻ Và em bán hàng em tặng quà tặng hổ phách thì khách ưng cái nào khách sẽ nói thôi bán hàng tặng đi đó nên thôi để để em suy nghĩ chị đang phạm đúng rồi à. chị đúng Lan rồi chia sẽ là một hổ phách màu vàng tự nhiên càng đeo đẹp, đẹp luôn à hôm nay về được gì hôm nay về được được, được hôm nay về được bột hủy mở mặt nạ mắt ê mặt nạ nhắc nhau hay cù hôm nay về được men vi sinh rồi từ từ hôm nay ai ưng cái gì lên cái đó Bên em nhắn chị Mai lên lấy hàng vì có ô oh mai Giờ chưa có vậy khi nào có thì chị lên lấy nha Ok người đẹp luôn Càng đeo vòng hộ phách bên anh nhà càng đẹp nha Bán giá rẻ đi chị nước ngọt Bán giá rẻ Ok thoải mái luôn Em bán giá cực kỳ rẻ mà sao em bán giá rẻ không ai mua Kỳ vậy đó Ngộ lắm cứ canh phải coi like tặng không à Đeo phong thủy rồi Lên dùm mi một hùng mặt nạ mắt rồi lên bột hủy mỡ mặt nạ mắt bột hủy mỡ ai ưng cái nào lên luôn cái đó nha mọi người nha được không mọi người em sẽ có hai cái này đó thích cái nào mình lên cái đó y nhưng mà nói nha cái này có đúng bốn chục hộp thề danh dự luôn bây giờ là đợt sau là mua giá cao hơn bây giờ cho khách xem luôn cho khách yên tâm collagen bột bột hủy mỡ chị uống nè tốt lắm không thèm ăn gì hết thấy chưa? hát khen bột thủy mỡ rất là nhiều đây nhau thai kiều cái mặt nạ này mấy chị ơi khác xa với những mặt nạ khác khẳng định một câu mặt nạ thường thường làm từ nhiều loại dưỡng chất nhưng mặt nạ này là mặt nạ nhau thai kiều một hộp của nó là giá của nó ba mươi mấy nghìn won một hộp tính thì ba mươi lăm nhưng cho hai mốt giùm chị coi ba mươi lăm nghìn won hôm bữa em mua sale 35 nhân 21 735. 735 ngàn Trách dùm chị nay luôn cho khách xem Trách dùm chụp lên Ai coi like nhanh ơi Nhưng mà cái này không được Cái này tặng hổ phách là chết luôn á Thôi kệ đi lỡ rồi chơi luôn Ai coi like chia sẻ Đây Thật sự phong thủy kinh ly đeo lọc lá và may mắn lắm luôn Đấy chưa Rồi Để em chắc cho mọi người coi Đây 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 Dạ chị Hoa Ngọc chia sẻ là phong vòng phong, phong thủy đeo tốt và thôi và may mắn lắm luôn ạ. À. Chụp cái này nó hiện mày chụp mỗi chữ placenta thì sao nó ra? Google dịch đi, bấm mặt nạ mắt nhau thay cừu placenta, cần thương hiệu vô nó mới ra. Chụp kiểu đó nó không ra vậy bao nhiêu lần rồi. Rồi, lên tiếp nha. Đợi xíu hay đợi 1 phút 30 giây đi. Thôi đây để làm luôn cho. Em làm chậm chạp lắm, chị không có thích chậm làm với em là phải nhanh gọn lẹ rồi mặt nạ mắt nhau thay kiều chị chị hoa ngọc chia sẻ là nạ mắt xài giảm thông cực kỳ tuyệt vời luôn ạ. À. chị nào mới vào xem like thì trang xin vào chấm tương tác Cho like để em thấy mình luôn chị ha nhỏ thôi đừng có la quá thôi nhất mà chính nhức đầu lắm huyền ơi sao cái lúc tao cơ mày đọc đọc to mày không đọc to đi dạ dạ cho chị lan phạm chia sẻ là chị mua phong thủy nhà minh anh rất là tâm linh và rất là tin tưởng luôn ạ à. Trời ơi Phải đổi tiếng chị nó mới Ngọc, ra Chị Minh Ngọc chia sẻ là mặt nạ mắt kết hợp với kem mắt là số 1 hết thông buồn mắt luôn chị ha Chị nào đã sử dụng mặt, mắt mặt nạ mắt bên em Đợi bên xíu bên ơi bên mấy này, chị không? em phải google dịch một cái rồi em like Đâu dịch, chị. Không Naver Rồi đợi, đợi em xíu ơi mấy chị, chị Trời ơi Chị chia sẻ là nhận ưu linh đeo vào nhìn đẹp và sáng lắm luôn à Chị Mai Nguyễn Thị chia sẻ là men vi sinh u rất là hiệu quả luôn à À, thật cô Lê Xe ăn ngon và đẹp da luôn à Đây Bây giờ search ra luôn Cho mấy chị xem 30.900 won Đó Trên trang Naver Đây Hôm bữa tới 35.000 Lần này nó xây xuống 30.900 won rồi 30.900 won một hộp mặt nạ mắt Nhân đi Cho 31.000 đi 31.000 nhân cho 21 lại nhiêu 30 là 672, ngàn. 672 ngàn đồng Chưa tính cướp và chưa tính tiền lời về đây Ok chứ mọi người Bữa sale một ít là gom 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 Trời ơi, đúng, đúng là hiệt. gom mấy có 2 phút thôi Mặt nạ mắt nhau thay kiều Các chị lên các chị xem cho em Trời ơi cái này em nói mấy chị đỉnh của đỉnh lắm luôn á Siêu ok luôn á mọi người Dạ chị đã đã sử dụng mặt nạ mắt bên em sẽ cảm nhận trên like luôn chị nha Mẫu này mấy chị chưa có dùng đâu Hàng xịn mới về à à, dạ tôm bột lúa non của chị Hà Nam về rồi ạ à. à, chị Mai Nguyễn Thị Chi sẽ là bột lúa non uống ngon lắm mặt nạ thì quá tuyệt vời luôn ạ à. đọc đừng Thôi. có ờ ờ ờ đọc là đọc lưng lưng thiên à ơi đọc đọc nghe cho người ta nghe đọc cứ ờ à, hoài trời ơi má ơi sợ luôn á chị vũ chị... nè đọc nè kem đánh răng xài trắng răng thơm răng đó các kiểu xong chị đổ bắt đào Trời ơi đọc mà mày ờ à, mày ờ à, rồi tao nghe tao mệt luôn á tao muốn ở theo luôn ấy Rồi bây giờ em lên nha à, <laughs> Mặt nạ nhị hoa người tây rồi bây giờ em lên Bây giờ em lên cái này bây giờ em tháo siêu cái này cho mấy chị xem chờ khỏi nói nữa mấy chị nói Lợi em anh sệt lâu quá đúng không Rồi thôi để mấy anh lên luôn cho mấy chị nè Dạ chị Vũ Trần là tàn cuối đang tổng hành cùng mấy anh trên những chặng đường dài Nên mấy anh phải tặng mấy chị đó nha Chị Tông Hạnh đợi em xíu đi em lên luôn Đây Trời ơi Em nói mấy chị về xài cái này đi Nhất nhất cái nách luôn Trong đây là mặt nạ mắt Nhưng nó có collagen và nhau thai kiều Nhau thay kiều người ta để uống thôi Còn cái này để đắp mặt nạ nên nó mới đắp Một hộp này nếu bán về phải trăm rưỡi luôn Cả tiền cước nha mọi người nha đắt xa vời vợi má ơi đắt cho bé anh 2024 Em nói mấy chị em giọt sale là em canh cái nào đắt mới căng đét em mới giọt cho mấy chị về Đây cho mấy chị xem Ủi thơm lắm mọi người ơi Thơm Thơm xỉu luôn á mọi người Bây giờ em lên nha Đây Đọc đi em Dạ chị Hoa Ngọc Chi sẽ làm mặt ngợi, mama chơi uống ngon hết ao ba tuổi và hồng hào dai luôn à Bên em đang lên sản phẩm là mặt nạ mắt luôn á chị nha Trong đây nó sẽ có ruby ở bên trong nữa Không biết nữa em coi bạn thành phần nó có ruby ở bên trong nên khi mà khi mà ai 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 dùng mặt nạ mắt mà nó có ruby á nó sẽ có một cái thành phần của nó là nó sẽ cải thiện cái vùng mắt nó mờ trị thâm và trị bỏng rất hay cái này ở bên nhà review là nó review siêu tốt luôn từ từ để em đắp lên cho mấy chị yêu của em xem đó cái này là bên bên nhà sản xuất là người ta nói là mình có thể mình mình bôi ở bên hai cái đường râu rằm hoặc là trên cái này nha mấy chị nha ôi nó bự và nó ôm sát khóe mắt luôn á mọi người bây giờ lên thêm một miếng nữa nha mấy chị ơi Dạ, đây okay là mặt, lắm, và dạ, đây là mặt nạ nhau nhau thay cười bên em mới về luôn á chị nha, hàng chuẩn của Hàn Quốc luôn à Giá quét bên Hàn là bao. Đó. Bài... Bây giờ lên tiếp nha. Cái mặt nạ đợt trước á tính ra nó không ngon bằng này nữa mấy chị. Cái này là ngon á, giá cao. Đó. Từ 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 từ. từ uy, để xíu mà, mọi người ơi. Dạ. Cái này, cái này giá nó cao. Đó. Em đắp không biết đúng không nữa, em đắp tùm lum ngược 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 vậy đó. Nó như vậy nè mọi người. Mấy chị để hai bên râu rồng Hoặc mấy chị để ngay đây cũng ok Rất là ok Thơm, mịn, khăn giấy em Và đặc biệt nữa Mùi rất là thơm Em bảo đảm mặt nạ mắt này về Mà chị nào không ghiền Em trả lại tiền cho mấy chị luôn bảo đảm các chị khẳng định một câu mới mua ô với bánh bơ hôm qua mà giờ còn có cái nịch <laughs> Nạ mắt giúp giảm bồng thăm hết thăm hôm bữa em cam kết với chị cái mặt nạ hôm bữa nha tại vì em em ôm chúa xác lắm nó hơi 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 ấy ấy đây là mấy chị đã ghiền rồi bây giờ em về cái này mấy chị đắp em nói mấy chị còn ghiền hơn tại vì do em đang nói á nên là cái cơ mặt của em đó đẩy 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 đấy nó dễ tuột nha mọi người ha mặt nạ mắt nhau thay cù giờ hôm nay Ai coi trong like chấm bài và chia sẻ không Mà không được Mặt nạ mắt này phải uh... Hóa đơn chịu tặng Chị Mấy Ngọc chia sẻ là mặt mắt đắp vào Mặt là mát lạnh luôn rồi Giảm đít nhau và quần thăng, thăng luôn chị ha Thôi được rồi Hôm nay ai lấy mặt nạ mắt nhau thay kiều Cò môn dùm bé anh Nha Thôi hôm nay bé anh tặng uh... 30 chị trong livestream 20 người đi, 20 người đi, 30 người nhiều quá. 20 người trong livestream ngày hôm nay trời ơi. Để em đổi đổi vùng với mấy chị. Cái này nó nhiều lắm, nó nó nhiều lắm, nó vậy nữa nè. Đó, vậy nó chị mới mấy đúng nữa nè. Ơi, em nằm em mới bắt đầu em 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 ấy được. Ây, hình như vậy chị... đúng hơn á phải không? Hình như hồi nãy tao đắp ngược phải không Huyền? Em xem. Hình như vậy nè, tao thấy rồi, mẹ mẹ tao đắp như vậy không à? mà em là em đắp tùm lum hết á em cứ đắp lên mặt em là là em đi nằm à chị em đi chơi chia sẻ là thực phẩm chức năng nhà mẹ ăn cái nào cũng xịn vàng nghiền hết luôn à em ờ, thảo vậy nè em vậy mới không? đúng nè nhưng mà cái thạch này nó như thạch treo ly vậy đó dạ mặt nạ mặt nạ này là khác với mặt nạ đợt trước luôn chị em đi trần ạ mặt nạ này làm từ nhau thai cừu dùm em luôn á chị nha ôi ơi ơi từ từ đợi em xíu ơi sao hôm nay kỳ vậy ở à, đây nè tay em rung quá nó trơn á mọi người rồi Dạ đâu dạ dày dạ có thể uống men vi sinh được uống sau khi ăn dùm em nha chị Thanh Chu nha Đâu dạ dày dạ, uống men vi sinh cho em cực kỳ tốt luôn Hôm nay ai lấy mặt nạ mắt Thôi hôm nay không ai lấy mặt nạ mắt được Hôm nay uh... Thôi được rồi Hôm nay em sẽ dành tặng 20 người Đầu tiên cò bên nhanh nhất trong live stream ngày hôm nay Em tặng mỗi người một cái vòng hổ phách Có cha à, mẹ phun hạt đây Đắp thấy rất ok <laughs> Dòng này dòng cao cấp mà bạn Annie Dòng này là dòng cao cấp Nó thơm lắm chị Annie ạ à. Và đặc biệt cái mùi của nó rất là thơm Mà nó dễ chịu cực kỳ Mà đặc biệt nha Nó 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 cái thạch châu ly nó ôm sát luôn Do nãy em đắp ngược á Tại vì em nhớ được chứ em đắp kia Mà nãy em em làm vui quá em lúng túng em đắp lộn Của nó là đắp như vậy nè ấy ra còn nếu mà đắp ngược là đắp từ ở trên đây đi xuống Còn ai bên hai rau rau rồng thì mình ấy hai bên Còn cái này ấy đây Nó sẽ trị nhăn được hết những cái vùng da nhăn của mấy chị Đường rau rồng hàm miệng Trị thâm mắt, trị bọng Nhưng cái dòng này trị thâm và trị bọng siêu hay Là đắp xong là nói chung là khi mà đắp lên đó, Em cảm giác nó có giống như Chắc là bô tóc hay sao em không biết nha Em cảm nhận là do có cái gì nó hơi gọi là sao ta nó căng 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 á mà nó mát 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 ở trên da nạ mắt này mình đắp khoảng bao lâu Đà được chị Annie Trần nạ mắt này mình đắp khoảng cho em là từ 20 25 phút nhưng nếu ai mắt thăm cái này mình gọi là mặt nạ mắt ngủ được luôn qua đêm được tinh chất này nhà sản xuất nói để qua đêm ngủ không ảnh hưởng tới da nếu như chị nào quen mình đắp mặt nạ mắt mình ngủ tới sáng giảm thăm rất là hay em nói thiệt với mấy chị mắt em như con gấu trúc panda em nói thiệt em chơi vậy luôn ấy đây thích cái này đẹp lắm Đây ok Ờ à, Nói chung mặt nạ mắt nhà em đó giờ em bán khách em khen rất là nhiều Vòng nguyên hạt đi Minh Anh Vòng nguyên hạt tới 3 triệu hơn Hôm qua sale còn 3 triệu Thôi được rồi Hôm nay tặng 20 người cầu mênh nhanh tay Ai lấy mặt nạ mắt em tặng mấy chị 499 ngàn đồng một hộp mặt nạ mắt Ai có đơn nạ mắt không Ê vậy là có hóa đơn trong like Tặng luôn một cái vòng full hạt Tặng đúng 20 người Cầm anh đầu like Tặng đúng 20 chị nha Ok Quá sốc luôn chị nha Mặt nạ mắt xe 499 ngày Nhưng mà tặng hộp vòng hộp phát cho mình luôn chị nha Full, full, full hạt người. luôn Ok Chia sẻ like em anh một cái đi Các tình yêu ơi Má ơi bá cháy lửa thiệt chứ Ai thấy em chia sẻ cho em cái nha mọi người nha Quá sốc luôn chị nha Mặt nạ mắt bên em xe chỉ là 499 Ôi ơi. Luôn à. Nói chung là xuất thần Cái này là full Và tặng đúng 20 người Đừng có như hôm bữa nữa chắc em xỉu quá. Hôm bữa là có những người em phải hủy đơn á mấy chị Nên là ai đang coi like Các chị chia sẻ cho em nha mọi người nha 20 người đầu tiên trong live stream ngày hôm nay nha Các chị yêu ơi 20 người đi vậy đi cho nó vui Má ơi cái dòng này mấy triệu bạc rồi nha Mọi người ơi Đừng comment cảm nhận nữa, lát mình cảm nhận tiếp để cho em đọc um, cái, 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 cái 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 tặng của khách đi. Không thôi nó trôi hết comment của khách. Được không mọi người? Ai lấy thì ghi cho em, nhưng mà đừng hiện hiện tại là đừng cho cảm nhận nữa, lát cho cảm nhận sau nha, nó trôi comment hết em không có đọc được. Hổ phách full luôn, chơi lớn luôn. Full vòng luôn nha, chơi kỳ luôn à. Mặt nạ Marcel 499 ngàn. Tạm vòng hổ phách cho 20 nha đang đeo ok <laughs> mấy chị nói full nào mới được mấy chị tưởng full này không full vòng đang đeo ok chơi luôn nha chơi lớn luôn chị nha lên đơn mặt nạ mắt dùm em đúng trời 400... em nói với chị tặng rẻ nhất phải hóa đơn mấy triệu kệ kệ mở nó hôm nay chơi lớn ai coi livestream chia, chia sẻ cho cái hai chục người đầu tiên ok Vậy tặng cho 20 chị đầu like giùm em luôn chị nha, lên mặt nạ mắt Trong em đây không? có 3 dòng hổ phách, citric, amber Baltic, con và một loại nữa là hổ phách mực lạp. Như các chị coi cái bài em đăng Hổ phách thông thường thì nó hóa thạch nó là gỗ hóa thạch bao nhiêu năm Còn mực lạp là nó sẽ hóa thạch bao nhiêu năm Full, full, full vòng Tặng, full vòng y chang với anh đang đeo Ok chưa mọi người nha Dạ lên đơn mặt nạ mát dùm em luôn chị nha 499 ngàn luôn à Có nút chia sẻ là tặng thêm vòng hộ phát cho mình luôn chị Em nha. nói mấy chị một câu Hộp mặt nạ bán mấy chị không có bao nhiêu tiền Tặng cái dòng má cha lửa rồi 20 người ok chia sẻ dùm em đi Rồi đọc dạ. đi mọi người ơi Dạ mặt nạ mát 499 ngàn cho chị Lâm Tuyết Phương 1 ạ. Lâm Tuyết Phương. Mỹ Hoa 1 ạ. Mỹ Hoa. Chị Thị Châu Ngô 1 ạ. Thị Châu Ngô. Lô Tiền Lưu 1 ạ. À. Tiền Lưu. Như Huỳnh 1 ạ. Hả? Chị Như Huỳnh 1. Như Huỳnh. Chị Thảo Vy 1 ạ. Thảo Vy. Chị Jay C 1 ạ. Jay C Jay Chị Hạnh Đỗ 1 ạ. Full hạt đang đeo, đeo, đeo nha chị yêu của em. Hạnh Đỗ. chị Hạnh Đỗ 1 ạ. Chị Hoa Nguyễn 1 ạ. Hoa Nguyễn. Chị Ánh Ngô 1 ạ. Ánh gì? Ánh Ngô ạ. Ánh Ngô mà mà đọc theo Ánh Ánh gì á biết không? Ánh Ngô dạ chị ngọc thái một à ngọc thái dạ chị hoa ngọc một à hoa ngọc chị Hương diễm một à có hóa đơn tặng nhưng mà tùy sản phẩm lai trời ơi chẳng lẽ hộp bánh trăm ngàn tặng hũ phách mấy triệu sao em được Rồi cái này của ai dạ chị thương diễm à Hương diễm dạ, chị nguyễn thảo một à bích to ra nguyễn dạ, rồi dạ chị nguyễn thảo một à nguyễn thảo một chị vũ trần một à vũ trần chị Minh nguyễn một à Minh nguyễn và dạ, chị thảo ly một à thảo ly dạ, Ninh lên một giùm em ra 499 ngàn giùm em luôn Có hóa đơn tặng không? Ai coi like chia sẻ giùm em nha mọi người ha Bây giờ em Em, em, em bao nhiêu rồi quên quên Đợi mấy chị, đợi em đếm mấy chị Đợi em đếm số lượng cái mọi người ơi Nói chung là tới đây thôi chứ nhiều quá à. Chết rồi à. Hơi bị nhiều quá mọi người ơi Dạ mặt nạ mắt hôm nay nó có chương trình giảm của chị là 499 ngàn chị nha Có bơ cho có bơ mặt nạ mắt sẽ tặng được vòng hộp phát cho khách, mình luôn à Khách coi like khách nói ủa tặng cái nào vậy Trời ơi hồi nãy em đúng là em có mang hai chiếc Em có mang hai chiếc như thế này Nhưng mà có nhiều người người ta thích full Ok em chơi full luôn được không mọi người Em tặng full luôn cho mấy chị nha Ok chưa sure. Quá hồi luôn chị nha, mặt nạ mắt chỉ có 499 ngàn tặng vòng full hộ pháp này cho mình luôn à Được không? chơi vậy đi cho nó máu cho nó cháy ai coi like chia sẻ cho một cái tặng nguyên một cái full như đang mang nha mọi người ha ok không tặng một cái full như đang mang rất rất là đẹp và rất là xinh và rất là sang tại vì cái này em mang á nói chung cái này em đi theo gam nữa mấy chị chứ cái này em không có 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 bán đánh đồng giá tại vì riêng hộ phát là em đi theo gam nha tại vì giá trị của nó rất là cao mọi người Dạ mà này mắt này xài kỳ đỉnh luôn á chị nha Hôm nay em đang có giá giảm cho mình là 499 ngàn rồi Có nút chia sẻ là tạm vòng hộ phách 50 g à? hộ phách này 90 50 nhân cho 90 coi dạ, 50 nhân cho 90. Có lên nhận hộ phách không? Bé rưỡi. anh có lên chị Xu Binh Lê đợi dạ, em bé xíu 50 nhân cho 90 4 triệu rưỡi chiếc này hả? Chiếc này nặng á Có chiếc 45, chiếc 70, 45, 47 g Đây đó, 45 47 g. Đó, rất là dễ thương nha. Cái này có ít chơi luôn. Chị uh, lên nhận hổ phách ba màu luôn. Uh, cho nó máu người ơi. Hổ phách là sale nha. Hổ phách là sale, nhưng hổ phách chỉ bán đúng một like. Tại vì nhận hổ phách hiện tại là đang hết hàng. Tại vì hiện tại là đây là hàng 3 tháng về trước em đặt hàng cho khách Để đợi, đợi xíu đi em tháo ra đã Nên đèn like nó cứ nói nó 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 rung rung cái má nó tuột 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 Đây Mấy chị thấy không Nó căng lắm nó có collagen nữa nó lên nó căng lắm Ê mà công nhận nó đã thiệt dạ, em thấy chị ngập luôn à. Này em đắp lên trên đây đi chứ bỏ uổng lắm mấy chị tiền không Đó Thôi quên tắp nhương khùng nhé Ta coi like ta cười chết Thôi để em tháo ra đây bây giờ nhận hộ phách em có được mấy chiếc mexico hay còn gọi là caribe và mấy chiếc mật lạc em sẽ bán theo mã ví dụ như rum cái caribe em chỉ có mỗi thứ một chiếc thôi còn mỗi thứ cái kia thì em sẽ lên sau nha mấy chị đợi em xíu sản phẩm nhà minh anh loại nào cũng tốt từ đeo phong thủy thì gặp may mắn rồi bây giờ em sẽ qua nha mọi người nha em sẽ lên dạ, cái gì mắt thì cứ lên em của chị nha đây em có giá giảm cho mình là 499 ngàn luôn à Vòng hộ pháp Minh Anh đeo đẹp quá Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều Em là em giờ em đeo nguyên bộ này Cho nó lên nó có điểm nhấn cho nó xinh đó mọi người Rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị cái này nha Bây giờ lên gì bên rồi nhận, nhận hộ phát đi Khách hỏi hộ phát em sẽ lên nhận hộ phát cho uống miếng nước Lai like tiếp giờ chị Hoa Ngọc chia sẻ là vòng ốc đeo đẹp sang Chị mới nhận đeo đây là thích vô cùng luôn à. Em cảm ơn chị Hoa Ngọc nhiều Mấy hôm nay á, khách em đang khen nhiều lắm Ok lên nhẫn luôn Chị Linh Văn chia sẻ là Vòng uh, hộp pháp mình anh đeo đẹp quá luôn à Bên em đang có chương là mặt Nhẫn nhưng mà giá khá cao Nhưng nếu em nói thiệt Ai à, hôm nay không mua là đợt sau không có đâu 3 tháng trời Nay mới về được Bây giờ mấy chị thích Mexico Hay mấy chị thích cô à, Hay mấy chị thích cái uh, côn gái trước mấy chị còn bên giùm em mực lạp chứ em nói tùm lum dạ. mực lạp các chị thích cô si cái gì qua rồi Me... mexico gọi là caribe hay mấy chị thích mực lạp trước cho em xem lại vòng uh, cho bé này đi chị chị minh nguyễn ok đây đây cho chị minh nguyễn xem đây cho chị minh nguyễn nha chị đây là vòng hộ pháp bên em tặng các chị chị nha dạ hết rồi chị em đi trần để được sau đây, đây là cái vòng bé anh đang này đều full Riêng về hổ phát thô đi kiểm định thoải mái Lòi ra hàng giả Bao nhiêu cũng chơi Khẳng định mấy chị câu luôn Hổ phách thô Khi mấy chị mang hổ phách thô là hổ phách thiên nhiên Mấy chị ơi đeo cực kỳ tốt Giảm đau đầu cực kỳ hay Ai đang bị đau đầu rối loạn tiền đình trong đầu nhức đầu Đeo hổ phách thô cho em cực kỳ hay luôn nha mọi người nha Rồi bây giờ em sẽ có không phải chị trong bịch nãy á, ok. Rồi để em cho xem. Đây chị để em cho anh xem. Chia là chị nhận được hàng rồi vòng hổ phách đẹp lắm luôn, rồi mẹ chị thích, thích là đeo liền luôn à. Loại có ba màu là Caribe, em hay còn gọi là hổ phách Mexico, Caribe. Cái đó xuất qua bên nước Mexico luôn. Hổ phách đó rất là đẹp nhưng mà nó hiếm. Đây nha mọi người nha. Đây là cái vòng vòng dây chuyền dây chuyền hoặc là vòng tay cho bé. Cái này làm dòng vòng tay hoặc dây chuyền. Nó khác hôm bữa, cái này là của cô gái nè. Cái này là của cô gái nè Ba Lan á, cô gái Ba Lan hổ phách cô gái của Ba Lan, rất là đẹp mấy chị. Quá xinh luôn á trời. Hàng em nhà em là nước trong và em bán 100% là hàng hổ phách thiên nhiên nha mọi người nha. Ai mua hổ phách nhà em là sẽ biết. Nói chung là em bán hổ phách rất là lâu rồi từ hồi em mở shop tới giờ. Nên là đã biết bao nhiêu người mua hổ phách rồi. Nha mọi người nha. Rồi bây giờ em sẽ lên nhẫn Nhẫn cho các chị đẹp xem ở trong livestream ngày hôm nay Nhẫn đi, lên nhẫn Nhẫn em sẽ lên theo từng mã Ai chốt mã nào có mã đó nha Ví dụ như cái này em chỉ có được một chiếc nè Cái này em có được đúng một chiếc nè xin lắm mọi người ơi xin lắm Chị đi chia sẻ là hậu pháp của mình ăn càng đeo càng hiền luôn à Chị chị Subin quốc hai cái nhẫn đi Em nói thật với mấy chị một câu Ru cái cái Mexico này nè là hay còn gọi là hổ phách Caribe hiện tại là đang cháy hàng luôn. Vòng nhà bé đẹp chịu không nổi luôn. Bây giờ em cho các chị coi mã đầu tiên. Mã này cho em đi. Mã này mã số 1, em có đúng một cái duy nhất, một cái duy nhất nha mấy chị ha. Đây. Đẹp lắm mấy chị. Dạ đây là hổ phách Caribe đó chị nha, đây là nhận hổ phách mã số 1 giùm em luôn ạ. Các chị nhìn cho bé anh nha. Đó. Ly 6 tới ly 8 Hạt ly này em đang cầm ở trên tay là nó ly 7.4 ấy ấy ly số 8 chứ đâu phải ly 7 mấy Ly to ly Sữa non bé 4 tháng chị quậy lên Chị chị pha với lại 100 ml nước đó, Cho bé bú uống là ok nha Chị Hoa Nguyễn nha Ở bên Hàn Quốc là người ta là bé 3 tháng là cho uống sữa non 2-3 tháng là uống rồi đó Đó Đây Quá xinh luôn đó chị nha Đây là hộp pháp Mexico luôn á chị Hay còn gọi là Caribe luôn đó chị nha Đây Đây Em sẽ lên chiếc này Giờ chiếc này anh đang cầm là mã số 1 dùm em luôn ạ à. Vòng nhẫn này là từ bạc 925 dùm em luôn đó chị nha Cực kỳ sang và sáng luôn các chị ơi Mã số 1 Chị nào lấy ban hỗ trợ cho mấy chị yêu của em Hồi trước đăng bài hai trăm mấy chục đô một chiếc Là giá của nó là 4 triệu hơn Bên anh ơi hỗ trợ vòng hổ phách cho bé luôn đi Ok chị Tuyền Lu Uống một gói chị Hoa Nguyễn à Hổ phách hôm nay đẹp lắm mấy chị Hổ phách Rune Mexico Ê lộn không phải của Rune Cái này là Mexico Caribe nha mấy chị nha Quá xinh luôn á chị ơi Chính hổ phách này là có 3 ba, ba ảnh dùm em luôn chị nha Caribe á mấy chị Quá xinh luôn à Đây là hổ phách Caribe dùm em luôn chị nha Mã số 1 này... cho bé anh mà cái này mắc Hôm nay ai lấy hổ phách em tặng mấy chị 1 triệu 500k cho bé anh một chiếc hổ phách đang cầm trên tay Dạ lấy đơn mã số 1 dùm em luôn à 1 triệu 500k một chiếc nhận hổ phách này Dũng chị ơi quá sắp luôn chị nha Chiếc này hồi xưa đăng bài 200 mấy chục đô một chiếc Luôn cả hạt và luôn cả nhẫn Hổ phách Caribe Mexico Rất là đẹp nha mấy chị nha Các chị nhìn cho em nó ba màu bốn màu ở trong đây mà em nói mấy chị hàng độc lạ chiếc rất là đẹp luôn mấy chị lên mấy chị xem cho em đi đẹp lắm xuất con nhà bà sắc, đây đó ai mua hũ phách nhà em bảo đảm đeo cực kỳ sang và cực kỳ xinh luôn nha mọi người để em sợ cho mấy chị coi dạ hũ phách caribe là có bốn màu bên trong luôn á chị nha cực kỳ sang và sang luôn á chị ơi làm từ bạc chín hai năm giùm em luôn à mang lên rất là sáng luôn á chị nha Dạ hôm nay bên em ra lòng nhận hộ pháp mã số 1 là sale thì là 1 triệu 500 k dùm em luôn à Đây Cái tinh thể của nó sẽ như thế này nè Rất là đẹp mà trong lắm Trong cực kỳ Đây Mà lên nó rất là sáng Nha mấy chị ha Tối nay em nói thiệt với chị lâu lâu mới về được một chuyến Caribe Đây Dạ hổ phách anh nắm hành mệnh đều có thể mang được luôn chị nha 4 triệu đó Mấy chị coi nói chung mấy cái này mắc lắm Nói chung hổ phách rất là đẹp Đẹp sang Và đặc biệt rất rất là xinh nha mấy chị nha Có nhiều người người ta hay còn gọi là Là hổ phách xanh á Nhưng mà nó không phải là hổ phách xanh Nó là hổ phách uh, Caribe cái nguồn gốc của nó là Cộng Hồ Cộng Hòa Dominica ban đầu có 3 loại đá màu cam xanh và đỏ nhưng hiện nay trên thị trường có rất nhiều màu sắc như xanh lam đỏ và nâu một trong những hổ phách được ưa chuộng rất là nhiều nhất à, chị, chị 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 gì quên rồi bột lúa non uống nước ấm thoải mái nha chị yêu của chị em nha mình là vòng hổ phách này xuất sắc quá trời ơi bà chết ơi bà chết lên sọt cho bé anh đi Bảo đảm chiếc này đi ra ngoài mua Hàng 4 triệu một chiếc Khẳng định luôn Loa qua ghép Lala la la hỏi là biết liền Cái uh, cái nhẫn Cái nhẫn mã một hỗ trợ cho chị đi Thôi trời Nhẫn thì mắc lắm Thôi được rồi Hôm nay chị nào lấy nhẫn hổ phát cái này em về đúng một lần duy nhất luôn á Tại vì cái này đợi hàng rất là lâu 3-4 tháng mới về được một đợt Thôi ai lấy không được. Cứ thôi, thôi hoài. Thôi, hôm nay em bán giá mở hàng. Ai lấy comment em tặng luôn. 999.000 số đẹp luôn. Ok. Quá sốc luôn chị nha, lên đơn mã số 1 giùm em rồi 999.000 luôn chị nha. Ghi giùm bé anh M1 999.000. Trời ơi các chị ơi, lên giùm em nha các chị ơi. Ai đang coi like chia sẻ, ai đang sử dụng phong thủy nha em cho xin cảm nhận về phong thủy nha mọi người nha. Hôm nay em like phong thủy nha các chị yêu của em. 999.000 chơi lớn luôn mã số 1 nha các chị yêu. Dạ mã số Đẹp quá Quá xinh luôn á trời Em nói chứ ai mà coi like em hôm nay có điều kiện Không phải có điều kiện nữa Có được một cái hai cái mấy chị ơi ráng tậu đi Đi lên cho mấy chị coi Kiếm đi cái Mexico rất là hiếm luôn Cái Caribe rất là hiếm Mực lạp cũng đang rất rất là mắc Các chị ơi nhận hộ phách mực lạp Cao lắm mấy chị Dạ giá dạ, hộ phách là cực kỳ cao luôn á chị nha đây là nhận hộ pháp Mexico dùm em luôn rồi hay còn gọi là nhận hộ pháp Caribe luôn chị nha năm thành bệnh đều có thể mang Sau đó ra không vòng không ta ít ai làm nhẫn Đúng rồi nhẫn ít lắm toàn hai mấy triệu luôn mà mà thì có mấy chị 5 triệu nè hổ phách vàng bơ nga nè người ta gọi hổ phách vàng bơ nga nè mật lạp nhiều nước lắm người ta không gọi hay gọi là hổ phách bơ ô liu nữa nhiều lắm đa số luôn á 5 triệu nè hổ phách mật lạp Chị thích chiếc em đeo lúc nãy á à, bé chị Su Binh Lê Chiếc chói 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 chiếu cả bầu trời hả dạ, mã số 10, em giúp chị hành đổ luôn à. Chiếc chói đó mắc lắm á chị Su Binh Lê Chiếc đó là phải hàng 4 triệu mấy Chiếc này phải hàng 4 triệu hơn Hôm nay tạo được vùng hổ phách tặng Mừng ghê chị Thùy Châu Ngô Chiếc này rất là cao Chiếc này hột xào 1 tỷ 8 của em <laughs> Chiếc này 4 triệu hơn lận là... Hôm nay ai lấy chiếc này em sale 2 triệu 500 ngàn đồng cho chiếc này bé anh đang cầm trên tay Một cái mặt này không Vô đã 2 triệu rồi hổ phách con gáp ba lan 2 triệu 500 ngàn đồng Ai lấy ghi dùm em mã số Mã số 2 giùm em luôn chị nha 2 triệu 500 k một chiếc duy nhất luôn Mã số 2 M2 2 triệu rưỡi nha Các chị yêu của em Trời ơi đẹp bá cháy luôn á Ôi quá xinh luôn á trời nha Mày là cực kỳ xe luôn à Làm từ bạc 925 dùm em luôn chị nha 2 triệu 500 k lên đơn M2 dùm em luôn à Đẹp không đẹp không mọi người Đẹp không Chức chơi con người dơi không Trời ơi lên lên tay thôi sang Đẹp quá xuất sắc quá Cái này thì rồi. nó mắc một cái viên này thôi là 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 đã bao nhiêu tiền rồi mà, mà 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 thêm 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 cái cán đài nữa em làm là vỏ của nó là bốn trăm tám nữa cái vỏ bạc này là bốn tám mươi tại vì mẫu thiết kế mẫu này là mẫu vẽ nổi nên giá của nó sẽ mắc hơn là cái mẫu vẽ khuôn là đúc khuôn người ta có sẵn ra lọc thêm đi em thôi được rồi hôm nay chị su lê lấy em hỗ trợ tặng su lê người đẹp dễ thương nè hay coi like nè tặng một triệu chín trăm chín mươi chín luôn Dạ lên đến hai dùm em luôn chị nha giá quá sắp là 1 triệu chín trăm ngàn. ôi ơi em nói mấy chị chứ quá xinh luôn á trời mang là cực kỳ xe luôn chị nha. ni nói nha 1 triệu chín mã số 2 vip 2 đi mã này đẹp nè đẹp ha. quá xe luôn trời mang mang cùng với nhận mang cùng với vòng phát là cực kỳ bán cháy luôn chị nha mã số 2 dùm em luôn là một triệu chín ngàn. đẹp xuất sắc. ôi ơi, nhìn lên nè bá cháy không hàng thiết kế độc đẹp lạ nói chung là khi mà mình mang lên em đã bảo đảm mấy chị không có đụng hàng tại vì mẫu này là mẫu em vẽ mẫu làm chiếc này nó mắc lắm chiếc này em nói hàng bốn mà hàng bốn chiếc đó đi quẩy đêm chẳng sợ lạc <laughs> đẹp chói lóa một bầu trời đi tiệc được em nói mấy chị mấy chiếc mà sang sang vậy đừng có đeo mỗi ngày để dành ví dụ đi chơi không đi đáp cưới hay đi tiệc hay là mình đi dạo phố mình đeo chứ mà đeo mấy cái này mà chà chà rửa 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 chén là trời ơi nó cũng rất là lẹ đó nó bằng bạc chứ nó không phải vàng ý còn chị nào thích thì mình đi ra ngoài kêu tiệm vàng làm cho bằng vàng ý đeo trọn đời luôn tại cái này nó bằng bạc ý nên về về mồ hôi thì mình mang một thời gian ví dụ nó sẽ mềm nó sẽ cũ hơn xuống xíu mà mấy chị muốn lấy thì mấy chị lấy Dây lau bạc mấy chị lau Ok, VIP 2, đẹp VIP không? VIP 2 chị Subin Lê luôn à. VIP 2 tặng Su Binh Lê, đẹp ha Trời ơi, em mang lấy hên cho chị Su Binh Lê <laughs> Đẹp quá luôn á Đẹp lắm, muốn mua mà lúa không có tới Thôi ráng đợi, đợi đợt sau ơi chị, chị 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 yêu Trần Yến Nhi Đợi đợt sau đi triệu chín 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 Số đẹp, mua đi có lọc hổ phách nhà em vừa có lọc vừa mang đẹp 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 nè mang lại nhiều năng lượng và sức khỏe nè rất là sang và đặc biệt rất rất, là xinh luôn á mọi người tay quá sang luôn á trời vòng đá mà anh, anh giúp may mắn bình an lắm luôn rồi đẹp quá má ơi luôn á nhìn hoài là chỉ muốn nhìn hoài hồi nay bà 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 chế vũ trần không coi like chứ trời cái này đẹp lắm chị vũ trần ơi rồi ơi em nói thiệt á em nhìn cái này rụng rã con tim xuất sắc ha à? quá xinh luôn à tự làm tự khen á mấy chị thấy không đeo cái này chà chà rửa chọc ruột lắm không phải tiết tiền mà tội nghiệp hổ phách trời ơi ha à. nhận hổ phách bên em ra là mấy chị làm một triệu chín trăm chín mươi cái hạt sòn em làm mấy chị hạt sòn xịn đó nhưng tạo đó nên nó sáng lắm chứ không phải là hạt sòn hạt sòn mà hạt sòn ở mỹ đâu hạt sòn mỹ đâu mỹ ký đâu sòn em làm là sòn nhân tạo luôn nên là cái vỏ của nó nó rất là cao Và đặc biệt hàng thiết kế nên giá trị của nó công của nó làm nó cao lắm không phải hàng đúc Đó Vậy đây là nhận mã số 2 dùm em chị nha 1 triệu 999 ngày luôn ạ Đây Chị Mai quý thì chia sẻ là vòng trầm hương đeo tốt Có mùi thơm đeo bình em may mắn và lọc lạ lắm luôn ạ Rồi Ờ à, Xin sang chịu nổi luôn, em còn chiếc nữa mà Em đeo lấy hên chứ hai chiếc ba chiếc nói chung là đeo đẹp rất là xinh bây giờ lên cái ba tích nè Ê em có chiếc này đẹp nè mọi người em có cái chiếc hổ phách này đẹp nè hổ phách hình con con thiên nga dễ thương lắm hổ phách hình con thiên thiên nga có một cái nè chị em cho chia sẻ vòng bán bên giúp may mắn và bình an lắm luôn đẹp hơn hột xoàn luôn đẹp ha trời em nói thiệt á mang này đúng đủ bộ luôn đủ bộ không mang này đủ một bộ luôn lên nó sang cái tay hẳn luôn á đó. đó lên thêm chiếc vòng đủ bộ luôn. sang liền bá cháy sáng em đi mang cái vòng này là nhiều người cũng hay nhìn 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 nè tay mấy chị dầm 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 thôi kệ mình, mình mình mang vàng mà nhiều người không để ý nhưng mà mình mang phong thủy người ta để ý là được rồi đó mình cũng phải có cái lạ của mình đúng không mấy chị em có một cái uh, sao dễ thương lắm cái này dễ thương nè cái này dễ thương nè mấy chị Cái này dễ thương nè Chị lấy là nhờ hổ phách caribe đúng không chị nha Hổ phách caribe Ai lấy chiếc này ra lọc luôn Ôi cái này có có một chiếc duy nhất à mấy chị ơi Chiếc này lên đơn mã số 3 dùm em luôn à Mã số 3 Ai lấy mã số 3 comment dùm bé anh luôn Tặng Nãy bán nhiêu quên à? 1 triệu 999 ngàn đi mấy chị Dạ mã số 3 1 triệu 999 ngàn dùm em luôn chị nha Quá sốc luôn á chị ơi Chiếc này cực kỳ xinh luôn ạ à. Đang hóng chiếc vòng đó chiếc Đang hóng chiếc vòng đó Chiếc này xinh nè Ê mọi người Hổ phách caribe này là hiếm á Em nói mấy chị mà Ai lấy chốt nha Có đúng một chiếc duy nhất 1 triệu Ê lộn 999 ngàn ơi Dạ 999 ngàn dùm em Chị nha lên đơn mã số 3 dùm em đúng chị ơi Sang lắm cái này dễ thương nè Ai chưa có, ai chưa có thích này dễ thương lắm con Thiên Nga nữa đem lại may mắn luôn, rất là dễ thương. Em nhớ một chiếc gì nhất chị nha, lên đơn mã số 3 dùm em luôn ạ, 999.000đ luôn ạ. Chiếc này xinh, hóng, chịu nổi luôn. Chị uh, chị gì quên rồi. Chị uh, chị gì? Chị Huỳnh uh, Ngọc Yến sau tháng sau về vip 2 nữa nhà Minh Anh, tháng sau em thỉnh về thì đẹp xỉu, ok người đẹp. Mã này cho em mã số 3 đi giá 999 ngàn luôn rồi Giá quá cực kỳ sốc và chiếc nhẫn rất là xinh luôn chị nha Đó, M số 3 Mã số 3 dùm em đúng chị ơi, một chiếc duy nhất luôn chị ơi nha Mã số 3 đi Trời ơi, đầu tiên quá Thêm lọc mã 3 được không Minh Anh? Chắc không được quá Thôi, Chạy đi Coi như cái mã này em có được 8 chiếc Em bán tặng luôn Em nói mấy chị Nếu như hôm nay ai không chốt cái nhẫn này hối hận ráng chịu Em tặng cái nhẫn này 689 ngàn luôn Chốt ok Quá trời 689 ngàn đồng dùm em luôn chị nha Đổi cho chị Hạnh đổ Tặng cho chị 689 luôn cho chị Hạnh đổ vui Đây Tặng luôn 689 ngàn Hôm nay nhẫn hổ phách caribe tặng 689 chơi tới miền đồng 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 lơi lơ luôn ok mã số 3 ok chị hạnh đổ hồi nãy chốt chị 999 tặng luôn chị 689 dạ mã số 3 em cho chị hướng vô luôn ạ. À. ok Tùng hoàng máu chiếc này xinh sang và xỉu m3 cho chị hướng dương cò bên đầu tiên bây giờ lên mã số 4 nè trời ơi có chiếc này dễ thương xỉu nữa nè chiếc này hơi bị cân chiếc này em mê lắm luôn ấy nó rất là dễ thương. Chiếc này dễ thương lắm, eo rất là nhẹ nhàng và đặc biệt rất là sang mã số cho em mã số mã 4. Mã số 4 giùm em luôn chị nha. Mã số 4 thôi em bên em ra là có chị là 689 000 luôn ạ. À. Cái này đeo cực kỳ đẹp luôn và đặc biệt tốt trong phong thủy. Có được một chiếc duy nhất mã số 4, ai lấy comment mã số 4 cho bé anh ha. Dạ lên đơn mã số 4 giùm em luôn chị nha, 689.000đ luôn, chờ cực kỳ xinh luôn ạ. À. Mã 3 em hết rồi ạ. À. Mã 3 bé anh hết ạ, à. tại vì cái này là em nói thiệt mấy chị luôn á đúng một cái một cái một cái duy nhất à tại vì cái này hàng mẫu em về là cũng phải 3 tháng 4 tháng về trước rồi nay nó mới về á mấy chị hàng em nó bị ngậm bữa giờ mã số 4 cho em cái này xinh cực kỳ luôn cái này nè các chị giống như là hai cái cánh hoa nói chung là giống như cái bông hoa vậy á cái này rất là xinh trời ơi, má ơi đang like cái hết pin điện thoại nữa trời em lên đơn mã số 4 giùm em luôn á chị nha 689 ngàn luôn ạ à. một chiếc duy nhất luôn nha rồi rồi lên rồi đó sạc pin điện thoại cái like tiếp rồi mã số cho em ơi mấy chị. Dạ, lấy đơn mã số 4 giùm em luôn rồi 689 000 một chiếc duy nhất của chị nha. Mã 4 nha, 689. Bây giờ qua mã 4, bây giờ có mã số 5. Mã 4 nha. Ai lấy cờ bên nha, mã này dễ thương nè, nó thiệt. Thôi vàng quả cầu vàng Minh Anh tặng trương cho trong nhà rất tốt. <laughs> dạ mấy chị cho xin cảm nhận về phong thủy tí đi em có dạ, chiếc phong thủy bên em có cho em sức cảm nhận về phong thủy luôn chị nha em Không có em sao? có chiếc này đẹp nè mấy bà chế mã số 5 cho em một chiếc duy nhất chiếc này ở bên gipsy em thấy có bán 2 triệu tám mấy chục gần 3 triệu tượng trưng cho mặt trời đeo cái này làm ăn rất là hanh thông luôn hơi bị đẹp luôn cho em mã số cho bé anh mã số 5 một chiếc duy nhất Dạ mã số 5 một chiếc duy nhất bên em ra là có chị là 689 ngàn luôn ạ à. Không có chiếc số 2 Vì em ấy đẹp số 1 Đúng một chiếc duy nhất mã số 5 Trời ơi, đẹp lắm luôn á mọi người Dạ em thấy chị Khang trời với chị Minh Ngọc luôn chị ha Chiếc này bên em là mã số 5 luôn à. Ra lò có chị là 689 ngàn một chiếc duy nhất luôn á chị nha Chị bị tiền đình rối loạn nên si mê Trời ơi chiếc này dễ thương không Em nói mấy chị chứ xuất sắc Mã 5 cho bé anh nha mọi người nha Mà nó lên nó sáng cực kỳ đây mấy chị Quá xinh luôn chị nha Mã số 5 dùm em luôn là 689 ngày luôn chị nha Cái tinh thể của nó nè Caribbean nè Đẹp không Đó Nó lên mà nó sang M5 cho bé anh nha mọi người nha Mã số 5 cho bé anh nha mọi người nha Mã số 5 một chiếc duy nhất luôn à 689 ngày dùm em luôn chị nha Đó Ai lấy ghi là M5 Đúng một chiếc duy nhất Đó Trời ơi Dạ M5 em chúc chị Lan Phạm luôn à Đó Đẹp chưa Xuất sắc Ô, chiếc này dễ thương quá, dễ thương thiệt luôn á. Lên nó nhẹ nhàng mà nó sang cực kỳ luôn á mọi người. Ở, quá xinh luôn chị nha, một chiếc duy nhất à. năm đem... tặng cho ai? Chị Lan Phạm à Lan Phạm À, à bây giờ em có mã số 6. Dạ các chị nào mê phong thủy bên em có lập lá cho em sẽ cho em sẽ ít cảm nhận về mã phong thủy luôn á chị. Mã số 6 mẫu tròn này dễ thương. Mẫu nào cũng dễ thương hết rồi M6 Em nói mấy chị nếu như mốt mấy chị thấy em like cái này lại lần nữa chắc cũng lâu á Hàng đứt, cực kỳ đứt. Cái mẫu vòng này em để muốn đặt cái này lâu lắm lắm rồi nhưng mà không có hàng mẫu này cực kỳ dễ thương Mã này cho em mã mấy Dạ mã số 6 giùm em luôn à Mã 6 689 ngàn mã ba hết rồi chị Tiên Du ơi mã ba có một cái duy nhất à Mã này cho em mã số 6 nè Dễ thương lắm Đây mọi người Mã số 6 thì em luôn chị nha 689 ngàn một chiếc duy nhất luôn chị ơi Ôi mã này sang ha Và đặc biệt khổ phách đó mà chị Khổ phách hổ phách Caribe nha các chị nha Của cộng đồng Dom Dominica Rất là đẹp Cái hổ phách này tinh thể của nó Nó sẽ có 3-4 màu luôn Nè khi qua đây thấy xanh nha Qua đây thấy đen nha Đen 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 Rồi chuyển từ từ qua xanh đó, đây là tinh thể hổ phách từ thiên nhiên nha mấy chị ha Mà đặc biệt mang rất là sáng luôn cái mẫu này Mấy chị ơi, mang nó rất rất là trong Mà khi mà mấy chị mang á, nó, nó nói chung là rất là đẹp Đó, nói chung rất là xinh Ai lấy ghi cho em mã số mấy Mã số 6 giùm em luôn à 689 ngàn một chiếc duy nhất giùm em luôn chị nha Mang phong thủy Minh Anh đi phỏng vấn cái về được offer latex liền Trời <laughs> tôi đọc tiếng Anh hơi ghê đó mà Mấy chị ơi Bây giờ mấy chị uh, dừng cho xin cảm nhận ơi Thấy cảm nhận vậy là nhiều lắm rồi Bây giờ em bắt đầu em like Em like về phong thủy tiếp Đó tới giờ bà đồng lên nha mọi người nha Y mã này dễ thương nè à. Có một chiếc duy nhất nè Mã số 7 đi mấy chị Mã số 7 Dạ lên lên tiếp mã số 7 dùm em luôn chị nha Bên em đang like nhận hộ phát KDB luôn Chiếc này ai lấy lấy ơi Đẹp cực kỳ Dạ chiếc này là mã số 7 giùm em là một chiếc duy nhất các chị nha. Bên em ra lỏng chị là 689 000 ngàn luôn à. Quá xin lỗi chị nha. Chiếc này là gồm có 3 3 đến 4 ánh vân bên trong giùm em luôn à. Đây. Quá xinh luôn trời bạn là bạn từ 925 giùm em đúng không, chị nha. Mai lên cực kỳ sang và sáng luôn à. 689 000 ngàn lên tơ mã số 7 giùm em đúng không, chị nha. Chiếc này mà không lấy nữa là thôi luôn dễ thương xíu mà đặc biệt 4 456 7 8 cái hộp xung quanh rồi rất là đẹp mã này mã mấy em luôn mã, mã 7 ai lấy mã 7 cờ bên mã số 7 Hậuách Mexico caribe nha Rồi cái này thì uh, em còn một cái nữa nãy giờ em chưa like mã số 8 đi mã cuối cùng mã số 8 mã cuối cùng nha mọi người ha Dạ lên tiếp mã số 8 luôn đó chị nha Một chiếc cuối cùng luôn à Quá xinh luôn đó chị nha Đây là mã số 8 cho em luôn à Nhận hộ phát hôm nay bên em ra lọc các chị là 689 000 luôn à Đây là nhận hộ phát KDB luôn đó chị nha năm hành bệnh đều có thể mang được luôn à Ê, chiếc này dễ thương á Ai lấy comment nha Mã số uh, mấy Mã số 8 cho em luôn á chị ơi 8 Mã số 8 bên em ra đợt của chị là 689 ngàn một chiếc duy nhất luôn à Nãy giờ mạng yếu chị không xem được gì luôn á Minh Anh ơi chị Bùi Dương Trời ơi đẹp lắm chị Bùi Dương ơi Đẹp ha Mã này ạ à, Mã này sang Đặc mẹ biệt cực kỳ sang luôn á trời ơi. 689 ngàn lên đơn mã số 8 giùm em luôn à Đó Nước lên rất rất là đẹp Và đặc biệt nữa nó lên nó rất là sáng luôn á mọi người Trời ơi Bá cháy Riêng về cái này nó cũng rất rất là đẹp luôn cái này là mật lạp nhưng mà cái mật lạp này để em suy nghĩ tại vì cái mật lạp này hiện tại là giá trị của nó đang rất là cao và cái này nó đang rất là hiếm á mấy chị hổ phách mật lạp hổ phách mật lạp hiện tại là cái này nó đang rất là hiếm và đặc biệt là một số nơi bán phong thủy là đang cháy cái này luôn rồi người ta ít ra mẫu lắm người ta đa số là người ta lên vòng người ta bán cái vòng mười mấy triệu người ta lời cho nó ngon chứ đâu có ai đi kiếm từng chiếc nhẫn em nói thiệt mấy chị mà rồi nói chung là đẹp Chị Nhu hồi ơi, có mấy chiếc đẹp lắm chị Nhu ơi Mã ba em hết rồi chị Tiên Dương yêu ơi Ốc anh Vũ để bát nhang tài địa Đó mấy chị ơi đừng 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 cảm ơn về thực phẩm chức năng nữa nha Bây giờ em sẽ đọc cảm ơn uh, kiểu vui vui về phong thủy đi Đó cho nó đẹp cái này thì em suy nghĩ nhiều lắm Cái này thì chắc em chưa có sale đâu Tại vì cái này hàng hiếm á mấy chị Cái này là hộ phách mật lạc Giá trị của nó rất là cao Ủa quá xinh luôn chị nha Đây là nhận hộp phát mật lạc dùm em luôn à Đó cái này mang lì lên rất là xinh Ai giờ Trời ơi bà làm cái gì vậy trời Dạ hôm nay bên em ra lập nhận hộp phát KDP là 689 ngày dùm em luôn chị nha Đó không Cái này mình mang rất đẹp luôn ý Cái này thì để suy nghĩ Nãy hồi nãy thấy có người comment nhưng mà cái này để em suy nghĩ Tại vì cái này hiện tại là em cũng đang muốn để từ từ bán Tại vì mẫu này nó cao Mẫu này một chiếc của nó tới uh, cho em là mấy triệu một chiếc rồi Nên là em uh, chưa có sale được Ê công nhận mặt nạ mắt được này ok, thơm á Chị Linh Văn chia sẻ là vòng chồng bé bạn may mắn, không thơm dịu nhẹ luôn à Thôi bây giờ mấy chị qua đi Bây giờ mình đá chuyện với nhau tí xíu nè, trời ơi nãy giờ lên mấy mã rồi Chị Minh Ngọc chia sẻ là vòng phong thủy nhà chị Linh đẹp, uh, ai cũng khen, ai cũng thích hết luôn à Nãy nhiều chị hỏi uh, cái vòng hổ phách cho bé à nhưng mà mắc nên em chưa biết em suy nghĩ ạ à, nãy giờ mang 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 qua nhà chị không xem được tiếc quá hu hu <laughs> đây cái này thì có ít à không có nhiều nên cũng suy nghĩ cái này tính theo gam một bịch này là 54,15 nè đó em hổ phách này à, Hổ phách này rất rất là đắt Một giây Loại này mình bán lẻ là nhiêu? 60 hả? Hay 50? 60 chứ. 60 Để đo sợi này có được nhiều đợi tí nha mọi người nha Chị Lan Phạm chia sẻ là những bộ phong thủy nhà mình ăn rất là may mắn luôn à Chị chia cho sẻ Cho ngắm cái mở ba kìa đó, cho bà ngắm cái đi <laughs> Bà muốn ngắm <laughs> Rồi 43 43 g nhân 60 43 nhân 60 2 triệu 580 2 triệu 5 Hiện tại cái này đặt về không có hàng đâu mấy chị Cái đó hiện tại về đặt không có hàng đâu Cái nhẫn mã số 3 đây nè Bà chế uh, Tiên Dương ơi Nhẫn mã số 3 đây nè Mà hết rồi Nhẫn ừ. mã số 3 đây nè mà hết rồi Có 1 chiếc duy nhất à Vậy nhẫn hộp phát KDB hôm nay em lỗ là 689 ngàn luôn à Đó Trời ơi, mình lọc cảm nhận có một xíu thôi Bây giờ mình mới biết được khách mình toàn là nhà văn không ấy <laughs> Văn thơ đấy <laughs> 43 gram 2 triệu mấy 2 triệu 5, tám chục. Bây giờ sao à, Đẹp, đẹp lắm Hôm nay mình Anh bán hổ phách gì vậy Hôm nay bé anh bán hổ phách à... Chị Hoàng Hà An ơi không có like rồi Hồi nãy em tặng hộp phát full đó Chị Hoàng Hà An có muốn lấy thì cầm bên lẹ nha Không mới hết đó Đó Đẹp cực kỳ luôn Đẹp xỉu luôn giờ hôm nay bên em có chương trình là mặt nạ mắt 499 ngày tặng vòng hộp phát thô luôn chị nha Nhưng mà em tặng 20 người à Hồi nãy hình như được 17 người 18 người, Còn hai người nữa là hết Tôi đặt hờ đó nha Dự bị ngang không có về nói ngang nè người ơi cái nào nói đứt mẫu là đứt mẫu luôn tại vì cái này đặt làm mẫu mà được hỏi để lấy vòng về bán phòng cho khách nhưng mà không có hàng hổ phách cái Car caribe này bây giờ đang đứt hàng rồi không có hàng đâu bà chế ơi nên cái nào mấy chị thấy em mà em tặng rẻ là nó đứt mẫu nên là em em không có hàng chị lên chia sẻ là vòng phong thủy của bé An vừa đẹp vừa sang lại còn may mắn rất là lộc luôn à cái này thì là hổ phách cho bé cái này là đeo cái này đeo dây chuyền hoặc là mình làm vòng tay nha mọi người Cái này nó là sẽ như thế này Dạ chiếc này bên em bán chỉ là 2 triệu 350 ngàn các chị nha 2 triệu 580 43, 43 gram nhân cho 1 gram, 100 gram là 60 2 triệu 580 một sợi 2 triệu 580 giờ giờ xe làm sao Cái này hình như còn được ít à Cái này giờ làm sao mọi người Dạ nói chị Thủy cho ngôi á chị Minh Ngọc luôn à Chiếc này bên em chiếc này bên em bán chỉ là 2 triệu 580 ngàn các chị nha Linh Nguyễn đó mấy ly Tầm 5-6 ly Cái này tầm 5-6 ly Cái này là mình cho con Cái này á nếu như ai mà muốn làm vòng tay cho bé thì một sợi này á, mình làm được hai, hai, hai chiếc á hai chiếc còn nếu như đeo cổ thì một sợi này là làm được một một cái dòng đeo cổ thì cái này mình có thể làm tay hoặc là làm cổ chị đặt mặt nạ mắt đầu tiên sao không cho chị vậy minh anh chị loan phạm em có chốt chị loan phạm mà phải không có chốt không có có, chị ơi. có, có đơn chị loan phạm nha chị yêu ơi cái này nếu mà mình làm bằng tay thì mình sẽ được khoảng tầm hai chiếc như thế này là cho con nít đeo còn nếu mà làm dây chuyền á thì cái này sẽ là một sợi thôi thời giá là 2 triệu năm tám chục tùy gam nha có có sợi thì nó sẽ hồi nãy là 43 đó có sợi nó nặng hơn nó mắc hơn để em đo thử sợi này dạ hộ pháp bên em cân theo gam bán các chị nha chứ hồi nãy là 43 ba là hai triệu năm trăm tám mươi ngàn ạ à. bây giờ sao mấy chị thích làm sao mấy chị cho em ý kiến thôi dạ các chị cho em xin chút ý kiến cho cầm ba luôn chị nha 43 Cái này 43 luôn 2850. Bằng giá Hồi nãy có cái kia 47 47 nhân cho 60 Bán lẻ là 90, 90 100 gram nha mấy chị nha 2 triệu 8 20 2 triệu là sợ 47 gram Nói chung là đẹp lắm mấy chị dạ, hôm nay các chị muốn ra là Xeo hộ... rẻ nha có ai thích cái này không em sale rẻ luôn ai thích này sale rẻ luôn cái này uh, tại vì em uh, tặng cho bé đi minh anh Chị <laughs> tiền luôn ở trong đây uh, để ở trong livestream này của em có bao nhiêu chị hóng vòng pha lê người ơi rồi lát lên luôn ở trong livestream của em có bao nhiêu chị hóng được rồi có bao nhiêu chị hoài à hôm bữa mới tặng rồi chưa có vô lúa nữa mà nay tặng nữa chắc chết mà. dạ hổ phát đem đi ngủ được các chị nha cái này đeo đi ngủ hơi bị tốt chị loan phạm ơi thứ nhất vừa đem lại sức khỏe trừ tà và đặc biệt nữa rất cô co ok con nhỏ hay khóc đêm nói chung là bé trong tháng mới đẻ ra hồi xưa người ta cho đem vòng dâu nhưng mà ai nhà nào có điều kiện giàu giàu cho con đeo hộ phách đi cực kỳ tốt Một cái này thì nó rất là mắc Giờ chiếc này anh đang cầm là 43 gram là 2 triệu 580 ngàn dùm em luôn ạ à. Này em suy nghĩ á Chiếu Ngập chia sẻ là vòng trầm đeo ngủ ngon không bị không bị bóng May tặng không? Mai có lọc nè, ngày nào cũng vậy quá trời ơi Téo tèo teo luôn á <laughs> Thôi có bao nhiêu người có có con nhỏ Có bao nhiêu người muốn tặng cho con Comment cho em đi Có bao nhiêu người muốn tặng cho con Dạ chị nào muốn tặng vòng hộ phát cho con Thì comment xin like giùm em đó chị nha Cái này thì mình đeo làm dây chuyền cho bé Nhưng nếu ai thích Thì có thể làm thành được hai sợi Đeo tay Các chị biết một cái vòng nhỏ Em đã bán cho con nít luôn Một cái cham Là giá khoảng tầm 800 đến 900 rồi là cho bé thì nói chung là tiền nào của đó thôi vì cái vòng này là bằng hai vòng rưỡi rồi tính ra là hai vòng rưỡi rồi vậy thì thôi thôi để em suy nghĩ có bao nhiêu người muốn tặng cái này cho con đó kiếm đi đúng rồi em cho coi cam sao cái đi ok nhiều người rất là nhiều người ấy rồi thì mấy chị tự xử đi nha ví dụ ai muốn làm vòng thì mình làm cái sợi này được hai còn ai lai di truyền thì cái này chỉ được một vì cái chị biết một cái vòng nhỏ như thế này nè là giá trị của nó rồi giá trị nó rất là cao rồi ừ cái gì em có bé này chị phong thủy bên bên anh đeo may mắn tài lộc chị trần ngân chia sẻ là bữa trước chị mua vòng có chạm cho con là hai triệu hai á chị nào ừ, chị trần, ngân. chị trần ngân đúng rồi mua cho con làm em đã nói rồi bữa trước chị mua vòng có cham cho con chị là hai triệu hai minh anh nhớ thì em nhớ mà hồi xưa em làm một cái vòng hổ phách cho bé Đơn thôi á Mà nhỏ nhỏ hạt nhỏ này nè 8 900 là rẻ nhất Còn mà hạt to mà kết hai ly mấy Có mấy viên hổ phách á Là 2 triệu hơn 3 triệu hơn Mắc lắm hổ phách đâu có rẻ Hổ phách nó đâu phải nhựa đâu Nếu như nhựa 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 sáp thì nó giá khác Còn cái này là hổ phách thiên nhiên Mấy chị ơi em nói thiệt với chị á Em bán làm phước nữa nên là em bán đúng hộ phách cho con mang nha mọi người nha mang không đúng hộ phách không có công dụng nên khi ai mang hộ phách của em đỡ đau đầu và đặc biệt sức khỏe mình cảm thấy ok hơn mấy chị tự cảm nhận được chứ này em không thể nào nói, nói được hết đây em cho mấy chị xem Vậy dạ, là hộ phát con gái giùm em luôn đó, chị ơi Đó nó là nguyên một cái sợi như thế này Nếu như đeo dây chuyền thì được một sợi Còn làm vòng thì khoảng tầm được hai sợi Đó Thôi Cái này thì mắc quá à. Cái này thì mắc quá à. để em suy nghĩ cái đi mọi người ơi. Dạ sợ dây hộp phát chị Mai đang cầm là 43. Vậy đạp thì 580.000đ à. Vậy thì tặng nữa hả? Mấy chị thích uh, tặng số lọc hay là mua hàng tặng nữa mấy chị comment đi để em suy nghĩ em lại tặng cho con mấy chị nhưng mà một ít thôi nha. Chơi luôn. Dạ các chị cho em xin chút ý kiến trên like luôn chị nha. Các chị muốn mua hàng tặng hay là tặng có giá để em đeo, đeo hộ phách em không tháo luôn ý. Và nhiều khi em đeo hổ phách em đeo chồng 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 là em đeo chồng vô luôn Chứ em không có tháo ra Nói chung là em đeo vậy đó Tiền uh, tiễn phật tiễn lấy uh, tay phương luôn đó Lỡ rồi ra lọc cho mấy bé đeo <laughs> Dạ ok Chị không biết em bán cho cả bé nữa nên mua ngoài Mà không biết có hổ phách đó có tốt không Hổ phách mà trăm mấy chục ngàn là hổ phách su cà na hột gà <laughs> Hổ hộ phách nhựa đó mấy chị Là hổ phách nấu đó Mua hàng tặng đi ờ uh, trần mua hàng tặng đi mua hàng tặng đi bé <laughs> biết bán gì giờ trời <laughs> biết bán gì giờ <laughs> thôi được rồi tiếp lê men vi sinh c đi nè ok uh, còn mình chưa có vòng hộ phách nè anh ơi đeo tắm có tháo ra không chị tuệ minh thoải mái nếu như đúng hộ phách thiên nhiên tắm không cần tháo ra Tặng vòng hộ phách cham ốc đi Nghía nãy giờ Bà chết Nguyễn hả? Vậy hả? Bà bà nghía hả? Vậy thôi tôi khỏi tặng <laughs> Mua đi má <bác. cười> Tặng cho bé lấy phước Rút lọc về đi cô anh xinh đẹp ơi Rồi Vậy thì em sẽ làm Riêng đợt này Em giọt xeo về cho khách Em còn dư được ở trên nhà em Đúng 7 hộp men vi sinh Cuối cùng là hết luôn nên chị nào hỏi men vi sinh tranh thủ chốt Đợt sau men vi sinh không có giá giảm Hồi nãy có rất là nhiều người hỏi men vi sinh đúng không Uống collagen 5 ngàn mà uống ghiền luôn á à, Minh Anh chị Trần Ngân Collagen 5 ngàn cực kỳ ngon và đặc biệt tốt Vậy hôm nay em tặng cho Vòng này em nói 2 triệu mấy rồi Giá nó rất là chát nên thôi Ok Nha mọi người ha Bây giờ khỏi hỏi em nữa Em nói thề luôn á Nếu nó xạo mấy chị là là là, là, là mất lọc. Đây nè mấy chị nhìn cho em nè. Trên kệ của em nè. Ê quay qua cho khách coi đi. Trên kệ em nè đó, quay qua cho khách xem luôn. Đó, mấy chị thấy không? Đúng bảy hộp cuối cùng. Đó mấy chị nhìn nha. Hiện tại là full luôn rồi. Em có đặt dư về cho khách mà em không hiểu làm sao Huyền nó cứ trả đơn, nó nói cứ nợ đơn, cứ trả đơn, trả đơn, trả đơn hoài em mệt luôn á. Tại vì hôm bữa em đã nói em bù thêm một ít cho khách, tại vì em nói nó đã không sale như giá hôm bữa em lấy nên có nhiều kêu nhiều chị kêu em tặng 50 gói em nói thiệt mấy chị giờ chặt đầu em cũng không thể nào tặng được tại vì em đã nói khi mà mình canh hàng sale em có nói trên live khách chịu thì mình đu theo thôi chứ còn 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 nếu như em bán không mua xe em bán một giá thì em có thể lên xuống được nhưng em đã mua hàng sale là kiểu kiểu không còn sale là mình không thể nào mua được mấy chị hiểu ý em không ạ à? ví dụ nó sale không có được tốt như hôm bữa thì không tặng được được bảy hộp cuối cùng ai comment nhanh có Hộ phách giúp gia tăng sức đề kháng Giúp bé nay chị nhận được mặt ốc Chị cảm thấy rất là may mắn luôn Chị em đi yeah, chị đã sử dụng men vitamin C Bên em cho sức cảm nhận trên live luôn. Cái hộp ra. này sẽ có cho em Rồi bây giờ ai đang dùng men vi sinh Comment lẹ luôn Tặng vài chị trong live stream ngày hôm nay Chị đã dùng men vi sinh bên em cho sức cảm nhận trên live luôn à Ây tính ra Hồi nãy ăn sushi Để làm gói men vi sinh Chú uống luôn Không ơi tối nay là rượt tiếp rồi. Dạ men vi sinh này có chứa thành phần là vitamin C cực kỳ tốt luôn chị nha Lại này có chia em kiểm định luôn là một hộp to là gồm 100 gói dùm em luôn à 7 hộp cuối cùng Ai lấy men vi sinh tính mấy chị 999 ngàn Nhân một hộp này 100 gói một hộp lớn 100 gói một hộp là bằng 3 hộp rưỡi đó Hồi xưa em bán một hộp cũ là một hộp 30 gói Hộp này 100 gói là 3 hộp rưỡi đó mấy chị đó, một hộp lớn này là bằng 3 hộp rưỡi men vi sinh 999 ngàn Ai lấy men vi sinh tặng cho một cái vòng hộp phách cho bé như lời hứa, ok Chạy lên đơn men vi sinh giùm em đúng chị nha 999 ngàn tặng vòng hộp phách cho bé luôn à Đó, ai hỏi gì thì comment nha Chứ giờ em nói thì mấy chị còn được mấy hộp thôi em hết rồi Nói chung men này ngon Nói chung rất là ok Và đặc biệt men này rất rất là thơm Ai lấy thì comment nha Tại vì nó thiệt với mấy chị còn đúng 7 hộp nên em nói được chút em Huyền cứ nói cứ chốt chốt hoài Không biết đâu ra chốt hoài luôn ý Đó ai coi like chia sẻ giùm em cái mọi người ơi Dạ em em sẽ là cực kỳ ngon quá chị nha Mỗi ngày là mình dùng một bánh hay rồi Ngon lắm luôn à. Có chứa thành phần từ vitamin C luôn chị nha Cực kỳ tốt cho mùa dịch luôn ạ à. Tăng sức đề kháng cho ừ. mình luôn ạ à. Ngon kinh khủng khiếp luôn á ừ. Dạ men vi sinh em có số lượng rất là ít luôn chị nha Lên đôi dạ em là vi, men vi sinh 999 ngàn tại vòng Em ăn vậy bé. không à Ngon thơm chị bác nguyễn thị chia sẻ là một pháp phách kỵ tà ma hay lắm luôn ạ à. tránh gió cũng rất là hay luôn ạ à. phải nói trên cả tuyệt vời rồi men vi xin tặng cho ai comment đi nha dạ men vi xin em tặng cho chị lan phạm có đơn à. từ đợi xíu ít à tặng mấy người comment men nhanh nhanh tay ủa tặng như vậy lắm đó chị tặng quyên một sợi luôn dạ men vi chứ không phải nha dạ hồi nãy chị đã lỡ nói với em bởi vì em phân vân nãy giờ thay vì tặng một cái vòng nhỏ nhỏ thì thì em còn suy nghĩ lại nhưng mà nãy em lỡ hứa với mấy chị em tặng quyên một cái dây dài rồi nên em không rút lời được em tặng luôn một sợi Quyên một dây này luôn ai thích làm vòng thì cắt ra làm vòng còn ai thích đeo dây chuyền thì để quyên sợi đeo dây chuyền nha ok chưa mọi người ok chưa rồi đọc đi tặng đi lan phạm Phạm. mi một ạ à ạ. À. Hai đứa con cho Hoàng Hà An hai là tặng hai cho đứa con dạ. luôn ạ. À. Cho dạ, chị nước ngọt một men vi sinh luôn ạ. À. Nước ngọt một men vi sinh. Dạ men vi sinh em sẽ lỏng chị là 999 từ, ngàn. Từ từ đợi xíu chỉ comment gì thôi từ từ. Comment cho nhanh quá. Hỗ trợ sản phẩm khác tặng vòng cho bé Minh Anh ơi, muốn lên sản phẩm nào comment đi đợi em suy nghĩ cái đó mấy chị. Dạ không nay em ra là men vi sinh là 999 ngàn tặng vòng hộ phát cho bé luôn chị nha. Đau đầu quá. Dạ, chị cần <laughs> hỗ trợ sản phẩm nào nữa thì comment xin like giùm em luôn ạ. À bị bệnh dễ giải đó. Hứa luôn, tháng nữa là bắt đầu chữa bệnh đó từ từ, không có tặng tèm lem nữa. Tặng hoài nhức đầu quá mọi người ơi. Nhà mấy mấy chị nha. Chị lấy đơn em xin em luôn chị nha, 999.000 đồng vận hồng 90.000 100g đang bán lẻ. 90.000 100g. 43 nhân cho 90. Một sợi này 3 triệu 8 70 ngàn đồng Các chị thấy số 90 ngàn đồng này là tính theo 100 gram Một sợi này là 47 giá Nói chung là em cân khoảng tầm từ 43 cho tới 49 gram Thì cái hậu phát này em tính theo gram thì sẽ tùy dây có dây 2 triệu 8 có dây 3 triệu rưỡi có dây 3 triệu 2 có dây 3 triệu mốt thì em đã nói em bóc ngẫu nhiên tùy sợi nha chú em em tính của em đã tặng thì em không tính toán nên khi em đã tặng thì em cứ ngẫu nhiên nha chứ em không có lựa em ơi cho chị uh, 50g, em ơi cho chị 47g hay em ơi như thế này thì rất là khó nha mọi người ha. Rồi, đó. Trời ơi, giống mặt quá. Vòng trầm. Đâu? Đâu? Những bên anh đeo giá bao nhiêu? Những bên anh đeo hồi nãy bé anh đang có tặng trên like là hồi nãy sale hai triệu rưỡi. Nhưng mà lúc sau như tặng một triệu chín ngàn. Một men cho chị Như Huỳnh luôn Dạ em có đôi chị Như Huỳnh luôn ạ à. Hồi nãy em like là em tặng 1 triệu 999 ngàn đồng đó mọi người Vòng hộ Pháp Minh Anh đeo đôi xinh quá luôn Á à, em cảm ơn chị Annie Trần dễ thương không Đeo đôi Ráng đi Hỡi dụ hồi, hôm nay có chiếc này rồi Ngày mai tạo thêm chiếc này nữa Quyền bộ luôn đeo giống em vậy là chó xinh Nhẫn của em gác Ba Lan những viết nha mọi người ha một cái một cái viên này là hai gần 2 triệu rồi nè. Còn cái ổ này là 480 000 là làm nè. Có có được xi si nước bóng lên luôn. Là tất cả bằng bạc hết nhưng xi si thêm một lớp bóng nữa là đeo rất là bền. Nha mấy chị ha, rất là ok. Đeo rất là đẹp. Dạ chị này bên em ra lỏng chỉ là 1.999.000đ à. vừa rồi nhà chị bị bị F0 4 người. Không biết sao riêng riêng chị không bị dính. Hôm nay chị mới biết Do may mắn là chị có đeo một vòng hổ phách Chị mua của Minh Anh lâu rồi Bất ngờ luôn chị Loan Phạm Ủa chị Loan Phạm này Chị đó là, là lo, lo hay mua hàng ấy, chị Có hả Có chị lo lo hay mua hàng em, có chị đó nên nhớ Ui chị Loan Phạm ơi, thiệt sự là em phải nói chị đừng có buồn Vì em không nhớ chị Loan Phạm là ai luôn, thật sự Bình thường là có để avatar hay như thế nào em còn nhớ Chứ để avatar nãy giờ em cứ tưởng là khách mới Em không biết chị Lan Phạm là khách cũ đã từng mua hàng của em. Là đã hồi xưa đã từng mua một cái vòng hổ phách của bé anh rồi ấy hả? Dạ. Mốt chị Lan Phạm để avatar lại đi chứ em nói thiệt em nhìn em nhìn avatar của mấy chị em mới biết mấy chị là ai. Chứ em không có nhớ hết được đâu. Nên là nhiều khi nhiều người cứ comment đặt hàng mà em nói thì em đọc tên cho số điện thoại đi cái mấy chị nó ủa khách cũ mà. Tại vì em không biết, không nhớ ai cách mới hay cũ hết. Ví dụ nhìn avatar mấy chị hay comment nè, đó 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 đó. Đó vũ Trần à, đó thì Châu Ngô kiểu nhìn avatar vậy nè, đọc tên quen quen thì mới nhớ được. Thông cảm giùm nha, đừng có buồn nha. Rồi. Thôi bây giờ lên uh... Rồi bây giờ em sẽ lên uh... lên gì quên rồi. Chỉ kem mắt, kem mắt thì hiện tại em hết rồi. Chị cũng bắt trước Minh Anh đeo cả hai tay, một tay hai vòng. Nè. Chỉ cho mấy chị mặt nạ mắt tặng vòng cho bé ha Đợi xíu âm lơ luôn chị Tuyền luôn Em chỉ cho mấy chị Bên tay trái Có Từ từ lên liền nè bà Trần Ngân Bên tay trái Là đeo về tài lọc Bên tay trái là đeo về tài lọc Bên tay phải Là tránh về tà ma Nên ví dụ ai mà yếu mốt Bốn vía đó Thì mấy chị nên đeo tay phải nhưng mà em bây giờ là em đeo cả hai tay nói thiệt với mấy chị nhiều khi á người ta tưởng mình bị khùng nhưng mà ra đường có nhiều người cũng chơi phong thủy giống mình ta nhìn 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 em nói thiệt bây giờ mấy chị thấy vàng ta cất ta để đó rẻ người ta mua lên người ta bán chứ người ta giờ ít mang vàng rồi em còn thấy có nhiều chị thích mang xi men thôi chứ bây giờ là người ta mang là một là một là người ta đi chơi kim cương luôn hai là người ta đeo phong thủy giờ vàng là người ta cất <laughs> rẻ rẻ người ta mua đắt người ta lên người ta bán quà tặng của bé đẹp độc lạ còn xịn sò tay bên kia có khi đeo vòng ngọc có khi đeo trầm em đeo cả hai vì em rất dễ bệnh tay trái là tài lộc tay phải là tránh tà ba rồi chị nhớ rồi rồi đó nói chung là ít người nói lắm với lại mấy chị thấy đeo phong thủy người ta đeo hầu như chính luôn người ta đeo hai ngón mấy ông thầy phong thủy hay đeo ngón trỏ này nè để ý đi để ý luôn Bởi vì em để ý mấy người mỗi lần mà bắt đầu lên like coi bói Hoặc là bắt đầu lên là gắn chiếc nhẫn vô Đó gắn chiếc nhẫn vô tay Để ý mấy lần rồi cái mình hỏi ra mình mới biết Tay phải Ví dụ như mình đi đám ma Mình sợ mà mà Ví dụ ai mà hạt đi theo đồ này nọ mình sợ Mình đeo vòng phong thủy bên tay phải cho em Ai mà yếu uống vía đó đeo tay phải Còn ai mà kiểu muốn đeo kích hoạt về tài lộc Thì mấy chị đeo bằng tay trái nha Chị cũng nghĩ như vậy Sợ mình đeo hai tay Sợ người khác hiểu nó mình bị khôn <laughs> Từ ngày biết kinh ly Chị đeo chị dẹp đeo vàng luôn á Chị em đi trần ở gì <laughs> Rồi để em lên Thôi được rồi để em hoan hỷ cái nạ mắt <laughs> Nạ mắt nói chung Em tặng ít ít nữa Ai coi like thấy chia sẻ nạ mắt Còn được ít tặng cho mấy chị luôn nè Chơi luôn Dạ hôm nay ba em ra làm nạ mắt là 499 ngàn đó chị nha Ờ mà quên <laughs> cái vòng này mấy triệu tặng hộp nào mắt tàn tan luôn thôi được rồi ai lấy nạ mắt nãy lỡ hứa thôi mà không like này chỉ tặng đúng 2 phút ok như lời đã hứa ai lấy nạ mắt này tính các chị 499 trăm chín có nút chia sẻ trong like này 2 phút tặng cho cái vòng cho con đeo cái này là dây chuyền hoặc là mình làm vòng tay nha Ok không mọi người Dạ lên đơn mặt nạ mắt dùm em đúng chị nha 499 Men vi sinh vệ mới à. Có bổ sung thêm C thơm hơn Ngon hơn, dễ uống hơn Bé nhà mình sử dụng men không còn táo bón Con khỏe mạnh, ba mẹ vui Nói chung là chị Linh Văn mua men của em Chị khen rất là nhiều Chị đeo hai tay chồng của chị nói bị khùng Sao đeo nhiều vậy Coi tôi đeo tôi có tiền là được rồi <laughs> Chị cô Nguyễn Thảo Hello xin chào cô Nguyễn Thảo à, Nói chung chết chết bị hố nữa đó Hơi hố à, Ok chị Tracy Em em nói mấy chị là Thôi lỡ mình hoan hỷ tí cũng được Kệ đi Nói chung tới đâu nó tới Nói chung là mình Nói chung là bữa giờ hoan hỷ cũng hơi nhiều Cứ khách lên live là dắt một hồi là cũng tặng 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 Hôm bữa tính thôi để uh, dùng tiền để dành tiền đi mốt đỡ dịch xíu qua 20 tháng 11 20 tháng 11 mình tặng cũng được. Tự nhiên cái lai like, lai like, vui vui. Cái này nè, ví dụ như ai mà thích á thì mấy chị chia ra được hai vòng cho con đeo. Có hai đứa con thì được hai vòng. Nhưng mà nếu như ai mà 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 thích mà kiểu uh, dây chuyền á thì cho con đeo thành một dây. Hổ phách. Nhưng mà hồi nãy em có tặng cái này nhưng mà em hết tặng rồi. Hồi nãy em tặng trong đầu like thôi Cái này em hết tặng rồi nha Cái dòng này nha Tại vì cái này nó cũng đang hiếm á Chị mua cho Sunny Trần nó 18 tuổi Minh Anh lựa vòng dài nhất cho chị được không? Không có được Biết làm sao không? Nó đều nhau hết Thề luôn Nó đều nhau hết Nè Trời ơi ai hát trên lầu nữa Không có cái dòng nào nó nó ngắn nó dài hết Nó đều nó chỉ khác cái gam thôi vì có vì có uh, sợi uh, sợi kiểu hạt nó nhỏ nhỏ hạt lớn nói chung đa số là từ 43 gam cho tới 49 gam tùy vòng tại vì uh, vòng này thì em cân ra hầu như là từ 2 triệu hơn cho tới 3 triệu hơn chị mua vòng đó cho em chị nó là em bé 18 tuổi lựa chị sợi dày nhất được không <laughs> em bé 18 tuổi à? dạ, phải... có tám đứa con thì làm nhẫn hả Minh Anh trời ơi chị bé <laughs> có tám đứa con hả có tám đứa con mua 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 bốn chiếc phải không Đúng rồi. có tám đứa con mua bốn phần để chia ra cho mỗi đứa đó làm vào mỗi đứa một đứa à tám đứa cháu chứ con gì con chị lớn rồi Cái này cho cháu nha chứ con gì nữa Vậy chị, chị Như, em có bao mất rồi chị con đã, con gửi hủy mở cho cô thảo rồi cô thảo ráng đợi xíu đi con gửi rồi á về là con gửi liền 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 à. sợ khách thói hàng lâu nên đã gửi liền rồi rồi tặng ngay bao nhiêu người nữa ủa cái này nãy giờ ở trên ở đây là riêng rồi phải không để riêng rồi phải không ủa phải không ủa đâu có nào đó đó cầm hồi là ly lịa đọc lộn rồi đọc đi em dạ này mắc bốn trăm chín mươi tặng hộ pháp cho bé chút thì tiền luôn một à dạ ai tiền lưu chị một, chị, uh, một chị nguyễn hòa một ạ chị nguyễn hòa chị trần ngân một ạ chị trần ngân đổi cho chị Jaycee Jay luôn ạ à. Jay chị, chị lâm Tuyết phương một ạ lâm Tuyết phương đổi cho chị trần à. vũ trần ạ vũ trần chị minh ngọc một ạ minh ngọc chị My mi một ạ mì, -mì. chị mai anh đinh một ạ mai anh đinh chị đang nguyễn một ạ nguyễn và 499.000 đ mươi chị có hai cháu ngoại tặng mỗi đứa một chiếc nè trời ơi đúng là bà ngoại number one chắc người lớn đeo, đeo đôi kiểu vòng đó cũng siêu xinh được mà người lớn đeo được thì con làm thì con thì hai con làm vòng tám đứa làm nhẫn một sợi này á hả nếu như hai con nếu như hai con làm vòng thì được có hai sợi cho con nè còn mà nếu như mà làm nhẫn thì ok chứ vừa làm vòng mà vừa làm nhẫn là không có được Tại vì sợi này nè Sao làm đủ 8 chiếc nhẫn được bà chế ơi <laughs> à, à, Một à, một nạ mắt cho chị em đi à. Trời ơi vải Vải trưởng Phải gọi là vải trưởng bé 18 tuổi <laughs> <laughs> um, mẹ có mà con không có tội nghiệp ok chị hoa nguyễn luôn rồi ok dạ, chú, chị em đi nạ mắt có cô không? nguyễn thảo bán như vậy minh anh con bán nạ mắt nhau thay kiều đó cô nguyễn thảo nạ mắt nhau thay kiều giá web của nó gần 8 xị bảy trăm mấy chục ngàn một hộp xài đi và đắt rất là xa hai nghìn hai mươi bốn hai nạ mắt tặng hai vòng ủa không biết đủ đủ nạ mắt không đó ủa đọc lại nạ mắt cho chị coi ủa nãy giờ chưa để nạ mắt ồ oh, quên nữa chết chết đọc lại em dạ nạ mắt cho chị tiền luôn ạ à. tiền luôn chị thân nguyễn mà Nguyễn Hoa. Trần Ngân 1 ạ. Trần Ngân 1. JC JC 1. JC JC. Lâm Tiết Phương 1 ạ. Lâm Thiết Phương. Bình Ngọc 1 ạ. Bình Ngọc. Mimi 1 ạ. Mimi. Man Đin 1 ạ. Be Nguyễn 1 Be Nguyễn. Andy Trần 1 ạ. Andy Trần. Cherry Lê 1 ạ. Cherry lên. chị Trần Ngân thêm 1 nữa ạ. Trần Ngân thêm 1. Ok. chị Đạt Nguyễn 1 ạ. Đạt Nguyễn 1. Hồi nãy em có 2, em có tặng Ủa ôn nhiêu rồi. Ủa Quang Xí Xí không có đủ nha. Chết rồi, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Chết rồi Mấy chị ơi Nhưng không hết Hết hổ phách cho bé rồi Xì tóc hia tại đây Hết rồi Đẹp quyển thôi là hết rồi Chết 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 rồi Quên 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 Hổ phách cho bé đâu có nhiều Hổ phách cho bé từ từ đợi nhớ Nói chung là 32 sợi á 32 sợi Tại vì ở đây mình để 12 sợi, 20 sợi cho chị Liên nữa Mà thôi bây giờ là tính bán cho khách sĩ á, chào khách đó Là thôi, bắt qua tặng hết luôn Nói chung là 2, 32 sợi đó Tại vì em tính là 12 sợi để bán khách lẻ, 20 sợi là bán cho khách sĩ Nên là nhiêu rồi, 21 rồi Rồi, 21 rồi nói chung là tặng thêm 5 người nữa thôi là xì top luôn Không tặng nữa, má công lố mấy chị ơi Ờ. Um, dạ cô quen con đi rồi à? Đơn cô quen luôn với anh gửi rồi. Mãi thương nha. Chị nghe rồi á, mãi thương nha thế ớn hồn. Um, vòng này xinh quá luôn á, nạ mắt tặng hổ phách tuệ minh. Tuệ minh là khách mới hay khách cũ vậy? Lên số điện thoại dùm em luôn chị. Tuệ Minh lên khách khách mới lên khách cũ không nhớ số điện thoại nha. Uh, men vi sinh cách dùng thì vô cùng đơn giản mỗi hộp men sẽ gói rồi pha với nước đồ ăn hoặc sướng trực tiếp vô cũng tiện <laughs> uh, bữa chị mua cho chị Sunny nó nhìn hoài à vòng tặng chị thêm dây vòng tặng chị thêm dây tặng cho con sinh nhật là sao chị ánh ngô với anh không hiểu Để mà, tôi. nói chung là một sợi này nè nếu như chị ánh ngô á mà muốn cho con mình đeo dây chuyền á thì làm được một sợi là đúng sợi. Còn nếu như muốn làm cho vòng tay thì chị làm được hai cái vòng tay cho con chỉ làm vậy thôi. Chứ còn cái này là nó một sợi như thế này nè đó. Cái này em nói thiệt mấy chị em tặng gì là em, em téo đều teo luôn ấy. Mấy tính tặng ít thôi lò, lòi 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 ra dữ gì trời. Uh, si top he. Uh, Trần Yến Nhi. Dạ, chị Trần Yến Nhi nào, em có một nạ mắt cho Trần Yến Nhi em luôn. Em vòng phong thủy bé đeo để cho bé có nhiều sức khỏe một nạ mắt cho lan nguyễn cho mình coi lại vòng nha minh anh ok chỗ má ơi còn ba hộp mặt nạ mắt hả đây đây mọi người dạ chị em đổi cho chị hoa nguyễn qua vòng cho bé hả chị nha dạ em đổi rồi ừ. Uh. hộ phát cho bé nữa em là hộ phát con gái á trời ơi cực kỳ trong luôn chị nha trời ơi bị dắt một hồi đó là đi một vòng sài gòn luôn ý trời ơi má ơi bởi vì em nói mấy chị là khách nhà mình hơi bị ghê Khách nhà mình là toàn là bùng binh <laughs> Đi một vòng là em không biết luôn ý à, Rất là ngon Vòng cho bé bao nhiêu Vòng vòng cho bé Vòng cho bé là là vòng bé Em đang cầm trên tay hả chị Ai lấy vòng full cho bé em tính các chị luôn 999 luôn chơi luôn Dạ vòng full cho bé là 999 ngàn các chị nha Đây Ok, ai coi like chị lấy thêm một nạ mắt tặng cái dây. À là chị lấy một dây cho chị, một dây cho con chị. Rồi ok, còn hai hộp nạ mắt hết luôn. Uh, kem dưỡng chân xài mềm quá, xài rồi hả? Mới mua thấy xài rồi. Rồi vòng cho bé. Dạ bên em có chương trình nạ mắt xe 499 000 tại hộ phát cho bé luôn. Có đó. cái hộp hồi nãy của chị đâu rồi, để phải để mình riêng cho chị nha. Test lên rồi chị. Ừ, Cũng cái hộp đó là của chị nha, để riêng. Vòng nhiêu rồi Dạ bây em đang có chương trình là này mắc xe 490 triệu Gì tới 35 rồi Chị nói 32 thôi mà Ờ à, Còn bao nhiêu vòng hộ phát rồi Là chị lấy 20 sợi của khách sĩ là của chị Liên Chị chưa có báo cho khách em hiểu không Dưới lại 12 sợi lẻ là mình đang cầm ở dưới đây nè Ở trên lầu còn 20 sợi là 32 sợi đúng, đúng Em đừng có chốt hố nha chết chị á Người mai cách chửi nó hôm bữa cũng cái vụ này chốt điên, chốt đảo luôn chốt trên like vui quá cái xuống like ủa em sao em chốt cho chị cô lên xem phiền trắng mà ở trên like em chốt mà xuống like huyền nó không có trời ơi chị khách chị dựng chị dãy em xong rồi nhắn em một câu một dòng tâm thư nói buồn bé anh rồi tự rồi nói là ưu tiên khách mới không có ấy khách cũ rồi em nói với mấy chị nhiều khi em không phải người chốt đơn nên bởi vậy nhiều khi em tặng em cũng phải đếm nữa em sợ không có hàng á không có quà tặng mấy chị cũng chửi nữa ờ uh, nạ mắt tặng dây bé chị bùi Dương nè rồi còn được hai hai hộp nạ mắt còn đủ không Đếp giùm coi coi ngày mai cái lòi ra chết là vòng đá mặt trăng có viên vàng của bé anh để siêu sang luôn nhen chị em đi trần nhận được rồi hả nói chung là đẹp xinh đó mấy chị thấy không chất lượng không đẹp xỉu hôm nào xem bé đẹp like là bác cứ gửi qua nhà bé ở <laughs> mấy chị sao vậy? Sao mấy chị không nghĩ em thương mấy chị em mới tặng kiểu này. Rồi, ai coi like chia sẻ cho con cái nha mọi người nha. 26 sợi cho bé chị nha. 26 sợi cho bé, ok, vậy được được rồi. Dạ. Được rồi, được rồi, tới đây thôi. Đẹp không? Đó, cho coi nguyên chùm nè. Trời em đâu có nói xạo đâu mấy chị. Em đâu có nói xạo đâu. Em đâu có nói xạo đâu, thề luôn á. Đây nè em có để giá luôn nè giá sỉ nè ấy giá giá này là giá giá lẻ nè 90 ngàn 90 ngàn là một uh, một, 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 một có nói chung là 100 gram á là 90 ngàn là 100 gram đó 90 ngàn nói chung là tính theo một gram đó cứ 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 lấy một sợi cân lên là 40 mấy nhân cho 90 ngàn là sẽ ra cái giá trị bán bán lẻ còn sỉ là giá 60 sĩ là ai chốt từ phải từ 10 sợi đổ lên em tính 60 ví dụ như chị nào mà muốn mua số lượng về bán thì mấy chị liên hệ em nhưng mà dạo này em cũng đang bị mất mối sĩ vì người ta coi like của em người ta nói sao em tặng cho khách rẻ quá rẻ hơn giá em bán sĩ nên là chị cũng có vài người giận em á nên là mấy chị đừng nhiều khi em vậy là được ra đường bịt khẩu trang nhưng ai cũng nhìn mặt mẹ quan âm đeo bình an ngày nào cũng được chắc chết ngày nào cũng coi chắc chết nên chị toàn bận áo ngắn tay cổ tìm ra đường bây giờ em sẽ lỡ hôm nay là một ngày siêu đại tràng từ a tới z về hổ phách rồi đúng không đúng rồi chị ơi mấy chị ơi mấy chị ơi có ai đang còn coi like của em không chị này đang còn coi like cho em đúng chấm tương tác đang thấy mình luôn chị nha đợi em chút xíu ơi chị làm lắc chân chưa lắc chân đâu mày lên cho chị minh nguyễn này nè đợi xíu mọi người dạ chị cần coi thì chàng xin vào nút chấm tương tác trên để em thấy mình luôn à thôi không tặng đâu đâu có khùng nữa trời ơi thôi tới đây thôi tính điên điên tặng tiếp rồi nhưng mà thôi nghĩ lại rồi được chết rồi Ê sao bữa giờ ai cũng mê cái dòng này ha Sao nhiều người hỏi cái dòng này lắm luôn á Nhưng mà thôi đi bữa nào đi mấy chị ơi Hôm nay em tặng nhiều lắm rồi Đẹp không Như quà 20 tháng 10 sớm nè 20 tháng 10 này Coi like của em Có hàng hot hòn hot Mấy triệu đó Nhớ coi like nghe bị ghiền coi like mấy anh xong ao được bé lỡ rồi chơi tiếp tục hiệp bốn á bên anh con <laughs> gì hết lên luôn người ơi tao ta đang vui chơi luôn đi bên anh đeo mặt đều đẹp, vậy em đeo mặt ốc à mà mặt ốc này lâu rồi nay em thiết kế lại tới luôn tới luôn bác tài ơi ạ à. đây cầm giùm coi để em suy nghĩ rồi mọi người Thôi được rồi Em có một cái suy nghĩ rất là táo bạo Mình chơi sớm đi bé Giờ này chị mới rảnh lên coi like nè Rồi ok Để em lên cái này nha hoành tráng Giờ này chị mới rảnh lên cái gì cho nó hoành tráng đi bé đẹp ơi 20 tháng 10 đúng ngày sinh nhật chị Hì 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 chúc chị Lan Nguyễn sinh nhật vui vẻ ha Hôm hôm đó mình lên lên like đi chút sau Dạ bây giờ em sẽ lên cái này nha mọi người ơi Đó Em sẽ lên cái này Mấy chị ơi Đang nóng quá nè Tới đi người ơi Sổ số luôn nè Bây giờ để suy nghĩ Để suy nghĩ Chiếc này em sẽ dành tặng ra cho năm chị yêu dấu Dấu yêu coi like của em Đó Chiếc này em tính bán 2 triệu 999 ngàn Nó là hổ phách mực lạp Mực lạp Tại sao mực lạp? Nó là đi vạn năm Nha mấy chị nha Nó không cần tính theo triệu năm nữa rồi Tại vì nó rất là đẹp Nó lên thành cái màu mực lạp của khoai rồi Má ơi Bây giờ em làm chương trình cho cái này Vài chiếc tặng cho năm chiếc năm ngồi Đó ai coi like chia sẻ Dạ chiếc này quá xinh luôn Chị nha đây là hộp pháp mực lạp bên em luôn ạ à. Nay em sẽ làm với Với gì nhỉ em thấy chị lên ba em thấy chị hoàng thấy chị thủy châu ngồi hủy mỡ hoặc là thạch collagen đi thôi lên hủy mỡ đi nha bị mập mấy hôm nay nhiều người nói mập phải không lên hủy mỡ nha tặng 5 chiếc cho năm chị mua hủy mỡ ok quá wow, sốc luôn á chị đã nói một câu thôi hủy mỡ mua có mấy chục hộp mấy chục nói chung mua hai ba hộp bốn hộp năm hộp không có quà tặng nói thẳng luôn Tặng luôn cho năm chị may mắn Cái nhẫn này Em chỉ có tầm 8 chiếc thôi Nên cái này không có hàng Tất cả đều là hàng đặt hết Chứ không phải hàng mình tự thiết kế Mình tự tự lên Nên nó không có hàng Lố là em hủy đơn Chứ em không có kiểu nín nín em ráng được nha Tặng cho năm chị Ai đang dùng hủy mở nhà em Cho em xin ít cảm nhận đi mấy chị Chị, đã đang sử dụng bộ hủy mở bên em Cho xin cảm nhận trên live luôn chị Ai đang dùng hủy mở Em ai đã dùng hủy mở rồi còn chị thứ 6 thì sao? Vậy tặng 6 chị <laughs> Ai đang dùng hủy mở của nhà Kinh Ly cho xin cờ bình? Dạ em chú thì Trần Ngân hai mẹ đặng 2 giây cho chị nha Dạ ok, chị uh, Trần Ngân Chị Hoa Ngọc chia sẻ là hủy mở uống tốt lắm nè Vừa dựa dán con đẹp da luôn à <laughs> À, không, 10 làm gì có Chỉ có 8 chiếc nhân tặng 2, 6 chiếc thôi là chị thứ 6 thôi Còn 2 chiếc để lại làm vốn mấy chị ơi em em đâu có nói xạo đâu cái này em chỉ có ít à cái đó em chỉ có ít thôi hàng 3 tháng nhín lắm mà đó bây giờ mình like nó hiện mốt nó về từ từ cho hủy mở mấy nay chưa nhận được luôn á chị ơi chị minh nguyễn chia sẻ giờ em lên hủy mở hay collagen thạch mấy chị cho xin comment đi dạ các chị muốn lên sản phẩm này thì cứ bao em luôn chị nha bên em sẽ lên hai sản phẩm là hủy mở và collagen thạch luôn ạ à. mặt đó mấy chị cho xin comment đi hủy mở hay collagen thạch Mạng nó đứng hình hoài không coi được gì luôn á Trời ơi chắc do mạng nhà chị rồi Em thấy vẫn còn người đang coi like Nãy tính tặng 5 người Thôi lên người thứ 6 2, 3, 4, 5, 6 Nha. Cái này nè Cái này nè Thử đi Cực kỳ tốt Hủy mỡ uống tốt lắm Giảm mỡ máu cái này ai có mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ hoặc có những bệnh về nói chung là liên quan là mỡ nội tạng cái này không phải là những người mà ốp những người ốp là người ta không cần dùng mỡ nội tạng là nằm trong cái tế bào mô trên da của mình trên đường máu của mình nên khi các chị dùng hủy mỡ nó sẽ đào thải đi qua đường tiểu và đường phân nhưng dòng này em uống em thấy không có mệt rất là khỏe và đặc biệt cái này nó sẽ có mùi chanh nhẹ nhẹ và đặc biệt trong đây nó có vỏ cây mã đề nó khác hoàn toàn với lại hồi xưa em có like một cái là um, là cái gì quên rồi là cái um, cái đì tóc hồi xưa em có bán một dòng đào thải độc tố thì nó chỉ là đào thải độc tố nó không có vỏ cây mã đề nó không có cây bứa nó khác hoàn toàn một trăm phần trăm loại này khi các chị uống vô nó sẽ làm no trong cái bụng của mấy chị review bên hàn quốc dòng này siêu nhiều và đặc biệt một trăm phần trăm hàng chuẩn một trăm phần trăm chính hãng từ hàn quốc các chị ơi, ai mà uống uống trước khi ăn 30 phút cho em là nó sẽ làm cho mình no hơi luôn. Mình sẽ ăn rất rất là ít. Còn ai muốn sau khi ăn, mấy chị trước còn ai mà buổi chiều á muốn hiệu quả nhanh á thì chiều trước khi ăn 30 phút ngày mình dùng hai gói, nó sẽ hiệu quả nhanh. Còn ai mà không có bị mập mà mình muốn giảm mỡ nội tạng á là mỡ trong máu là gan nhiễm mỡ nhất là những người bị tiểu đường hoặc là những người mà huyết áp á Mấy chị cứ uống sáng cho em trước khi ăn 10-15 phút Là ok, không cần 30 phút Ai mà cơ thể yếu yếu thì uống sau khi ăn Nhưng mà cái này em nghĩ mấy chị muốn hủy mỡ uống trước khi ăn thì nó hiệu quả Ai mẩm mỉm thì uống hủy mỡ ok lắm Giảm cân còn giữ dáng, da đẹp tốt lắm Tặng năm chị nha Hôm bữa bán nhiêu vậy? Hôm bữa bán chị là 750 nghìn Hôm bữa bán tặng là giá chào 750 Nay không có giá 750 đâu thôi kệ đi lai like tối rồi hủy mở uống hơi khó uống chị không thích cái mùi chị yên hoàng ủa sao vậy sao khách em ai cũng nói hủy mở uống vị nó rất là ngon vị nó giống như mùi liếp tông vậy đó nó không nó không hề khó uống em cũng đang dùng mà mình uống đang ăn luôn chị hiệp phan em thấy là hình như tùy khẩu vị có ai đang dùng hủy mở của em mà cái mùi nó khó chịu không em khẳng định mấy chị một câu là tính của em là có sao nó vậy em dùng cái gì em thấy ok và em thấy nó dễ chịu như thế nào là em sẽ nói như vậy còn nếu như em cảm thấy mà không ok là em sẽ không có bán đâu mấy chị yên tâm các em các em thấy cái vị nó ngon mà nó nó giống như liếp tông vậy đó nó rất là thơm nó chua chua nó thanh thanh nha mọi người ai đã dùng rồi ai đã nhận cái này được chưa mấy chị hộp này bên Hàn Quốc bán cho bé anh bèo bèo cũng phải chịu hơn có tí vị thuốc á à, minh anh chị hiệp phan ủa vậy hả em thì em uống ực vô họng luôn chứ em không có uống nhấp 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 em uống là uống 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 lẹ luôn á uống vô trong trong bụng của mình hủy mỡ dễ uống và làm giảm mỡ tốt lắm hình như chị hoa ngọc có mua không chị hoa ngọc có mua, ngọc có mua luôn nè hôm bữa bán vậy thôi hôm nay bán luôn đi 750 trăm năm ngàn năm người đi bảy trăm rưỡi bán tặng xài thử Dạ hủy mở bên em xe kia là 750 k chị nha Có có đô hủy mở tặng nhận hộp pháp mật lạc cho mình Khó uống không? mình anh ơi Tại nó có mùi gần Ủa vậy hả? Có người nói có mùi gần Ủa sao vậy? Em uống sao em thấy nó dễ ẹt luôn á Bỏ vô miệng là ực một phát thôi Chắc là tùy tùy người Tùy, hậu, tùy khẩu vị Em uống thì em thấy rất là ok Em không biết mấy chị cảm nhận như thế nào Ờ... À, Tại vì em uống là em uống vô họng em luôn. <laughs> Quay đều lên cho nó 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 đều cái 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 gọi là cái cái gọi là cái gì quên rồi. Cái bột cái bột bột, mà, bột vỏ cây mã đề á nó uống vô nó sẽ làm no trong người mình á. Có mùi vị hơi giống thuốc thôi nhưng cũng uống dễ mà. Hủy mở 750 ok. Chị dạ, lên đâu hủy mở đi em thì nha 750 ngàn tặng nhận hộp Phật mật luôn à Mặt Phật di là có hộp luôn bác đang đeo có sức khỏe và ngủ ngon hơn. Loại này em bao mấy chị Ai mà chưa uống uống thử Chị Toàn nhắm mắt uống không à Đúng rồi tùy người Tại chị không thích ăn gừng <laughs> Ủa sao kỳ vậy Không có gừng ở trong đó <laughs> Tức quá <laughs> Em không biết làm sao luôn á cái, cái Chắc là Nó làm từ vỏ cây mã đề với lại cây búa Chắc nó là cái vị của cây mỏ, mã đề Hoặc là cây búa Chứ nó không có gừng đâu bà chế ơi Tặng những gì vậy Những hổ phách mực lạc tặng 5 người nha đang vui tặng luôn phong thủy nhà bé anh món nào cũng đeo đẹp đẹp vô cùng may mắn và bị nghiện nữa em cảm ơn chị linh văn đó dạ bên em có chương trình là bột hủy mở là xe 750 k chị nha tặng nhận hộp pháp một lạp luôn à quá là hờ luôn á chị ơi dạ chị lại bộ hủy mở này là có cho em đi kiểm định dùm em luôn á chị nha cực kỳ tốt luôn à lại đây bên hàn quốc đánh giá năm sao rất là nhiều luôn chị nha Bên em đang có chương trình giảm của chị là 750 ngàn tặng nhận hồng phát cho mật lạm luôn ạ à. Ờ, ngày nhận tỳ hưu là ngày khai trương của hàng nhà chị siêu lập lá và siêu may mắn luôn Vị nó giống nước cây mã đề Á à Minh Anh Em cũng lần đầu tiên em uống nước cây mã đề, em nói thiệt mà ờ, chị, chị thấy đúng. ngon mà thơm giống mùi liếp tông ừ em thấy nó giống mùi liếp tông nó có mùi xả nữa đúng rồi nó hình như nó có xả trong đó hay sao chị xem gói bên trong chị võ thị làm cảm ơn minh anh nhiều nhiều vì luôn tỳ hưu mang nhiều may mắn ủa bao nhiêu người rồi tặng mấy chiếc vậy năm năm sáu chiếc thôi nha sáu chiếc thôi à, một phát một là em tặng cho sáu chị thôi các chị nha chị nào lấy thì lên đơn một hủy mở giùm em nhưng mà bảy trăm năm mươi ngàn luôn trời đây ủa sao vậy ta khách em nhiều người feedback lắm á để ngày mai em 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 ê qua giờ là có mấy người nhắn tin uống cái này là uống xong là đỡ thèm đồ ăn luôn ý mấy chị lên xem lễ ngày mai em đăng lên feedback ở trên facebook cho mấy chị coi cái này lúc trước dưới quê hay nấu uống nè em cũng lần đầu tiên uống nhưng mà em uống xong á nó không có thấy thèm đồ ăn em uh, nói thiệt bây giờ là bây giờ nhiều khi like xong là lên lầu là là kiếm đồ ăn ăn nha nhưng mà em uống cái này thì ok đóng đồng rồi bây giờ để em lên có lên sản phẩm chị sư bi lê là mua món khác tàn nhẫn được không ạ Dạ rồi để em suy nghĩ thạch lụ còn không lên luôn mấy hộp thạch lụ đi để lên luôn mấy hộp thạch lụ nè em còn ít đậu ngũ sắc để bàn cưng xỉu chờ nay xuyên cho cảm nhận dữ bà chết ủa em cất lên đó hết rồi hả ủa trong thùng hết luôn rồi hả thôi lấy xuống luôn đi còn có mấy hộp để để like luôn thạch lụ hình như hết rồi thạch lụ hết rồi Gì số 13 dữ vậy còn cherry được nhiêu hộp Like luôn cái này nha mọi người Cây cây vỏ đề là vị thuốc nam Cây vỏ, cây đâu có bồ đề Cây mã đề, vỏ cây mã đề Cherry còn 4 hộp Collagen lụ còn 13 hộp Là còn được 17 hộp đúng không? Dạ, đúng rồi. Phải không? 14 cộng 3 Để em bấm máy tính cái mọi người 14 cộng 3 17 hộp Rồi Em làm luôn cái này Ừ ờ, vậy thôi coi như đứt mã luôn rồi Đem xuống collagen cherry đi Còn 17 hộp Vậy khỏi chân mai trứng khác lên đi dạ. Hết luôn thạch lụ rồi mấy chị Hôm bữa em mua sale Cái này hiện tại hết rồi Cái này dần hộp của nó là tới giá của nó tới 850 900 Cái này em nói thì với mấy chị á Nếu như mà đợt đó mà dịch em đi đường cong á Là giá nó sẽ mềm hơn xíu Có sao nói vậy Đợt mấy chị nhớ đợt không đợt dịch bữa em đâu có đi được đường cong đâu em phải đi bay trời ơi tiền ship khủng khiếp tiền cước máy bay nặng đau đầu luôn á em phải chịu một ít cho khách rồi đó em chứ em nói thiệt với mấy chị nhiều khi cước một số sản phẩm hả nó bằng tiền sản phẩm luôn á tiền cước rất là cao luôn tin tưởng thực phẩm chức năng và phong thủy nhà minh anh mà mấy chị biết không nhất là mấy hàng thực phẩm chức năng này nè là cũng phải kiểm hải quan kiểm rất là kỹ Nhất là mấy cái collagen bột Đợt về collagen bột rất là lâu luôn Ai đã đang ăn dùng collagen lũ của em rồi cho xin cảm nhận mấy chị Chị em đi chừng, chia sẻ là collagen lũ đây chị thích lắm luôn à Cực kỳ ngon Ủa Tốt ghê vậy đó cái hộp đang ăn Nó bị mất tích rồi Phải không Cái hộp đang ăn Bình thường Cái hộp đang đó ăn nó nó, nó 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 còn nó còn cherry rồi Vậy là chị ăn hết lũ rồi Hết lũ rồi Đây Ai đang ăn thạch collagen lụ cho xin cảm ơn luôn mọi người Giờ dạ, chị Tiền luôn chia sẻ là thạch collagen lụ ăn ngon lắm luôn à Đây. Thôi đừng bắt ăn nữa mọi người ơi Chị là để dùng, chị là để dùng thạch collagen lụ lại mới này bên em sẽ cảm nhận trên like luôn chị nha Ngon cực kỳ luôn á Nó đúng Nói chung nó đúng cái vị của nó rất là ngon Chị Hoa Ngọc chia sẻ là thạch lụ ăn ngon lắm luôn à Căm bóng và mịn màng sáng da luôn chị nha Lụ này ăn siêu hiệu quả, nó không phải là lụa mà có 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 ngọt đường từ lụa, mà nó được làm từ lụa lên men nên cực kỳ tốt cho tuần hoàn máu và đặc biệt là chống oxy hóa cho da. Trong đây nó có collagen, nó vừa là thạch mà nó vừa là collagen mà nó còn có một cái chất nó làm cho da mấy chị căng bóng. Nên khi ăn cái thạch lựu này nó sẽ làm căng bóng da mấy chị da mấy chị rất rất là đẹp. Cái này hôm bữa mình bán nhiều vậy? Hôm bữa mình tặng chị là đợt mới vào là 650 chị. 650 000 à, Đúng rồi. <laughs> chị mấy Ngọc chia sẻ là thạch lựu ăn là ghiền luôn à. Thôi còn mười mấy hộp bán bỏ mã luôn. Tại vì hiện tại cái này hết sale rồi. Khi nào sale em sẽ nhặt lại cho mấy chị Hoặc có cái gì mới sale em sẽ đem về Thạch lựu này mấy chị bỏ tủ lạnh ăn cực kỳ ngon À mới ăn chua quá như đẹp da mịn màng căng mượt còn năng nở cơ mang lưu thông máu huyết Chị chị Hoa Ngọc nó chua hơn loại cũ nhiều Không phải chua ít đâu mà chua nhiều Tại vì cái chua của nó nó được lên men Nên là những người nào những người nào mà mình 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 mình, mình bị gọi là da mình bị chống không không có được bị xạ, nói chung là sạm á ăn thạch lựu da sẽ được nâng tông một chút tại vì nó được lên men và đặc biệt nếu như ai mà ăn trước khi ăn sáng nó sẽ giảm cân tại vì thạch lựu này là thạch lựu cô đặc luôn cái loại cũ củ của em trong cái hộp tròn á thì nó còn hơi ngọt ngọt nít ăn được nhưng loại này em nói mấy chị cái độ chua của nó nhiều hơn nên là cái này ăn một ngày dùng đúng một gói hôm bữa em nói lộn á một hộp của nó chỉ có 10, 10, 15 gói thôi 15 thôi Em nhìn là 20 gram nên em đọc lộn 20 Hộp có 15 mà đúng không? Đúng rồi, chị ơi. Hộp nào cũng có 15 à Em nói lộn á chị chị đẹp Ai lấy uh, vị tự nhiên nên không ngọt gắt Ai lấy comment nha Hôm nay em bán cho chị nhiêu quên nào Huyền ừ. Tính mấy chị uh, uh, 500 ngàn Ai lấy hai đi Tặng cho một là thành ba luôn rồi tặng cho một cái nhẫn luôn Ok Mà nãy là hứa tặng có 5 người Nãy có người lấy phải không? Đúng rồi chị ơi 6 người Rồi còn 5 chị nữa là hết luôn Ok Dạ lên đơn thành lựa dùm em đúng chị nha Xeo chị là 500k một hộp luôn à Cái này là hiện tại đang cháy Mật lạp là nó chỉ tặng có có 5 người nha, 6 người đi. Hì hì chị ăn sau ăn trưa sợ sốt ruột lắm, hì hì ăn à, ăn thạch ok hơn. Nói chung là ai muốn giảm cân thì ăn trước khi ăn sáng tại vì em nói mấy chị, cái độ lên men của nó cực kỳ ok luôn. Nói chung nó sẽ làm đẹp da và đặc biệt nữa nó chống oxy hóa cho mấy chị. Ngon, thơm. Ai lấy nha được còn ba được năm chị thôi đó. Cái này nè, thạch lựu đều được năm chị nha mọi người nha. Dạ lên tới thành lụa giùm em chị nha. Hôm nay bên em sale chị là 500.000đ một hộp Rồi Muốn đọc đi em. Thạch một luôn à. Thành lụa em có chị Hoàng Hà An hai thành lụa có đơn à. Hoàng Hà An có. Chị dạ, chị Hướng Dương hai thành lụa à. Hướng Dương có hai thạch lụa tặng một. chị Lâm Tuyết Phương hai thành lụa à. Lâm Tuyết Phương hai lụa tặng một. Dạ 500 ngàn một hộp giùm em đó chị nha. Mua hai tặng một. Ủa mấy mấy chiếc à. nhẫn rồi, mấy chiếc nhẫn rồi. Nốt lại. 4, rồi. rồi, 4, rồi Sốc quá mà chị hết tiền rồi. Ước gì. Cái này là có ít tặng chớ cái này là hết 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 ngon nha mọi người ngon nha trời ơi xin đi trần ăn không nữa <laughs> còn được uh, hai liệu trình nữa hết uh, thạch trước thạch trước khi nào sale là sẽ đem về thạch trước em cũng thích lắm á thạch trước ngon mà thạch trước con nít ăn được còn thạch mới này con nít ăn không được tại vì nó được lên men nó sẽ hơi chua con nít ăn là nó ứ ừ ư, ư liền chỉ có người lớn mình ăn thôi và một hộp 15 gói một ngày dùng một gói nha mọi người ha. Còn thạch kia là con nít ăn được. Thạch kia tại vì nó ngọt ngọt, nó thơm thơm. Còn thạch này là lựu cô đặc nên là nó nó đậm vị luôn ấy. Các chị mở cái hộp lựu này ra đi. Nó 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 sẽ kiểu nó đỏ, nó đỏ sầm luôn ấy, nó rất là đậm. Tối nay máu quá luôn á, thành lựu collagen mẫu cũ ăn ngon đẹp da. Nói chung có nhiều nhiều người chưa ăn loại mới, có nhiều người ăn loại mới rồi. Nên em bán cũng tùy đợt, giả sử mai mốt nó còn có loại mới em về mấy chị loại mới. Nói chung là em canh hàng sale nên em sẽ về hàng mới liên tục liên tục á. Tại vì nó nó hết, nói chung là em sẽ kiếm cái nào hot hay nhất em gom về cho mấy chị. Bé nhà mình thích ăn thạch lựu hộp tròn á mấy anh để em hỏi khi nào có về lại cái hộp đó em like cho nhiều người cũng khoái cái hộp đó <laughs> tại vì có một nít nó ăn được còn cái này là người lớn ăn thôi tại vì nó được lên men loại đó thì nó không có lên men nhưng mà loại đó con nít người lớn đều ăn được thạch kia bỏ tử lạnh là, ăn ngon nhất nách rồi vậy qua nha một luôn chị nha. rồi qua đây má cái ôm ờ, gọi là má ơi cái like này là cháy hết mình cháy hết nóc ai để xem lại nhẫn nè Khách hỏi cho coi lại nhẫn đi Dạ ơi, à. bên em là tên tặng nhẫn hộ, hộ pháp mật lạp giùm em luôn à Lên Em nói hôm nay mà ai nhận được cái chiếc này là gọi là tối cổ luôn á Gọi là người à, Vì nó có giá trị mà Hôm nay là bị tưng tưng bữa Nên hôm nay ai mà coi được like là ok Quá hay là quá rẻ Em nói mấy chị nhiều khi mua hàng em không được nhiêu tiền mà còn được tặng nữa Cái nhẫn Nó là hổ pháp mật lạp á chị Hiệp Phan Đẹp lắm chị Hi Phan ạ. À? Trời quá xinh luôn chị nha, đây là nhận hộp phép một lạng bên con. Con 4 à phải không? Rồi. Còn 1 chiếc cho một chị cuối cùng. Đó. Đây. Đẹp lắm. Giờ dạ, hôm nay chị nào có tơ thạch lự hoặc là tơ vị mở set ăn được được tặng nhận hộp phép một lạng chị nha. Tát lự này ăn đẹp, màu đỏ đậm nên ăn chua chua, Nói chung rất là ok. Sử dụng thực phẩm chức năng nhà bé Anh là chị có mai. Dạ em cảm ơn mấy chị nhiều. Nói chung là đẹp lắm. Nhận tối nay xinh quá luôn á chị Andy Trần. Em nói mấy chị với em có tiền em tậu từ 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 từ, từ mỗi thứ em từ Em nói thiệt với mấy chị á Nếu như ai mà đã bắt đầu mua phong thủy hoặc là đã bắt đầu đu theo phong thủy rồi Là có phải bị cái bệnh như em không? Hồi xưa em nói thiệt với mấy chị là dòng vàng đeo cổ là em không bao giờ đeo Ngứa lắm, khó chịu lắm Tại hồi xưa mẹ em toàn mua chúng hàng giả không mà ham rẻ em nói thiệt Hồi xưa nhà em không có tiền Mẹ em thích uh Nói chung là 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 không phải là nghèo khó nha, nhưng mà kiểu như là tiền tiền là ba mẹ em là chắc chiêu cho em đi học, rồi ăn uống cho con không bao giờ tiếc một đồng. Nhưng mà kiểu cũng bị kích thích cái sự rẻ. Thấy người ta bán, người ta chào là mẹ em hay tin người lắm thiệt á bà kia bà nói cái này nè hàng xịn nè đang sale là mẹ em cứ mua thôi chứ mẹ em không có đi hỏi không có đi kiểm tra gì hết toàn là bị đeo chúng mấy cái giả nên là về đó bị ngứa nó bị nổi sảy cái từ lúc đó là mẹ em không có cho cho em em đeo dây chuyền cái tên đó đến lúc lớn lên sau này nè bắt đầu lớn nè bắt đầu như em bây giờ nè em bắt like phong thủy từ, từ 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 em mang thì em mới biết là ủa em đâu có gì ấn với bạc hồi xưa mẹ em tưởng em bị dị ấn với bạc nhưng thật ra là mua chúng bạc giả là người ta mạ bạc thôi bên trong của nó là đồng hoặc là nó si nên có những người mà người ta đeo bạc bị ngứa là do là một trăm phần trăm không phải là bạc mà có hàng si trong đó nhưng nếu mấy chị mang bạc ý hoặc mấy chị mang bạc thái chín hai năm mà đúng là bạc chín hai năm nha thì mấy chị sẽ không có bị ngứa em bảo đảm mấy chị luôn tại vì cái người của em rất nhạy cảm em đeo chúng hàng giả là em gãi liền luôn cổ em nó đỏ ơi là đỏ lên luôn á nên chị nào mà có con của mình mà mà sợ bị dị ứng với bạc Mấy chị đeo thử bạc nhà em Khẳng định mấy chị sẽ không bị ngứa đâu Em em dị ứng mà Nên là mấy chị mang sẽ không có bị <laughs> Bảo đảm Ờ à, Nay có về thêm đồ ăn gì không Minh Anh để em lên tí ít đồ ăn bạc giả đeo ngứa kinh khủng đeo vài ngày đen thui lui luôn <laughs> đúng rồi đó ê ê hồi nãy mày làm mấy cái chiếc lắc chân á cho khách xem luôn ơi huyền Trời ơi Cái nhẫn hổ phách Mexico đẹp Mai lấy đều Đó Đủ nguyên bộ luôn điệu điều điệu điều Em mang nè đó Mấy chị thấy không Từ từ đợi xíu Em mang nè mấy chị Đi tắm thoải mái Chị Xu Binh Lê Chắc cái đó em không áp dụng được với nạ mắt rồi Tại vì cái nhẫn đó nó mắc quá à Thạch lụ em bán là em bỏ mẫu luôn á Tại vì em hết hàng sale rồi Chị Xu Binh Lê thông cảm giùm bé đẹp nha Bạc nhà bên Anh đeo sáng đẹp lắm Hai mẹ con chị cùng đeo vòng bên minh nè Dạ Đây Như lời đã hứa <laughs> Em đã lên lượt vài chiếc Cái này là làm lắc tay cộng lắc chân luôn đúng không Huyền cái này làm lắc tay là và lắc chân được luôn nè, đó. Snown, snown. Trời ơi, cái này nó kết hợp với pha nữa nha ơi. Đó. luôn Cái này là là collagen 5000 có được tặng những không? Collagen 5000 còn đâu nữa mà tặng. Collagen 5000 hết rồi. Hôm bữa nay em nói còn còn nhiêu lại hết luôn. À thấy mạng cuối cú này này. <laughs> à đó. Cái này là lắc tay cộng lắc chân Có bột chiên giòn kìa đâu có đâu Cái bao đó là cái bao uh, bao gì quên rồi Trà tiso á Cái này là lắc tay cộng lắc chân nè Cái này là lên bạc nha Rất là đẹp chắc chân này xinh quá đáng Chắc chân Cái này là lắc tay cộng lắc chân Em làm cái dây nới nè Tại vì em mới lên thử vài vài kiểu à. Cái này là pha lê nha mọi người Em đang lên em đang lên cái chiếc này Là em lên bằng pha lê đó Chứ em không có lên bằng đá Cái này em lên pha lê chứ em không lên đá nha Tại vì em thấy pha lê lên Cái lắc nó đơn giản này nó đẹp Thêm chiếc nữa nè Cái này tay ha Kiểu không cao nhưng ai cũng phải liếc qua Mấy chị không tin chứ mấy chị thử đeo Lắc chân pha lê đi bảo đảm ta nhìn liền Xinh lắm á Xinh lắm á Cái này tay hoặc chân luôn nè Ở bên à, em nghiên cứu ở nhiều chỗ á, Nó cũng làm kiểu này nè nên là em cũng học hỏi được chút chút á mấy chị dễ thương lắm dạ chị thấy đẹp cho xíu cảm nhận trên like luôn chị nha sang lắm dây chuyền bạc đen xá lắm đeo không lo bị ngứa và chuẩn bạc luôn đừng ai dạy mà dính vào bé đẹp bị dính rồi là chỉ ghiền thôi đây nè mọi người đẹp không cái này thì là lắc tay hoặc lắc chân nha mấy chị ha đeo rất là dễ thương luôn tay hoặc chân nếu có gửi hàng cho chị nhớ cho chị vài sợi dây để xỏ chiếc vòng đá vì nó bị đứt ok chị loan phạm chói lá một góc trời để đeo thử lên cho xem nè đây. đây là lên tay nha thử lên tay cho mấy chị coi dễ thương lắm á pha lê em có nhiều chị khách thích sự nhẹ nhàng nhẹ nhàng như thế này nè cái này là chắc kiểu chị tiên dương á hợp phải không cái Đúng gu và tiên dương <laughs> thích sự nhẹ nhàng như vậy được chưa đó nó như vậy nè mọi người đó, mọi người thấy không Trụ sáng lắm chứ bộ Xinh xỉu luôn á trời Đẹp ha Dây bạc đeo sáng bóng bên làm dây to hơn tí đi Minh Anh Em không có dây to hơn Tại vì dây to hơn á Em không có gài được với cái khoen này Cái dây này là là Chỗ phong thủy nào nó cũng làm dây này à, Tại vì em nghiên cứu rồi Cái dây này là dây dày á Chứ không phải dây mỏng đâu Cái dây này là dây dày á Dây loại dày á do nhìn ở trên like thôi chết rồi cái nhẫn hũ phách đang đeo đẹp dữ trời <laughs> hồi nãy đang tặng một triệu chín trăm chín mươi chín ngàn đó hai triệu rưỡi tặng 1 triệu chín 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 thực phẩm chức năng và phong thủy nhà minh anh cái nào cũng ok hết hay giờ bà trắng nên nhìn sang quá nè không có đâu dễ hương lắm đẹp không và chị thấy chị là thấy xinh chị thấy cảm nhà trên like luôn chị nha xinh không dễ hương lắm á dễ hương không cưng không đeo chiếc nhẫn chói lá quá trời ơi chị chị gì quên rồi chị chị gì quên rồi chị chị, chị, chị Như hình. tạo một chiếc chị vô hình quá xinh lúa chị nha đây là vòng mình kết hợp với pha lê giùm em luôn à dạ ok chị Lan Nguyễn đó lên đủ một bộ xin xinon <laughs> bây giờ mình lên thử cái lắc này đi ơi công nhận kiểu này đẹp á dễ hôn bạc tay ai trắng đeo không, thật sự tay nào được đeo cũng đẹp hết á Tại vì pha lê á Nó lên nó dễ thương lắm, nó trắng lắm, mấy chị, nó sáng Cái này em tự làm nha, hàng thiết kế luôn Mốt mà nên bán luôn tẩy lông luôn đi Chị xài combo trắng nha, em trắng rồi Mà tay tàn lông do uống biotin á À, để để mốt về việt long nha Triệt lông để kiếm cái hãng nào ok xíu Đang kiếm cái chai xịt Cái gì quên rồi Xịt trị gầu với mấy chị đó Hôm bữa để đặt rồi Hôm bữa đặt rồi Mà không hiểu sao công ty nó không giao Qua Seoul Nên là chị chị đợi Em tưởng là về hàng rồi mà nó, bà nói là chưa có gửi cho bà Nên ngày mai em phải đặt lại Chị hai chiếc rồi nè Chè ngôi uổng quá hà Trời ơi bây giờ là cứ nó cứ qua Mai qua lấy VIP 2 luôn Minh Anh Còn không người đẹp chị Huỳnh Ngọc Yến Còn VIP 2 còn đụng chiếc đang mang trên tay Dưới ở trên lầu còn đựng ít Đúng rồi á à, về tẩy lông đi Cái này hơi dài, Vip 2 là 1 triệu 999 Đây đang mang trên tay Vip 2 1 triệu 999 nè Dạ Vip 2 là 1 triệu 999 ngày dùm em nha chị nha Quá xinh luôn á chị ơi Đây là nhận hộ pháp ca Nhận hộ pháp ca dùm em đúng chị nha Đẹp sang ha Hôm nay bên em ra lần với chị là 1 triệu 999 ngày luôn à Đó Đó Rồi Cái giờ hơi dài để mình bắt chân á chị cái dây này là dây Huyền nó làm hơi dài xíu Tại vì nó thử lắc chân á Nhưng mà cái này mình làm tay cũng đẹp Trời dễ Hương quá Hiền Lên nó xinh xinh không Cái này à, làm làm kiểu này cũng đẹp ở Dễ hương quá trời Dễ thương ha Dạ chị nào thấy đẹp cái xích đẹp hàng trên like luôn chị nha Đó Cái này thì nó làm dài để mình làm cái lắc chân á Để em thử lên chân đi Có cho chiếc của Minh Anh đang đeo đi nha Minh Anh Ok chị Huỳnh Ngọc Yến Vậy chị Yến lấy đúng không Yến lấy chị Yến lấy ghi dùm em là nhận hổ phách VIP 2 nha Hồi nãy em tặng 1 triệu 999 Lấy hôn của mình anh Tối nay nguyên lai like hổ phách hot chịu không nổi Xỉu, xỉu ngang đi ngủ Thôi à, kiểu này hôm nay có mặt nạ mắt rồi Hôm sau coi like là cứ vừa coi like vừa đắp mặt nạ mắt thôi Bảo đảm mắt không có bị thâm à, Hết tiền chia sẻ cho chị Minh Anh ơi Thì ngắm cho đỡ ghiền Tay bé đẹp tuyệt vời Chắc tay em mặc với chị Bùi Duong cái xịt gầu Xịt gầu là để ngày mai điện lại bên công ty bên đó Tại hôm bữa đặt rồi mà sao nó không ship qua bên CU nên em cũng không biết nữa Cái xịt gầu đó nghe nói hộp ok đó 1 triệu 999 nha 4 số 9 mới đẹp nha 990 hết đẹp rồi nha Vậy nhận hộ pháp mạng số 2, chứ chị Ngọc Yến triệu Ê, Cái này lên lắc chân đẹp, à. đẹp mày Đúng rồi chị, chân xinh lắm Này tay chân gì cũng đẹp hết đó Ê lắc chân đẹp nha mà chân hơi bự nên là không có dơ lên like được Đây Đó Đây Từ từ mình cho coi sơ sơ thôi nha, đừng có ai nhìn cái cặp đùi của em, đùi của em bây giờ là chịu xin lỗi chịu không? đó, đây, đó mấy chị nhìn vậy đi được không? thấy không? có kỳ quá không ta? thôi mấy chị ơi, em hơi thật tế một xíu nhưng mà hơi thô, thôi xin lỗi mấy chị nha. <laughs> tính ra biết Minh Anh trắng sáng may mắn chói lóa nè, đó, đẹp không? Cái dòng này thì đơn nhiên rồi Nó tụ hợp bao nhiêu thì đơn nhiên giá nó sẽ ok rồi Nếu không vừa tay làm vừa lại được không Vừa Chắc chắn là vừa Để chị cho nè Chờ xịt gầu cả đợi thanh xuân Để xịt gầu về báo Ngày mai để để hối gọi bên đó coi coi làm sao Mỗi ngày chờ Minh Anh like để chia sẻ cho Minh Anh Cảm ơn chị Hiệp Phan rất là nhiều luôn Có thuốc chống rụng tóc không Minh Anh? Dạ có chứ chị Loan Phạm Chị Loan Phạm ơi Coi like mấy anh đi Uống cái collagen của mấy anh đi Hiệu quả lắm Đây mấy chị Đây nè Đây nha mọi người ha Cái này nè Đây Mình đẩy ra đẩy vô được Là nó vô cái khất tay của mình được á Bạc mà nó rất là mềm, nó sẽ mềm hơn Hơn là là vàng cái này là cái khớp nè Mình đẩy ra mình đẩy vô theo bên trong cái tay của mình được nha mấy chị ha Đó Đó mấy chị bóp vô Vậy nhẫn bên em là nhẫn đi nới chị nha Ni ta nằm cũng mang được luôn ạ à. Đó mà chị Huỳnh Ngọc Yến cỡ chị không Nhưng mà tay chị đó cỡ chị thôi ừ, Tay chị đó cỡ chị là vô chắc Đó 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 em bóp xong giờ em hết vô nổi Đó chết chết mỡ rồi Đó Nói chung là nó nới ra nới ra vô được Ví dụ như đây nè Ví dụ như chị mang mà to Chị thích to thì chị nới ra Chị thích bóp Chị mới thích nhỏ thì chị bóp vô Cái này là nó ni nới nha Nó nới ra nó nới vô ok thoải mái nha Đợt này hàng thiết kế xinh xỉu Em nói thì với mấy chị á Hồi xưa ước mơ của em là làm thiết kế quần áo Nhưng mà thôi Ông trời chọn em thiết kế phong thủy thì ok <laughs> Mốt em sẽ thiết kế thêm mấy món phong thủy mới nữa Hàng này mấy chị đi mấy nơi không có đâu Tại vì mẫu này thiết kế Ý mẫu này là đúc nè Còn mẫu này là thiết kế nè Cái này là vẽ vẽ nè Đó vẽ nè vập gặp vập bốn cháu vô nè Bốn cháu thì mình mang á, em chỉ mấy chị Rất là dễ Ví dụ như ai mà đã có cái khuôn bốn cháu của em đẹp vậy rồi Tại vì em làm là em tính luôn Trừ hao Mốt mà mang chán đi ra tiệm bạc Đổi và mua cái viên ruby Gắn viên ruby vô Hoặc thích thì gắn viên sapphire vô là mình mở bốn cháu này ra mình gắn vô rất là đơn giản luôn đã có cái vỏ này đẹp rồi ví dụ mang chán hổ phách nhưng mà em nghĩ hổ phách mà mấy chị mang như vậy nè thời gian nó lên nước đẹp lắm mà khi mà mấy chị mang hổ phách mà mang bạc á đừng có kỹ quá đừng có mang xong cất cứ rửa nước thoải mái cho em tại vì rửa nước nó sẽ lên nó sẽ làm trong cái viên hổ phách hơn nữa chứ đừng có mang rồi cất 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 nhiều khi mấy chị cất á mồ hôi mấy chị xong mấy chị cất vô hộp á nó bị hầm bí nhiều khi nó còn đen cái nhẫn mấy chị cứ để bên ngoài bình thường á lâu lâu mấy chị uh, lau lau với lau bạc hoặc là mấy chị rửa qua nước là ok nha rồi đó Ờ uh, những đẹp mà hết tiền mua chỉ ngắm thôi <laughs> dạ sổ số đi bé đẹp rồi đi ngủ <laughs> về rất là lọc lá phối đồ ăn lên nhìn viên tẹp quá trời ơi em cũng thích chữ viên tẹp ê cái này nè ngày mai rảnh ngày mai like cái uh, cái này nè Mai đánh mai lấy này xong Mai làm thêm mấy chiếc phai lê nữa Chị đang ghiền chiếc nhẫn mã ba mà chốt không kịp Mai gọi khách không được hú nha Trời ơi, chị Hướng Dương đó là bảo đảm chỉ chốt Phải không? Đúng rồi chị Chị Hướng Dương đó chỉ mê phong thủy lắm Nên <laughs> là chị không có xả đâu <laughs> Em biết tính Collagen 1 ngàn, 5 ngàn, không còn một hộp Hết rồi hết xà xa xanh xanh rồi để bây giờ like nha Mẹ bây giờ vũ, Tuyết, hỏi cái cô đây nè vũ tiết nhi hủy mở là hộp này nha hủy mở là hộp này nha chị vũ vũ tiết nhi ơi mai nhớ nhắc chị nha lọc ba người tặng không hơi quên nữa rồi bây giờ cuối like làm chương trình cái hả mình say đi chứ mình sổ số, số mệt sổ số, số giờ này còn có mấy người coi like ai có nút chia sẻ nãy giờ là mình vô mình quay do chị làm công ty nhật á minh anh hay bụng váy dài đeo vòng nhà em chuẩn không cần chỉnh luôn á <laughs> có ai hỏi vòng của chị chưa chị giới thiệu qua trên kênh ly giùm em đi giới thiệu giùm em đi có đúng nhiêu đây người chia sẻ không hiện lên người chia sẻ mới quay được chứ mệt quá buồn ngủ quá sổ số đi ôi sổ số đi quay mắt công mệt đó giờ sổ số đi nha còn nhiêu người chơi bao nhiêu người chơi rồi tặng đi một cái sổ số trong livestream ngày hôm nay ờ quên nữa trời cái vitamin tổng hợp này nè em có em để ở trong nhà của em em nói thiệt mấy chị đợt đợt bên hàng gửi cho em á mà 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 em không không nhớ luôn ý hôm qua em lục ra mới nhớ nó nó nằm ở nhà em làm hôm bữa em đưa hình cho mấy chị coi vitamin tổng hợp nè đó bữa ai chốt vitamin tổng hợp là cái hộp này nha cái hộp này là chị gửi em là phải 3 4 tháng ngày trước rồi, bên hàng gửi rồi mà em không nhớ luôn á. Đắt này còn được tháng 5. Còn vitamin của mấy chị là đắt mới 2023 2024 nha. Đắt mới không à? Mệt chưa làm phát cho vui nè, tối nay hot quá chè nhớ lát lên đồ ăn nha rồi. Ok luôn. Lên gì mày? Lên sổ số chị ơi. Rồi sổ số. <laughs> Thôi, tạm hoài khổ. <laughs> Mang vi xin uống mỗi ngày tốt lắm Giúp ăn mau tiêu để chị được lên công ty làm lại Ok chị Annie Trần Kéo cho em mấy chục người vô coi like em nha Rồi em sẽ sổ số Em tặng cho một chị cuối live stream ngày hôm nay Ủa mấy giờ mày 11 rưỡi 11 giờ rưỡi rồi Tặng cho một chị đứa hay dòng đi Đứa hay dòng đi Thôi không cần đưa khay vòng đâu, cái vòng pha lê hồi nãy đâu rồi. Cái vòng pha lê nữa. Pha lê tắt chân lắc, lắc tay á. Đây chị ơi. Đây. Cái lắc tay đâu rồi? Cái lắc tay. Chị... Lắc tay chị lúc mà em tháo cho chị mà chị đâu có cầm đâu. Em tháo, em tháo. Thấy không? Lần nào <laughs> mẹ cũng không chị. nhớ đó. Rồi. Đây. Tặng luôn nha. Đây, tặng lỡ làm cái pha lê tặng cho anh chị một chị duy nhất mật ong mama chê uống trị đau bao tử đó rồi đó em thấy rồi bây giờ em sẽ lên cái này dạ chia sẻ la like giùm em đúng không chị nha ok dạ rồi dạ, chị phải có chia sẻ la like có tính là hợp lệ giùm em rồi bây giờ lên cái này nha mọi người nha dạ chứ sổ số luôn chị nha chị đang còn coi like chấm bài tương tác giùm em luôn à tặng trời ơi tặng một chị một chị thôi một chị thôi nha mật ong rừng uống thơm ngon hết thôi giảm đau họng con đẹp da thôi được rồi tặng bà trần ngân luôn đi em ghi tên trần ngân đi bả dài quá rồi bả minh anh ơi minh anh à không <laughs> rồi ghi vitamin tổng hợp tặng bả đi em đi <laughs> trần thích nè rồi tặng một chị nha nha cuối lại và phần chi sẽ tính là học lợi giùm em luôn á chị nha bây giờ lên cú pháp nè cứu pháp cho em nè ghi cho bé anh nè ok ghi ghi cho chị chị trần ngân rồi nghe người người đẹp ơi rồi lên cho em cú pháp ghi cho em mã 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 cho em là mã mã lọc đi mấy chị lọc kèm hai số may mắn nha mấy chị nha Dạ lên đơn mã lọc kèm theo hai con số may mắn dùm em luôn rồi à. Các chị sẽ nhận lắc tay này với giá 0 đồng đúng không đồng luôn chị nha. Không đồng không tính tiền, tặng một chị may mắn trong livestream ngày hôm nay. Lọc kèm hai số may mắn nha mọi người nha. Lọc kèm theo hai con số may mắn là các chị nghĩ là đúng dùm em luôn ạ. À. có thích chia sẻ lan mới tính là học lệ luôn chị nha. Con số gì đây là con số gì đây? Từ từ từ, từ để coi coi. Dạ lên đúng cú phát dùm em ạ. À. Lộc kèm theo hai con số may mắn. Lọc kèm theo hai con số may mắn các chị sẽ có Có người trúng chưa? chưa? Chưa mà phải không? Chưa ừ. người trúng. Mà, mà nó nhảy dữ quá. Rồi còn anh dữ quá sao mà coi được mấy chị từ từ đợi em tí thôi. Dạ lọc kèm theo hai con số may mắn giùm em luôn chị nha. Các chị sẽ nhận được chiếc vòng này với giá không đồng luôn à? Có người trúng luôn rồi. Biết ai rồi đó. <laughs> trời ơi, Ui là trời. Mới nhận phong thủy của mình xong có lọc. <laughs> có người trúng quà tặng của em rồi có người chống quà tặng của em rồi em tặng cho chị này rồi hôm bữa cũng mới được tặng ha phải không phải chị này không bởi vậy ai mà đã được tặng quà của em rồi là có cái nừng là tặng hoài luôn tặng cho một chị may mắn trong livestream này đó chính là chị 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 đây đó chị Dạ có vừa trúng thôi chị chấm bài giùm em chị nha Chị Trúc An số 45 Có nút chia sẻ hợp lệ cứu pháp Tặng chị Trúc An sợi dây lắc tay Pha lê trị giá không đồng nha Chị Trúc An nha Chúc mừng chị Trúc An nhà mình chiếc lắc tay pha lê này luôn à Đó Trúc An nha Rồi xin thuộc về top 2 và top 3 Sunny Trần hẹn mấy chị một cái ngày nào đó Gần nhất không xa nhận quà của Kinh Ly Đó tặng cho chị Trúc An trong livestream này Đó chị này cũng hên ghê Hôm bữa coi like xong cái được tặng tặng Rồi nay được tặng nữa uh, Chiếc này xinh quá luôn á Chúc <laughs> An thấy comment nha vậy chúc không chị chúc An nhờ chiếc tay lên này luôn chị nha Thôi kệ ngày mai mình lên mấy chiếc nữa Cho khách ghiền chơi Mai lên mấy chiếc nữa Cho khách ghiền chơi Mỗi ngày đeo một chiếc một chiếc cho cho có này có kia Xinh á dễ thương á Trời ơi tôi mém mém kìa Bởi vậy mấy chị ơi ráng đi chơi like từ từ chúng tiếp nha Thôi mình like tới giờ thôi Hẹn mấy chị gặp lại vào một cái livestream uh, Gọi là livestream gần nhất Không ngày mai ngày mấy rồi Mai là ngày 17 rồi chơi. Mai 17 rồi Mốt 18 rồi. Mốt 19 rồi Ngày mốt là 20 rồi Đó Ngày mai ngày mốt ngày mốt ngày kia nhớ nha Nói chung là trong cái cái tháng 10 này là là rất là nhiều và sẽ may mốt là sẽ có cái ngày sinh nhật của em. Cũng gần đây thôi và sẽ có thật nhiều quà tặng đến cho tất cả các khách hàng coi livestream của em. Hôm đó em hứa hẹn với chị một ngày không xa mình sẽ bùng nổ ha. Ai coi livestream nhớ theo dõi livestream của em mỗi ngày. Bên em thì bây giờ là buổi trưa thì ít like hơn một xíu nhưng mà chắc sẽ qua vài tuần sau ổn ổn tình hình xíu mình bắt đầu mình like buổi trưa thêm. Đó <laughs> Trời ơi thương quá à. Khách hàng mà ai cũng nhớ ngày sinh nhật của em hết <laughs> Ok Ok Hẹn một ngày không xa tháng 10 là tháng đẹp của em Nên là mấy chị nhớ coi like Và sắp tới sẽ có nhiều cái hot hot hit lắm Nhớ nha Coi like biết đâu được Mình lại có lọc 18 là ngày sinh nhật của chị đó Minh Anh chị Loan Phạm Thế thì ngày 18 chị Loan Phạm vô coi like Em tặng quà chị Loan Phạm nha <laughs> Bye bye Nhớ nha ngày 18 vô like Vô coi like đi em thấy chị em tặng quà <laughs> Nay vậy chưa từng bùng nổ à, 18 là ngày sinh nhật Dạ chúc à, Từ từ bây giờ nó mới hiện comment vậy Tạm biệt bye bye hẹn gặp lại Hẹn gặp lại bé sớm nhen Ok chị Annie trần Bye bye nên à, nay vậy chưa bùng nổ hả Minh Anh Mai mốt bùng nổ nữa hả Không Cái này là ngẫu nhiên Còn cái kia thì nó sẽ là một cái gì nữa <laughs> Nói chung mình like Mình coi like từ từ mấy chị Nha ở vậy hả chết rồi sao ai cũng sinh nhật tháng này hết mấy chị ơi <laughs> chết rồi lỡ hứa tặng quà cho chị rồi mấy chị sinh nhật tháng 10 không <laughs> 19 nữa hả Ok 19 tặng quà luôn Ê tối nay sinh nhật tôi đó Minh Anh Ủa vậy hả chị Annie Trần Chết rồi qua 12 giờ đêm cho em Chưa chị ơi Thôi để like tới 12 giờ đêm khỏi tặng quà nha <laughs> Qua 12 giờ đêm gửi tặng quà bà Annie Trần nha Đưa cái khay rồi Đưa cái khay rồi Đưa cái khay pha lê á Rồi qua 12 giờ đêm còn chị không chị Vi Hùng còn C không còn chị không là sao bé anh không hiểu sao mấy chị ơi? An đi trần hôm bữa muối này chưa chưa, chưa đúng không? Hôm nay sinh nhật Annie trần ha tặng an trần một cái mặt pha lê mặt pha lê mặt pha lê um... cầu, vòng. cầu vòng chúc tuổi mới đẹp như viên pha lê đó làm ăn sáng như cầu vòng ok hợp lý không vậy thôi ha mình chút ngắn gọn thôi nha <laughs> yeah, ok mai mai huyền chốt đơn tặng ôi nghe sinh nhật được tặng quà sao tôi nôn nha <laughs> yeah, chỉ vậy thôi chút ngắn gọn vậy thôi cho nó vui rồi ngày mai mày 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 nhớ ấy chị nha yeah, vậy là đẹp rồi <laughs> của của ít lòng nhiều đi chứ không có tiền tặng kim côn không có tiền cận kim cương kiểu này chắc phải coi like chị chị phương hằng oxy mới có gương, mới có kim cương tặng cho mấy chị <laughs> rồi bye bye hẹn gặp lại mấy chị vào livestream ngày mai hẹn gặp lại chúc cái chị yêu của em ngủ ngon bye bye các chị